Bất quá, gần đây yêu vật trong địa uyên có chút sao động bất an, nếu để thêm một hai năm nữa thì Kim Mỗ có nói gì cũng không dám đồng ý chuyện thí luyện. Nam tử tươi cười nói với tam lão, ha ha, cho nên ngay khi có được tin tức từ huynh đệ, chúng ta đã lập tức cho tổ chức thí luyện sớm hơn một chút so với định kỳ. Bây giờ địa chắc khác chiều còn chưa bắt đầu, lão già cười hỏi, sẽ không đâu, từ phản ứng của bảo vật giam chắc có thể thấy rõ điều này mặc dù bây giờ khí hắc ám so với lúc bình thường nguy hiểm nhưng vẫn còn cách thời điểm bộc phát ít nhất một năm thời gian tuy nhiên chuyện có thêm các yêu vật cấp độ cao hơn xuất hiện cùng với hắc ám chi khi là điều không thể tránh khỏi việc gặp phải địa uyên cao gia yêu vật trong lần này khẳng định sẽ nhiều hơn nhưng cấp bậc yêu vương thì sẽ chưa xuất hiện đâu những nguy hiểm trong đó ta nói như vậy để liên tịch trưởng lão hội có thể tự đưa ra quyết định nếu sau này có tổn thương quá lớn cũng không nên trách kim mỗ không nhắc nhở thanh giáp nhân thản nhiên nói chỉ cần không có các cấp bậc yêu vương xuất hiện thì không có trở ngại gì, có thể tiến hành thí luyện. Nam tử tóc bạc không do dự nói, ta cũng không có ý kiến, bỏ qua cơ hội này, ít nhất hơn trăm năm nữa mới có thể cử hành lại, mà như vậy thì có không ít người không thể chờ đợi. Lão phụ nhân nhướng mày, cũng chậm rãi nói, lão giả có hình xăm lại trầm ngâm hồi lâu rồi mới nhẹ thở dài một hơi gật đầu. Thấy cả ba người đều đồng ý, lúc này nam tử mặc thanh giáp mới cười nhẹ, đưa nắm đấm lên không chung một quang cầu màu xanh theo đó bắn ra, sau khi chợt lóe một cái thì quỷ dị xuất hiện ở trên cao trăm trường. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra khi quang cầu đột nhiên bạo phát, kèm với đó là một vầng sáng màu xanh cuồng trướng khắp nơi. Những phi linh tộc mặc chiến giáp ở phía sau nhìn thấy màn này thì lập tức nghiêm nghiêm cẩn cẩn tách làm hai, để lộ một con đường ở giữa. Một đám đông người mặc dù với tu vi bất đồng nhưng khi xuất ra một hành động chỉnh tề, nhất loạt như thế lại tạo ra một cỗ áp lực vô hình cực kỳ mạnh mẽ tản mát ra xung quanh nhìn thấy cảnh này từ các trưởng lão hộ tống đoàn của mình trở xuống sắc mặt ai cũng khẽ biến nhưng sau đó lại khôi phục như thường còn những thánh tử lần đầu tham gia thí luyện như hàn lập thì rộ lên một trận tao động đại đa số lộ vẻ giật mình tam đại trưởng lão hướng về phía sau ngoắc tay một cái rồi nhất tề bay về phía trước cả đội ngũ lại một lần nữa khởi hành lần lượt từng người từng người bay qua bức tường giữa hai hàng áo giáp hàn lập ngồi trên cự cầm hai mắt híp lại nhưng đang cẩn cẩn đánh giá giáp sĩ hai bên Kết quả hắn phát hiện đại bộ phận giáp sĩ si ánh mắt rất lãnh đạm, không nói không cười. Ngẫu nhiên có người lộ ra ánh mắt tò mò, đương nhiên đây là người có tu vi thấp, tuổi cũng khá nhỏ. Bất quá tu vi thấp ở đây cũng ít nhất là ngoài kết đan kỳ. Ngoài ra những tồn tại tương đương với nguyên anh hay hóa thần thì chỗ nào cũng có, thậm chí luyện hư cấp bậc cũng không phải là ít. Trong lòng Hàn Lập thầm kinh hãi, tính chất công việc của những thủ vệ nơi đây cũng không khác biệt nhiều so với các tu sĩ nhân tộc ở Thiên Huyên Thành. Chỉ bất qua chỗ này số lượng mặc dù ít hơn Thiên Uyên Thành nhưng trình độ tinh nhuệ thì Thiên Uyên Thành không thể sánh bằng. Hơn nữa đóng quân ở nơi đây thường xuyên có yêu vật tới quấy phá, kinh nghiệm tranh đấu phong phú hơn nhiều so với các phi linh tộc nhân khác. Thêm vào đó, kiến trúc ở đây quy mô như vậy thì nhiều phần vẫn còn các giáp sĩ khác ẩn nấp đâu đó mà không xuất hiện. Trong lúc Hàn Lập âm thầm đánh giá không ngừng thi đoàn người cũng đã vượt qua đám giáp sĩ, tới phía dưới một đại lâu rất lớn. Trưởng lão hội lập tức phân công các đệ tử vào ở tạm trong đó, khôi phục lại tinh thần và pháp lực, ngày mai sẽ bắt đầu thí luyện. Đám người thiên bằng tộc ở cùng trong một lầu các, Kim Duyệt cùng thạch trưởng lão canh giữ ở tầng 1, ba người hàn lập được phân riêng mỗi người một tầng, có thể nghỉ ngơi yên tĩnh không bị ai quấy dày. Thấy tình hình này, trong lòng hàn lập không khỏi ngoài ý muốn. Hắn thực đã có chút mừng rỡ khi có thể dừng lại ở đây một đêm. Thế nhưng giờ lại bị hai người Kim Duyệt phân phó không cho đi đâu đồng thời canh giữ ngay ở dưới tầng 1 điều này khiến dự định ám muội của hắn gặp chút phiền phức hàn lập ngồi xếp bằng trên giường cũng chưa đi vào nhập định ánh mắt chấp động không biết đang suy tính gì không biết sau bao nhiêu lâu hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì trên mặt lộ ra tiêu ý ngay lập tức hắn khởi thân hướng tầng một đi xuống ngay khi thân hình hàn lập xuất hiện ở đầu thang lầu một kim duyệt trưởng lão và thạch trưởng lão đang ngồi nhập định đều đồng thời mở mắt nhìn về phía hắn tinh quang chợt lóe trong lòng hàn lập khẽ dùng mình Hàn Đạo Hữu ngươi không nghỉ ngươi còn định đi đâu. Chẳng lẽ có chuyện tình gì quan trọng sao? Kim Duyệt nữ tử không nói gì, đây chính xác là giọng thạch trưởng lão. Vãn bối có một việc quan trọng, muốn đi ra ngoài một chút. Hàn Lập nghiêm trang nói, chuyện gì, muốn xuất ngoại bây giờ sao? Kim Duyệt mơ hồ có chút bất mãn, mắt thấy thí luyện sắp tới, nữ tử này hiển nhiên hy vọng Hàn Lập thành thật ở trong lầu các nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không bị phân tâm. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là vãn bối thấy công pháp ở đây thủ vệ đều là ngưng tụ sát khí thành áo giáp của thủ vệ ở đây rất kỳ lạ, muốn tìm một hai người lãnh giáo sự huyền diệu trong đó. Hàn lập cười cười, lại thản nhiên đem ý đồ nói ra. Sát khí ngưng giáp, ngươi muốn nói tới tứ sát hóa giáp thuật sao? Công pháp này quan trọng nhất là thân phải có một lượng sát khí cực lớn, nếu không đừng nghĩ đến làm gì. Mà ngươi muốn hỏi công pháp này làm gì? Kim Duyệt ngẩn ngơ nói ra tên của bí thuật, trên mặt lộ vẻ kỳ quái thạch trưởng lão ở bên cũng có bộ dạng kinh ngạc không kém. Hàn lập nghe vậy mỉm cười, hai tay đột nhiên nắm chặt lại, kim quang trên người trượt lóe, đột nhiên toát ra một cỗ hơi thở thâm trầm kinh người, bao nhiêu sát khí nồng đậm bị chôn sâu trong thân thể bỗng nhiêu ùa ra. Lúc trước hắn dùng kim cương quyết luyện hóa sát khí, chèn ép chúng lại, bây giờ lại một lần nữa bức chúng xuất hiện. Vừa thấy sát khí này, cả hai trưởng lão kia đều đồng thời cả kinh. Sát khí của người dày đặc như vậy, trách không được chuyện cảm thấy hứng thú đối với tứ sát hóa giáp thuật như vậy. Ha ha, bất quá cũng không cần ra bên ngoài hỏi thăm, loại công pháp này căn bản không có gì đặc biệt hay bí thuật gì cả. Lão Phu hoàn toàn có thể đem công pháp chỉnh chu truyền thụ cho ngươi. Lấy sát khí trên người của ngươi như vậy, ngày mai thí luyện nói không chừng có thể có công dụng. Thạch trưởng lão sau vài giây cả kinh liền cười ha hả, nói ra những điều mà Hàn Lập sớm có vài phần đoán trước. Ngày đó khi nhìn thấy nhiều uyên thủ vệ bình thường đều biết bí thuật này, nên phỏng đoán hơn phân nửa những trưởng lão của các tộc cũng phải biết về công pháp này hôm nay xem ra quả nhiên không có sai chính thạch tiền bối đích thân truyền thụ vãn bối hiển nhiên cảm kích vô cùng nhưng không biết một đêm có đủ để tìm hiểu và miễn cưỡng sử dụng công pháp này hay không hàn lập kìm nén sự vui sướng trong lòng cung kính trả lời hắc hắc chỉ cần hàn đạo hữu có thể giúp hai người lôi lan thông qua thí luyện là quá đủ để cảm ơn lão phu rồi còn về chuyện công pháp yên tâm đi cái này cũng không phức tạp lấy tu vi của Hàn Đạo Hiếu, một đêm cũng đủ lĩnh ngộ mấy tầng đầu rồi. Về thần thông của mấy tầng cuối, cần phải có sát khí rất lớn, dù sao ngươi vốn chưa thể đáp ứng. Thạch trưởng lão khoát tay nói, Hàn Lập hiển nhiên gật đầu cảm tạ không thôi, Kim Duyệt ở bên cạnh thì không có ý phản đối gì, thậm chí còn nhắm mắt trở lại nhập định. Vì vậy chỉ thấy thạch trưởng lão móc ra một ống trúc bằng ngón tay, yên lặng không nói trong chốc lát rồi vứt lại cho Hàn Lập. Ta đã đưa pháp quyết vào trong đó, người cầm lấy mà tìm hiểu đi. Đa tạ tiền bối, Hàn Lập nói lời cảm ơn một tiếng, nhận ống trúc rồi không chậm chế quay lại nơi mình ở. Ngồi xếp bằng trên giường, Hàn Lập lấy ống trúc ra dán lên chan, đưa thần thức nhập vào. Nhất thời một đám cổ văn lục sắc hướng đầu Hàn Lập bay nhanh vào. Khuôn mặt Hàn Lập vẫn thủy chung không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, Hàn Lập đột nhiên bỏ ống trúc ra, thu vào chữ vật, thần sắc hòa hoãn trở lại. Pháp quyết này quả nhiên như thạch trưởng lão nói, thoạt nhìn cũng không quá phức tạp, cả đêm chắc cũng đủ ngưng tụ một tầng sát giáp. Trong lòng nghĩ vậy, hai tay Hàn Lập hướng lên trên, bắt đầu chính thức tìm hiểu về pháp quyết này. Hai mắt Hàn Lập hoàn toàn tĩnh lặng nhưng trên người bắt đầu xuất hiện một tầng sát khí lãnh đạm màu đen, chốc lát bắt đầu quay cuồng không ngừng trong không khí. Sau đó không lâu, nó thậm chí bắt đầu tăng tốc, kịch liệt xoay tròng, biến thành một tầng hắc phong khiến thân hình hắn như ẩn như hiện, dần trở nên mơ hồ. Chương 1436, nội dung thí luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, hai vị trưởng lão cùng với bạch bích lôi lan lẳng lặng đứng ở dưới lầu một dáng vẻ chờ đợi kim duyệt và thạch trưởng lão ẩn chứa vài tia chờ mong còn hai vị thánh tử thì có chút khó hiểu ánh mắt kinh nghi nhìn về phía thang lầu qua thời gian một bữa cơm từ trên truyền tới tiếng bước chân tiếp theo đó là bóng người hàn lập hiện ra mặt hiện rõ vẻ tươi cười thế nào người đã thành công rồi chứ thạch trưởng lão hai mắt sáng ngời hỏi đa tạ tiền bối truyền thụ vãn bối hiện đã có chút thành quả hẳn cũng có thể tạm dùng đối địch Hàn Lập mỉm cười nói, tốt lắm, lần thí luyện này tính là nguy hiểm nhưng so với thành quả có thể đạt được thì rất xứng đáng. Mặc dù Hàn Đạo Hiếu Tu Vi đã đạt tới cao dai, nhưng trên đường có lẽ vẫn xảy ra những chuyện khó lường. Cho nên, tối hôm qua ta cùng Thạch Trưởng Lão đã thương lược, quyết định sẽ đem toàn thể trấn tộc chi bảo để cho các ngươi dùng. Cũng nhờ đó tăng thêm khả năng bảo vệ bản thân, nữ tử Kim Duyệt cẩn thận đánh giá thần sắc của Hàn Lập rồi đột nhiên nói. Trấn tộc chi bảo, Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn không sai, đây là lôi dao tiễn người cầm lấy đi. Vừa nói Kim Duyệt vừa vung tay áo lên, bỗng nhiên một đoàn thanh quang bay ra, thoáng một cái hiện hình thành một thanh tiễn đao màu xanh. Tiềm thức hàn lập vừa động, đưa tay ra cầm lấy tiễn đao, ngưng thần xem xét. Chỉ thấy tiễn đao dài chừng nửa thước, kiểu dáng khá cổ, mặt ngoài xanh thấm nhưng lại có một giải hoa văn màu bạc huyền ảo. Nhị vị tiền bối thực sự định đưa vật này cho vãn bối sao. Hàn lập lấy tay sờ sờ lên tiễn đao, cảm thấy một cỗ hàn khí lành lạnh, trong lòng vui vẻ. Kỳ thật bồn tộc còn có một vài món bảo vật khác thích hợp hơn cho ngươi, nhưng đáng tiếc mấy bảo vật đó muốn dùng được thì phải hao tổn không ít thời gian tế luyện. Mà thời gian thì chúng ta không có nhiều. Kiện bảo vật lôi giao tiến này không phiền toái như vậy, chỉ cần hơi gia tăng linh lực tự thân quán chú vào là có thể sử dụng được, uy lực lại vô cùng lớn. Nhưng là bởi vậy bảo vật này cũng dễ bị cường địch cướp lấy, Hàn đạo hữu phải vô cùng cẩn thận. Kim Duyệt ngưng trọng nhắc nhở Hàn Lập, đa tạ tiền bối ban thưởng trọng bảo vãn bối nhất định sử dụng cẩn thận. Trong lòng biết rằng hai người này cũng chỉ vì thánh tử của tộc mình mà xuất ra bảo trọng bực này, Hàn Lập không tỏ ra khách khí, tươi cười thu lấy bảo vật. Kim Duyệt gật đầu, vừa vặn lại dặn dò Bạch Bích và lôi lan hai người, nhưng không có xuất ra bảo vật nào khác nữa. Hàn Lập thấy màn này thì lơ đễnh như không biết gì. Những gì đáng cấp cho hai người này, phỏng trừng đã sớm đưa từ lúc rời thánh thành lần trước khi lôi lan cùng hồng sa của xích dung tộc tranh đấu tại giác kỹ chàng đã sử dụng cái tiểu hồ lô màu vàng kia xem chừng chính là một trọng bảo của bộ tộc sau một hồi dặn dò năm người nhất loạt ra khỏi lầu cát bay lên không trung đến nơi đã thấy tụ tập rất nhiều người giờ phút này không ai trong bọn họ cưới phi cầm nữa tất cả đều hiển lộ đôi cánh sau lưng trôi nổi giữa không trung hơn nữa các trưởng lão đều tách riêng ra một nhóm các thánh tử phi linh tộc đứng thành một nhóm sắc mặt ai cũng trầm trọng, không ai nói chuyện với ai. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, lặng lặng cùng hai nữ tử bay đến nơi tụ tập của thánh tử, không nói một lời. Nhưng không bao lâu sau, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, trong lòng vừa động, xoay người lại liếc mắt một cái. Ở phía ngoài, cách hơn trăm trượng có một thân hình khô gầy, thấp bé, phảng phất như một nữ tử. Nhìn kỹ một chút thì thấy người này ra tay ngăm đen nhưng trên cổ lại có một vài hình xăm màu đen quỷ dị nàng ta vừa thấy hàn lập nhìn lại thì mỉm cười lộ hàm răng trắng bóc lạ thường hàn lập ngược lại cảm giác khẽ dùng mình trong lòng bởi vì khi thần niệm hắn đảo qua hắc nữ kia rõ ràng là một cao giai linh tương hơn nữa hơi thở trên người có chút quái dị khiến cho hắn cũng cảm thấy uy hiếp tựa hồ tu luyện một thần công đặc thù trên mặt hàn lập không lộ vẻ gì nhưng môi khẽ nhúc nhích đứng ở bên cạnh bạch bích và lôi lan đang khép hờ mắt đột nhiên nghe thấy tiếng hàn lập truyền âm vào tai bốn con mắt chợt mở ra theo hướng hàn lập nhìn khẽ liếc nữ tử gầy đen kia một cái nhưng ngay lập tức sắc mặt đại biến vội vàng cúi đầu xuống hàn huynh đó là ngao thanh trước của thất việt tộc uy danh còn trên cả trúc âm tử có thể coi là đệ nhất nhân trong đám hậu bối chúng ta thế nhưng nữ tử này lòng dạ độc ác tính tình cổ quái dị thường động một cái là có thể lấy tánh mạng người khác hàn huynh tốt nhất là nên cẩn thận trong tai hàn lập vang lên âm thanh hoảng hốt của bạch bích hắn nhíu mày không khỏi tự đánh giá nữ tử kia thế nhưng đúng lúc này hắn lại cảm thấy có một ánh mắt âm trầm quét về phía mình rõ ràng là không có hảo ý sắc mặt hàn lập trầm xuống đưa mắt về phía đó kết quả tại một chỗ không xa chúc âm tử đang đứng cùng các đồng tộc của hắn đưa ánh mắt bất thiện nhìn hàn lập hàn lập lạnh lùng nhìn lại một cái rồi thu hồi ánh mắt sắc mặt không thay đổi xích dung tộc đối với thiên bằng tộc có chút chuyện tình khẳng định tại thí luyện sẽ dở trò biết vậy thế nhưng trong lòng hàn lập lại không hề có một gợn sóng bởi vì đám hàn lập cũng tới khá muộn, nên hắn không phải đợi lâu, sau nửa canh giờ, tam đại trưởng lão cùng với thanh giáp nhân lúc trước lẳng lặng không nói, bay lên trước dẫn đường cho cả đoàn người đi về phía tường thành ngược phía với lúc trước bọn họ đã đến. Không biết vì sao, trên các bức tường lớn đều trống trơn, thế nhưng đội ngũ lại không trực tiếp bay qua mà trực tiếp hạ xuống trước tường thành. Chỉ thấy thanh giáp nhân tiến lên phía trước, trong miệng lẩm bẩm vài lời, sau đó đưa tay điểm nhẹ vào vách tường. Một trận ầm u nổ ra, cửa tường trước mặt mọi người xuất hiện một quang mang ngũ sắc, dần dần hiện ra một tòa pháp trận màu bạc. Vừa thấy cảnh này, nam tử mặc thanh giác lập tức há mồm, phu ra một tấm mộc bài màu tím. Quang mang trên mộc bài đại phóng, một đạo ánh sáng màu tím lập tức phóng ra, sau mấy cái chấp động liền phóng thẳng vào trong pháp trận. Pháp trận lại thêm một trận biến đổi, quang mang kỳ lạ lưu chuyển với tốc độ kinh người rồi đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là một cánh cửa cực lớn hiện ra trên bức tường. Cánh cửa cao hơn 10 trượng, Tản ra quang mang băng hàn, có vẻ trầm trọng vô cùng, phảng phất như được chế tạo bằng bạch ngọc tinh khiết. Thanh giáp nhân không nói lời nào, thu mộc bài lại, lùi ra sau một chút rồi phất tay áo một cái. Nhất thời một mảnh tử quang cuộn ra, đánh tới cánh cửa, theo đó là một tiếng nổ xé gió, cánh cửa bạc chậm rãi mở ra. Từ bên ngoài lập tức thổi vào một làn gió bội âm tà, nó đi qua nơi nào thì thánh tử nơi đó bỗng cảm thấy một tia run rẩy, da thịt phảng phất như bị người ta dùng lưỡi dao sắc bén cắt vào khiến cho tóc gáy dựng đứng hết cả lên thực sự là vô cùng quỷ dị. Hàn Lập hiển nhiên cũng cảm nhận được làn gió cổ quái này, làm quang trong mắt chợt lóe. Đại môn đã mở, tất cả mọi người lần lượt đi theo mấy người dẫn đầu tiến ra bên ngoài bức tường. Hàn Lập không khỏi hít một ngụm lương khí. Phía sau cánh cửa đó không xa, trên mặt đất không một ngọn cỏ, vô luận là đất hay đá, tất cả chỉ một màu đen u ám, đưa mắt nhìn cảm giác sâu hun hút, vô biên vô hạn. Mà ở trên trời cao thì lại có một tầng bụi màu trắng, thoạt nhìn tưởng sương mù, dày đặc dị thường, cũng là một cảnh dài vô biên không bến bờ. Mà khoảng cách không gian giữa tầng bụi và mặt đất bất quá chỉ cao 3-40 trượt, giữa cảnh sâu hun hút và dày đặc của mặt đất và bầu trời thì cái khe hở có vẻ hẹp hòi dị thương. Thế nhưng từ khe hở đó liên tục phát ra tiếng xé gió liên miên không dứt, phảng phất như muốn cắn nuốt bất cứ thứ gì lọt vào. Điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Đây là cánh cửa vào địa nguyên sao, quả nhiên vô cùng hung hiểm, hàn lập âm thầm nói trong lòng, tốt lắm, Vậy là đã sẵn sàng hết rồi, trừ các thánh tử, tất cả những người khác đều phải dừng bước. Mà sau cánh cửa này chính là cả vạn dặm sương mù. Lão phụ nhân trong Tam đại trưởng lão nói, thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại truyền đến rõ mồn một vào tai mỗi người, khiến cho đám người đang xôn xao chợt yên tĩnh trở lại. Tốt lắm, giờ cũng là lúc thích hợp để công bố nội dung thí luyện lần này, khỏi bắt phải chờ đợi thêm. Nam tử tóc bạc ở bên cạnh cười nói, lão phụ nhân liếc nhìn hắn một cái. Bất động Thanh Sắc tiếp tục nói: "Liên tịch trưởng lão hội của chúng ta đã thương lượng qua, nội dung thí luyện lần này khác so với những lần trước phải đánh chết một số yêu vật hắc ám được chỉ định trước. Chúng ta muốn các ngươi mang từ trong địa nguyên về một loại quả tên gọi là Minh Diễm quả. Loại quả này so với các linh vật khác có chút bất đồng, phải là ở những nơi có hắc ám cùng uế khí nặng nhất mới có thể sinh ra. Mỗi quả mất chừng 500 năm mới thành thục, mà mỗi cây cũng chỉ sinh ra một quả." các ngươi mang về phải là minh diếm quả thành thục mới được tính là hoàn thành thí luyện ta nói trước là ở uyên tầng thứ nhất hắc ám khí không đủ khả năng gặp quả này là không có đương nhiên kẻ nào không tin thì cứ thử vận may tầng thứ hai có thể sẽ có một ít minh diếm quả nhưng chúng ta cũng không chắc mà ở tầng thứ ba thì khẳng định sẽ có hơn nữa số lượng không ít cụ thể phải hành động như thế nào đương nhiên do các ngươi quyết định thời gian thí luyện là ba tháng sau ba tháng không cần biết có bao nhiêu người thí luyện thành công, chúng ta cũng sẽ mở cánh cửa này ra để nghinh đón các ngươi trở về. Các ngươi phải thật sự chú ý, thanh âm của lão không giận mà có uy, không riêng gì hàn lập, những người khác cũng đều hết sức tập trung lắng nghe. Tốt lắm, nếu các ngươi đã nghe và hiểu hết nội dung thí luyện, bây giờ các ngươi có thể xuất phát, 3 tháng sau, lão phu hy vọng có thể gặp lại đại bộ phận chư vị ở đây. Những người khác cũng nên trở về đi thôi, phong ma môn lập tức sẽ đóng lại. Lão giả có hình xăm cất giọng phân phó, sau đó khẽ phất tay áo, quay người đi lại vào trong thành. Nam tử tóc bạc cùng lão phụ nhân khẽ đưa mắt nhìn nhau một cái rồi cũng cất bước đi theo. Các trưởng lão khác cũng lần lượt yên lặng trở về trong thành. Hơn phân nửa chỉ đưa mắt nhìn các tộc nhân của mình, ánh mắt lộ chút lo lắng rồi đi. Chỉ có non nửa cố nhân cơ hội này truyền âm phân phó vài câu rồi mới xoay người rời đi. Trong nháy mắt, Bên ngoài cánh cửa to lớn gọi là Phong Ma môn kia chỉ còn lại hơn trăm tên thánh tử phi linh tộc đưa mắt nhìn nhau. Chương 1437, Điệu Uyên nhất tầng. Hắc hắc, chư vị còn đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ muốn ở đây đợi ba tháng nữa có người ra mở cửa cho về sao? Trong đám người có một tiếng cười to, tiếp theo đó bóng người loáng lên một cái, một đạo bóng trắng lao thẳng về phía xa xa. Phía sau hắn còn có mấy người khác, không một tiếng động bám sát theo, tựa hồ là những người đồng tộc vừa thấy có người dẫn đầu rời đi đám người lúc này cũng bắt đầu kết thành đàn lần lượt hướng khe hở dưới sương mù bay đi chỉ trong chốc lát số người còn lại chỉ là non nửa trong đó có cả hàn lập và đám người xích dung tộc một loạt tiếng động ầm ầm ù, ù ù vang lên cánh cửa phía sau chậm rãi đóng lại một trận quang mang ngũ sắc kỳ lạ lưu chuyển ngay lập tức cánh cửa biến mất vô tung vô ảnh đi thôi hàn lập nhìn cánh cửa biến mất trên cửa tường lên tiếng thúc giục hai nữ tử rồi hai cánh rung lên Hóa thành một đoàn thanh quang bay về phía khe hở. Bạch Bích cùng Lôi Lan cũng không nói một lời, hóa thành một đoàn ngân quang và một đoàn kim quang, bám sát theo sau. Theo phương Hàn Lập vừa rời đi có mấy đạo thần sắc khác nhau dõi theo gắt gao. Trong đó ngoại trừ đám xích Dung tộc ra, còn có mấy thánh tử xa lạ dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào phương hướng bọn Hàn Lập rời đi. xích Dung tộc nhân chờ một lát cho độn quang của đám Hàn Lập biến mất hẳn mới nghe tiếng chúc âm tử phân phó cùng nhau xuất phát. Lúc này dưới bức tường cũng chỉ còn lại mười mấy đơn vị phi linh tộc nhân mà thôi. Trong đó hơn phân nửa là những tộc có danh vọng ở nửa phía trên của phi linh tộc. Những người này ánh mắt chấp động không ngừng, lại thỉnh thoảng đưa nhìn trộm hai vị thánh tử khác. Một trong hai thánh tử đó có dáng người khô gầy đen đúa, chính là thất việt tộc Ngao Thanh. Người kia lại là một đại hán cao lớn dị thường, mặc mộc giáp màu đen, chừng 30 tuổi hơn. Hai mắt nhìn như có bốn đồng tử, chấp động phát ra quang mang yêu dị, sau lưng dắt một thanh kiếm rất to, tỏa ra hàn quang vàng kim nhàn nhạt. Một đại kiện vật như vậy, không hiểu sao lại không thu vào không gian chữ vật. Mà không biết vì sao, các thánh tử khác nhìn hai người này không cử động gì thì lại không ai dám dễ dàng rời đi. Một lát sau, thấy không ai có bộ dáng muốn động thân, Ngao Thanh khẽ nhướng mày, lập tức cười khúc khích rồi mang theo hơn 10 tộc nhân bay đi. Đại hán bốn đồng tử thấy vậy trong mắt lộ ra hàn ý, tiến nhanh lên một bước rồi đột nhiên bay thẳng về đúng hướng Ngao Thanh đã đi. Ba gã tộc nhân đồng bọn thấy vậy cũng không một tiếng động độn quang bay theo. Thấy hai người Ngao Thanh và Đại Hán rời đi, thần sắc các thánh tử còn lại trở nên hòa hoãn. Thậm chí một số ít người còn tụ tập lại thương lượng vài chuyện tình. Một lát sau những người này cũng phân biệt rời đi, phảng phất như đã bàn xong các kế hoạch. Kể từ đó, toàn bộ hơn trăm tên thánh tử của phi linh tộc đều đã mất hút vào màn đêm đen kịt. Phụ cận tường thành trống trơn không một bóng người. Lúc này, Hàn Lập cùng Bạch Bích, lôi lan vẫn đang bình thản bay cách mặt đất khoảng 10 trượng. Đám sương mù trên đầu họ nhìn từ dưới lên thì lại có màu xám xám. Mặc dù chỉ cách có khoảng 20 trượng thôi nhưng đưa mắt nhìn lên thì cảm giác đám sương mù này cao vô tận, liên miên không dứt. cộng thêm màu xám của đám bụi ở gần khiến cho người ta nhìn thấy vô cùng áp lực. Điều cổ quái nhất chính là tại không gian hẹp như vậy mà phía trước thỉnh thoảng vẫn đưa đến trận trận kình phong, bụi đất với sự băng hàn dị thường. Đương nhiên kình phong này không thể làm khó đám người hàn lập có tu vi hóa thần mặc dù vừa rồi có không ít thánh tử xuất phát nhưng đại bộ phận không đi cùng lộ tuyến đa phần cố ý chọn phương hướng khác nhau để tránh trường hợp chưa tiến nhập địa uyên mà đã phát sinh xung đột với các đơn vị thánh tử khác hàn lập đương nhiên cũng đồng dạng muốn vậy hắn sau khi mang theo mấy người bay được hơn trăm dặm liền thay đổi quỹ đạo tìm một lộ tuyến mới mà đi hơn vạn dặm khoảng cách đối với bọn họ căn bản không tính là rất xa cho dù hắn cố gắng bay chậm thì cũng chẳng mất quá lâu để tiếp cận gần khu vực muốn đến tình hình phía trước bắt đầu biến đổi, sương bụi từ phía trên cao ngày một nhiều hơn, phong tà từ phía trước cũng mãnh liệt hơn dị thường, màu sắc đã không còn xám như trước mà chuyển sang đen kịt. Trong nháy mắt sự kết hợp của phong tà và sương bụi đã tạo thành một mà băng lao màu đen. Đương nhiên đám băng lao này không thể cấu thành uy hiếp gì đối với bọn Hàn Lập, chỉ bất quá mỗi người phải gia tăng linh quang hộ thể thêm vài phần mà thôi. Sau thời gian một bữa cơm, trước mặt bọn họ xuất hiện một mảng hắc sắc quái phong, rồi đột nhiên chớp lên sáng ngời ngay lập tức mấy người phát hiện mình đang đứng trên một vùng đất vô cùng kỳ lạ đây là một không gian rộng lớn không biết đâu là bến bờ bốn phía đều bị một màu đen kịt bao phủ trên không trung vẫn là sương mù do bụi tạo nên vần vũ nhưng lại cao tới cả ngàn trượng cũng vẫn kịch liệt quay cuồng không ngừng thế nhưng cái hấp dẫn bọn người hàn lập nhất lại là dưới mặt đất nguyên bổn màu đen trên mặt đất trống trơn đã biến mất vô ảnh vô tung thay vào đó là một cửa uyên sâu không biết bao nhiêu bên trong khắc nơi đều là sương mù xám đen trôi nổi, từ đó không ngớt thổi ra các luồng hắc phong lạnh lẽo kỳ dị. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua mọi nơi, chợt cảm thấy khẽ rùng mình, cái không gian này đâu đâu cũng rộng lớn không biết đến đâu mà kể. Ba người bọn họ lơ lửng bên bờ vực sâu, phảng phất giống như mấy con kiến hôi nhỏ bé giữa không gian rộng lớn. Xem ra đây chính là cánh cửa vào địa nguyên. đi thôi, mặc dù khả năng gặp yêu vật không cao nhưng mọi người vẫn phải thật cẩn thận và chú ý xung quanh. Hàn Lập không dài dòng, nhắc nhở hai nữ tử một chút rồi hai cánh rung lên tiến thẳng mất hút vào trong sương mù xám xịt bạch bích cùng lôi lan sắc mặt cũng thêm phần ngưng trọng không chậm trễ bay theo vào vực sâu trên đường xuống dưới vực sâu quanh thân hàn lập thanh quang lòe lòe bốn phía hiện ra bảy tám khối nguyệt quang thạch to bằng nắm tay tản ra màu sữa quang mang đem phạm vi hơn ba mươi trượng soi sáng mồn một nhưng dù có sáng mấy thì xung quanh cũng chỉ nhìn thấy sương mù quay cuồng hàn lập không khỏi khẽ thở dài một hơi khi mới tiến vào thì cho dù không cần linh mục cũng có thể quan sát hết thảy phụ cận thế nhưng xuống sâu thêm mấy ngàn trượng thì sương mù trở nên nồng đậm gấp mấy lần mà bạch bích và lôi lan theo sát sau hắn lại không thể vận dụng linh mục cho nên dứt khoát đưa thêm mấy nguyệt quang thạch ra nhờ đó tình cảnh trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn một chút bất quá mặc dù cánh cửa thâm nhập địa uyên rộng lớn như vậy nhưng bọn họ thâm nhập rất sâu mà vẫn chưa gặp phải yêu vật gì ngăn trở chuyện này đương nhiên là cầu còn khó được Đi thêm không biết bao lâu thì sương mù phía dưới trở nên nhạt hơn, tiếng gió cũng biệt tích. Ba người Hàn Lập tinh thần rung lên, biết rằng rốt cục cũng tới tầng thứ nhất. Thêm thời gian một chén trà nhỏ, hai mắt Hàn Lập nhìn kỹ một chút, xuyên thấu qua làn sương mù đơn bạc, đã bắt đầu thấy được cảnh sắc bất đồng. Mặt đất với hai màu đen vàng giao nhau chợt hiện ra, trên đó là những cây cối thật lớn dị thường, thậm chí còn có không ít loài chim to thân thể quái dị màu xám bay đi bay lại là là mặt đất. Đây là địa nguyên sao? thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Bạch Bích ở bên không nhịn được thì thào lên tiếng. Địa chắc tầng một mặc dù cũng bị hắc ám khí thức ăn mòn đã lâu nhưng dù sao cũng khác biệt nhiều so với các tầng khác. Ở đây ngoại trừ một ít yêu vật cấp thấp tồn tại thì hầu hết là các loài thú thông thường sinh sống. Bất quá các loài thú này đều có tính tình bạo liệt, 8 chín phần 10 là mãnh thú ăn thịt. Lợi hại thậm chí còn không dưới yêu vật thấp sai, lôi lan tựa hồ biết không ít, mở miệng giải thích. Sắc mặt hàn lập lại không có chút gì thay đổi, tựa hồ không nhìn thấy gì. Lúc này hắn đang đưa thần niệm ra xung quanh ngàn dặm tìm kiếm, vẫn chưa thấy hơi thở cường đại và các thánh tử khác. Xem ra nơi này tuyệt đối an toàn, xuống thôi, ta nhớ không lầm thì dừng ở không trung nhiều quá sẽ không tốt. Hàn lập phân phó một tiếng rồi bay xuống đất, hai người lôi lan hiển nhiên theo sau, một tiếng trách trách vang lên, vài quái điểu màu xám phát hiện thấy có ba người xuống thì không chút do so dự lao thẳng đến. Hai mắt hàn lập khẽ nheo lại, lúc này mới nhìn rõ đám quái điểu này miệng thô dài mỏ đầy răng nanh trên người không một sợi lông toàn thân phủ một lớp bụi quái dị trên đầu lại có một cái sừng cong cong hàn lập hừ nhẹ một tiếng ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra sau vài tiếng phốc phốc vài đạo kiếm quang chợt lóe trong nháy mắt một mảnh mưa máy xuất hiện đám quái điểu nhất loạt rơi là tả xuống đất tiếp đó ở dưới mặt đất từ nhiều nơi trong rừng đột nhiên vang lên những tiếng giống to rồi một trận ầm ầm rung chuyển tựa hồ như có rất nhiều con thú lớn đang tranh cướp cái gì đó hai mắt hàn lập lộ ra vẻ kinh ngạc liếc nhìn về chỗ đám quái điểu rơi xuống rồi nhanh chóng xoay lưng mang theo hai người theo một phương hướng bay đi từ tầng thứ nhất tới cửa vào tầng thứ hai theo các thánh tử đã qua thí luyện trước trong tộc thì dường như chỉ có mười mấy chỗ an toàn mà thôi tầng thứ nhất này gần như chắc chắn không có minh diễm quả chúng ta trực tiếp bay đến tầng thứ hai đi ta nghĩ nên lựa chọn lối vào hẻo lánh một chút mặc dù có thể mất thời gian hơn nhưng tránh được đụng độ với những người bất thiện hàn lập vừa phi hành vừa thản nhiên giải thích bạch bích khẽ nhíu mày tựa hồ có chút không đồng ý nhưng cũng không nói gì còn lôi lan thì không lộ cảm xúc hàn lập cũng không mấy để ý thái độ của hai người hắn nói vậy nhưng căn bản là không có ý thương lượng nếu thiên bằng tộc muốn hắn bảo vệ hai gã thánh tử thí luyện thành công thì hiển nhiên tất cả mọi hành động phải lấy hắn làm đầu mà với tu vi của hắn cũng không sợ hai gã thánh tử này không theo lời vì vậy trong thời gian kế tiếp cả ba người không nói lời nào cứ bay cách mặt đất không xa thẳng đến cửa vào tầng hai chương 1438, âm chu phong. Nghe nói địa huyên có tất cả 7 tầng, mỗi tầng phía sau đều nguy hiểm và rộng lớn hơn tầng trước bội phần. Nhưng ngay cả như vậy thì diện tích của tầng thứ nhất cũng tuyệt đối không nhỏ chút nào, bọn Hàn Lập đi liên tục không ngừng nghỉ mà 4 năm ngày vẫn chưa thấy cửa tầng hai đâu. Mấy ngày nay trên đường phi hành mọi chuyện đều thuận lợi, mặc dù bay trên phiến rừng rậm nhưng trừ việc đụng phải vài loài hung cầm không muốn sống nữa thì không có gì phát sinh. Nhưng đến sáng sớm ngày thứ năm, cả ba người chợt cảm thấy trên đầu xuất hiện dị biến. Hàn lập giật mình, đưa mắt nhìn lên, kết quả phát hiện quang mang sương mù trên đầu vốn dĩ tồn tại bấy lâu nay đã biến mất, mà ở vạn trượng trên cao bóng xuất hiện một phiến thạch bích màu đen, phảng phất giống như nóc của một bích động cực lớn. Cảm giác như đã đến đoạn cuối của tầng thứ nhất, cả ba người chậm rãi tiến vào khu bích động. Nhìn xuống mặt đất thì cây cối vẫn rậm rạp nhưng lại tản ra những quang mang khá kỳ dị, xen lẫn là các mỏ quảng khoáng chất gì đó, cũng phát ra quang mang tương tự. Kể từ lúc này, khung cảnh cũng không còn tối đen một màu như trước, có thể nhìn thấy rõ cảnh sắc từ xa xa. Thế nhưng cái sự mờ ảo này lại khiến cho bọn Hàn lập cảm âm Hàn và u ám hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại có trận trận hắc vụ cùng Hàn phong cuốn đến càng khiến người ta dùng mình. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái chính yếu, bay vào khu vực u ám này một lúc không lâu, Hàn lập cảm giác thần niệm của mình không thể đi xa được, chỉ có thể tha ra ngoài cơ thể ở khoảng cách 10 trượng mà thôi vốn dĩ hắn tu luyện đại diễn quyết thần niệm hơn xa so với các hóa thần tu sĩ khác như vậy có thể thấy bạch bích và lôi lan hai người chắc chỉ bao quát được khoảng cách mấy trượng mà thôi trong lòng tự đánh giá như vậy hàn lập đưa thần niệm hướng ra phía sau quả nhiên phát hiện hai nữ tử này sắc mặt đều có chút khó coi bất quá ba người cũng không vì thế mà quá kinh nghi hoảng sợ việc thần niệm bị áp chế thì các trưởng lão đều đã cảnh báo từ khi mọi người rời khỏi thánh thành rồi không riêng gì ngoại nhân như bọn hắn mà ngay cả hắc ám yêu vật thổ địa ở nơi đây cũng chịu chung cảnh này chỉ là yêu vật cư ngụ lâu trong uyên đối với tình hình này quen thuộc hơn nhiều mà phi linh tộc lại không quen với không khí u ám và hàn phong nên không ít người sẽ cảm thấy không khỏe một thân công lực vì vậy cũng giảm sút không ít thế nhưng đối với hàn lập thì hắn lại không coi vào đâu mấy loại không gian hắc ám và thần niệm bị ức chế này hắn không chỉ mới gặp lần đầu kinh nghiệm tranh đấu đương nhiên rất phong phú cứ phi hành như vậy sau mấy canh giờ hàn lập lập tức nhướng mày tiếp theo một tay khẽ nhấc từ đó bay ra vài khối nguyệt quang thạch giữa hư không điểm vào vài vị trí sau vài tiếng bang bang giòn vang một khối quang thạch tự nhiên bạo nổ biến mất thanh quang của hàn lập cũng thu liếm dừng độn quang lại phụ cận chợt nổi lên một cảm giác nguy hiểm tựa hồ ngay cả hắc phong cũng trở nên giá lạnh hơn vài phần hai người bạch bích cũng dừng độn quang lại vẻ mặt có chút lo lắng lôi lan thậm chí còn ánh lên vẻ kỳ quái đang muốn mở miệng hỏi cái gì thì chợt bốn phía truyền đến một trận âm thanh vù vù rất nhỏ, nhưng rất nhanh trở nên to hơn, rộng hơn. Chỉ trong chớp mắt khắp bốn phương tám hướng đã hiện ra vô số điểm sáng màu lục hướng thẳng tới phía ba người. Âm Chu Phong lôi lan cả kinh thốt lên, Bạch Bích nghe vậy sắc mặt cũng biến đổi. Không sai, mặc dù chỉ là yêu dài bậc thấp nhưng đám yêu vật này lại khá phiền toái. Đám yêu Phong này chỉ thích công kích những vật thể di chuyển phát sáng. Hàn Lập đưa ánh mắt đảo qua xung quanh, bình tĩnh nói mọi người đã có thể nhìn rõ mỗi đốm sáng màu lục kia to tầm một ngón tay lớn nhỏ khác nhau một chút nhìn nửa thân trước giống như con nhện nửa thân sau có độc châm thân thể chúng màu lục nhưng trên phần cánh lại có một hoa văn màu vàng thoạt nhìn vô cùng dữ tợn hơn nữa nhìn từ xa lại chỉ thấy cả một màn sáng lục âm hàn xem chừng số lượng đã ngoài vạn con thực sự dọa người cho bạch bích và lôi lan đã có tu vi sơ dai nhưng không tránh khỏi trở nên ngưng trọng cái này không phải là hai vị nữ tử sợ đám yêu phong chỉ là với số lượng nhiều như vậy muốn giết hết cũng phải tiêu hao không ít công sức mà hiện nay bọn họ vẫn chưa thực sự ra khỏi tầng thứ nhất hiển nhiên không muốn tốn sức vào một trận đấu không đáng thế nhưng khí thế đám yêu phong này vô cùng hung hãn sợ rằng khó tránh khỏi một trận tàn sát bất đắc dĩ lôi lan cùng bạch bích chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng một người hai cánh khẽ rung lên một mảng ngân hồ tinh tế hiện ra người kia lại hai tay bóp quyết xung quanh thân thể hiện ra một mảng kim sắc ti như ẩn như hiện không biết là thần thông gì. Hàn lập khẽ liếc mắt nhìn hai người, không nói một lời, khẽ há mồm cho một đoàn hỏa cầu màu bạc tế xuất. Sau một cái chấp động, hỏa cầu hóa thành một hỏa điều màu bạc. Chỉ thấy hỏa điều khẽ rung hai cánh, bịch một tiếng giữa không trung bạo liệt, hóa thành hàng trăm hoa lửa màu bạc văng khắp nơi. Một màn khó tin xuất hiện, đám hoa lửa này không lao thẳng vào chỗ ánh sáng màu lục mà lúc ẩn lúc hiện, khi đến gần chỗ âm chu phong thì xoay tròn quỷ dị. Đám yêu phong thấy vậy thì hung hãn lao vào, thế nhưng ngay lập tức lóe lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Hơn trăm đóa ngân hoa xoay tròn xung quanh ba người hàn lập, ngăn chặn toàn bộ những điểm sáng màu lục. Hai người bạch bích và lôi lan lộ rõ sự kinh ngạc. Âm chu phong nổi tiếng là loài khó chơi nhất trong đám yêu vật thấp dai, hiển nhiên không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy mới phải. Nguyên bổn âm chu phong toàn thân đều do một loại uế khí hắc ám ngưng tụ thành, những công kích bình thường rất khó tiêu diệt bọn chúng, cho dù nhất thời có thể kích phá hoặc chảm vỡ thân thể yêu phong nhưng chúng lại nhanh chóng tự hấp thụ hắc ám huế khí xung quanh để khôi phục như ban đầu Trừ phi có thể một kích đem chúng diệt trọn vẹt, không còn một tia dư thừa Phiền toái như vậy nhưng yêu phong cũng có hạn chế nhất định Chúng phải sống trong những khu vực có khí tức hắc ám dày đặc mà thôi, còn đến khu vực khác thì chúng hoàn toàn không phát huy được điểm mạnh của mình Kỳ thật không riêng gì âm chu phong mà cả các yêu vật khác tại địa uyên đều như vậy cả chỉ ở địa bàn của mình chúng mới như cá gặp nước mà thôi. Lên mặt đất thì chúng trở nên suy yếu đi rất nhiều. Đây cũng chính là lý do tại sao phi linh tộc có thể phong bế đám yêu vật này tại đây. Phệ linh thiên hỏa thoạt nhìn phiêu phiêu tựa hồ mỏng manh không chút uy lực, nhưng trên thực tế mỗi đóa ngân hoa khi tiếp xúc với thân thể âm chu phong thì ngay lập tức đem thân thể chúng hóa thành cho bụi, mỗi tia hắc ám khí thức đều bị cắn nuốt không còn một mảnh. Điều này hiển nhiên không cho yêu trùng một cơ hội phục hồi nào. Mà phệ linh thiên hỏa kia vốn cũng có chứa một tia linh tính, không cần Hàn Lập sử dụng thần niệm chúng vẫn có thể tự tới diệt địch. Nhờ đó mà Hàn Lập rất thảnh thơi khoanh tay đứng nhìn, chỉ trong chốc lát đám âm chu phong bị phệ linh thiên hỏa thiêu đốt không còn một mảnh. Tiếp theo hắn cũng như tùy ý nhấc tay, cả đám ngân hoa lập tức hướng một chỗ hội tụ, rồi phù một tiếng lập tức hóa thành hỏa điểu, chợt lóe lên bay thẳng mất hút vào trong tay Hàn Lập. Đi thôi, Hàn Lập hời hợt nói một câu, rồi không buồn quay lại đằng sau, hóa thành một đoàn thanh quang bắn nhanh mà đi lôi lan và bạch bích cố gắng cưỡng chế sự khiếp sợ trong lòng yên lặng bay theo giờ phút này cho dù trước đó hai người có ý nghĩ bất mãn thế nào đi nữa thì với thể hiện vừa rồi của hàn lập sự bất mãn đó đã giảm đi rất rất nhiều cứ như vậy ba người phi hành thêm khoảng một ngày một đêm nữa thì ra tới một khu vực khác cảnh sắc phía trước lại đại biến xuất hiện một sa mạc kỳ quái màu xám bạc xa xa nhìn lại cả sa mạc tỏa ra một quang mang lạnh lùng vô cùng hoang vu chẳng lẽ ta nhớ sai sao dựa theo những tiêu chú trên bản đồ nơi này phải ứng với một con sông lớn dưới mặt đất mới đúng chứ làm sao lại biến thành một sa mạc như vậy hàn lập đứng giữa không trung nhìn vào pháp bàn nét mặt ẩn chứa một tia kinh ngạc hàn huynh người không có sai trên bản đồ của chúng ta cũng là một con sông bạch bích và lôi lan đồng thời nhìn pháp bàn của mình sắc mặt lộ vẻ kinh nghi chẳng lẽ mấy năm nay nước sông đã rút hết xuống tầng thứ hai rồi sao ánh mắt lôi lan chợt lóe nói Xem dấu vết thì không giống như vậy, cho dù nước rút xuống tầng dưới thì cũng không thể để lại một sa mạc như vậy được. Hàn Lập lắc đầu không tán thành quan điểm này, vậy Hàn huynh cho rằng chuyện gì đã xảy ra ở đây? Bạch Bích sờ sờ cầm cười hỏi, "Không biết, cũng không cần phải biết, chúng ta cứ tiếp tục đi thẳng là được, không nên tốn thời gian nghiên cứu biến hóa địa hình của địa huyên làm gì. Chỉ cần cẩn thận hơn trên đường đi là được." Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi thần sắc trở nên bình thản nói, "Điều này cũng đúng." Bạch Bích cười nhẹ ủng hộ, lập tức ba người hóa thành ba đoàn linh quang, bay thẳng vào sa mạc màu bạc trước mặt. Mặc dù trong miệng nói dễ dàng như vậy nhưng khi ba người tiến vào khu vực sa mạc thì đều không hẹn mà cùng gia tăng tốc độ phi hành lên vài phần. Rõ ràng không ai muốn ở lâu trong khu vực yêu dị này. Lúc này đây, ba người một hơi bay liền được mấy vạn dặm nhưng trong mắt vẫn chỉ là ngút ngàn hạt cát màu xám bạc, một lá cây ngọn cỏ cũng không thấy. Kia là cái gì? Đột nhiên sắc mặt Hàn Lập chợt biến lam quang trong mắt lóe lên hướng về một chỗ không xa hàn huynh có chuyện gì xảy ra vậy bạch bích cả kinh lên tiếng hỏi bên kia hình như có một ốc đảo phảng phất còn có mùi máu tanh hàn lập trầm giọng trả lời mùi máu tanh ta hình như cũng có cảm giác như vậy đích thật là phương hướng đó mũi lôi lan khẽ nhíu có lẽ là một vài dã thú mới chết bạch bích trần chờ một lúc rồi lên tiếng hỏi thiên địa nguyên khí bên kia rõ ràng có chút hỗn loạn hẳn là do ai đó thi triển thần thông chúng ta cứ qua đó xem một chút đi. Lôi lan cuốn quyết lắc đầu đề nghị, chương 1439, cự linh hoa. Xem một chút cũng tốt, nói không chừng có thể phát hiện gì đó. Hàn lập thản nhiên đáp ứng, thấy hàn lập không phản đối, trong lòng bạch bích có chút bất mãn, nhưng lại không dám nói ra phản đối của mình. Vì vậy ba người lập tức thay đổi phương hướng, thẳng đến khu vực có mùi máu tanh. Kết quả sau khi phi hành được hơn 10 dặm, phía trước quả nhiên xuất hiện một ốc đảo rất lớn, ba người trong nháy mắt đã có mặt trên bầu trời của ốc đảo này. Kỳ thật mặc dù gọi là ốc đảo nhưng lại có màu đen vàng, bên trong không có mấy cây cối to lớn, đại bộ phận đều là những lùm cây cỏ thấp lùn không biết tên. Tại trung tâm của ốc đảo có một thủy đàm hơn 10 trượng, bên trong có một luồng huyết thủy đỏ đậm. Mà ở bên cạnh thủy đàm lại có mười mấy thi thể huyên thú lớn nhỏ nằm sấp trên mặt đất. Tất cả đồng dạng bị thạch trùy xuyên thủng người, từ những thi thể này không ngớt chảy ra máu tươi, ào ào tràn vào trong huyết đàm cả ốc đảo bốc lên mùi máu tanh dị thường, người thấy chỉ muốn chạy đi. Sao những con thú này lại có thể xuất hiện ở đây? Nhìn bộ dạng thì nên ở trong rừng mới đúng. Lôi lan đứng từ trên không trung đánh giá, không khỏi có chút kinh ngạc. Bạch Bích nhìn kỹ một hồi rồi cũng lên tiếng, đều là mới chết không lâu, nếu không hẳn là máu đã đông lại rồi. Hàn lập sau một hồi trầm ngâm đánh giá, đột nhiên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thanh quang bay thẳng tới một vài điểm xung quanh ốc đảo. Một lát sau hắn quay trở lại chỗ cũ, hai mắt nhìn thẳng vào huyết đàm sao rồi hàn huynh có phát hiện gì sao lôi lan tò mò hỏi ừ chính xác có phát hiện vài thứ hàn lập phảng phất như lẩm bẩm một mình ngay lập tức tay áo khẽ rung lên một đạo kim quang bắn ra thoáng một cái đạo kim quang như thiểm điện này hóa thành bảy tám đạo kiếm quang bay thẳng tới phụ cận của thủy đàm lôi lan cùng bạch bích đều ngẩn người ra không rõ chuyện gì xảy ra đột nhiên từ những chỗ kiếm quang xuyên thủng mặt đất vang lên vài tiếng kêu thảm thiết theo đó là vài đạo huyết thủy màu đen cuồn cuộn chảy ra. Mặt đất phụ cận thủy đàm khẽ bạo liệt, từ dưới đất lộ ra mấy con yêu hầu. Đám yêu hầu này cao đến vài thước, đầu có bốn tai, trong tay hung hăng cầm mấy thạch mâu thô giáp, nhưng lại tỏa ra bạch quang đạm đạm. Di, oán viên thú, không hay rồi, ốc đảo này do linh hoa huyến hóa thành. Vừa thấy bộ dáng của đám yêu hầu, bạch bích nhất thời kêu to lên. Cự linh hoa, ánh mắt hàn lập chợt lóe còn lôi lan thì thấp giọng kinh hô. Đúng lúc này mặt đất phía dưới ba người chợt nổ ầm ầm u u, lập tức kịch liệt chớp lên không ngừng, cùng lúc đó, huyết thủy giữa huyết đàm đột nhiên quay cuồng, từ đó bắn ra một đạo hồng ảnh. Chỉ chợt lóe lên một cái, đã xuất hiện ngay trước mặt Hàn Lập rồi. Lôi Lan cùng Bạch Bích cả kinh, đạo hồng ảnh này quá nhanh, cho dù hai người muốn ra tay tương trợ, tựa hồ cũng có chút bất lực. Nhưng thấy màn này Hàn Lập chỉ hừ lạnh một tiếng, một cánh tay mơ hồ khởi lai. Bịch một tiếng, một trường quỷ dị trắng noãn như ngọc xuất hiện trước người, trước một cái đã nắm chặt hồng ảnh kia trong tay. Hai vị thánh tử bên cạnh bây giờ mới thấy rõ, giữa bàn tay trắng kia phảng phất có một cái lưỡi màu đỏ đang không ngừng vùng vẫy. Nhìn kỹ một chút thì cái lưỡi này xuất phát từ một cái đầu to bóng, đen xì, nhưng lại giống như toàn thịt là thịt, nhúc nhích không ngừng. Trên cái đầu đó có vô số những cái gai nhọn đen xì như thân thể đâm thẳng vào tay Hàn Lập. Thế nhưng cảm giác như Hàn Lập không coi đó vào đâu, thản nhiên nắm chặt tay đúng lúc này năm ngón tay hàn lập đột nhiên hiện ra năm cái khô lâu trắng hiếu đồng loạt há mồn phu ra năm luồng sáng cuồng diễm cơ hồ chỉ một phút chốc công phu toàn bộ những gì trong lòng bàn tay hàn lập đều biến thành một tòa băng năm màu hàn lập không chút do dự trở bàn tay vỗ mạnh một cái vào tượng băng chỉ thấy thanh quang chợt lóe lên kèm theo tiếng vỡ giòn tan cả tượng băng biến mất vô ảnh vô tung một tiếng yêu vật giống to từ dưới đất truyền ra từ hồ vô cùng đau đớn mà hắc sắc quang mang giữa huyết đàm chợt xoay tròn chớp mắt huyết thủy không còn một giọt. Hàng loạt tiếng ầm ầm vang lên, cả tòa ốc đảo chuyển mình biến thành một quái vật vô cùng to lớn. Thế nhưng khi con quái vật này đứng thẳng dậy thì phía trên của nó lại là một đóa hoa vô cùng lớn, tinh tế dị thường. Thân dưới chỉ là hai cái chân to và dài khủng khiếp. Cánh hoa có màu xám bạc giống cát ở sa mạc nhưng tâm hoa lại có màu máu tươi đỏ đậm, giống hệt huyết sắc thủy đàm. Vừa rồi chính là một trong rất nhiều nhụy hoa thô to phóng ra từ tâm hoa tấn công hàn lập. Không những thế, trên những cánh hoa to lớn dị thường còn có hơn 10 còn oán viên thú hướng về không trung nhe răng nhếch miệng cười. Thạch mâu trong tay không ngừng vung lên, thoáng một cái hơn 10 cái đã xuất hiện trước mặt bọn người hàn lập. Đây là cự linh hoa, quả nhiên có chút ý tứ. Hoa này ứng với yêu vật trung dai, chỉ xuất hiện ở tầng 3. Không phải tầng thứ nhất rất ít xuất hiện yêu vật trung dai sao? Hàn lập nhìn thấy cảnh này có chút ngoài ý muốn. Hắn nói như vậy bởi vì lúc này căn bản không cần hắn phải ra tay. Bạch Bích và Lôi Lan ở bên không biết làm gì đã lập tức tạo thành một cái lưới tơ vàng trước mặt ba người, đem toàn bộ thạch trùy kích cho nát bấy. Hàn Huynh, rất ít cũng không có nghĩa là không gặp phải. Hơn nữa đây cũng là thời cơ chúng ta tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Bạch Bích cười cười thản nhiên nói, dù sao trước khi đến thời kỳ huyên triều bộc phát, có vài trung gia yêu vật xuất hiện ngoài khu vực cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Lôi Lan cũng nhướng mày phụ họa, lần này mặc dù đối mặt với trung gia yêu vật, nhưng nói về mức độ phiền toái thì còn xa mới bằng đám âm chu phong kia, cho nên hai nữ tử này vẫn giữ được sự tự tin. Vậy sao, nghe nói mật hoa này chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện đan, nếu đã gặp thì chúng ta thu lấy một ít đi." Hàn Lập vừa nói vừa giơ 10 ngón tay phóng ra mấy đạo quang mang. Phốc phốc vài tiếng, 10 khẩu tiểu kiếm chợt lóe, biến thành 10 đạo kim hồng bắn nhanh xuống dưới. Từ trung tâm của cờ hoa phát ra một tiếng giống lớn, ngay lập tức nhiều đạo hồng ảnh bắn ra muốn đánh rơi đám phi kiếm. Nếu là với các tộc nhân phi linh tộc bình thường, đụng phải công kích hung mãnh như vậy thật muốn cảm thấy đau đầu, nhưng với Hàn Lập thì sắc mặt chỉ khẽ thay đổi, đưa tay điểm nhẹ vào mấy phi kiếm. Nhất thời mấy tiểu phi kiếm quang mang đại phóng, nhanh chóng đem toàn bộ hồng ảnh bao phủ vào trong, tất cả nhanh chóng bị băm cho nát bấy. Cũng ngay sau đó, những phi kiếm này viễn hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang độc nhất vô nhị, phô thiên cái địa hạ xuống dưới. Oán viên thú nhìn thấy cảnh này thì trong miệng phát ra tiếng kêu the thét chiếc họa sát thân đồng loạt ném thạch mâu còn lại trong tay về phía 10 đạo kiếm quang. thạch mâu này mặc dù trải qua luyện chế thô sơ của yêu vật nhưng làm sao có thể so sánh được với thanh trúc phong vân kiếm kiếm khí. tập tức chưa chạm vào đã bị hàn quang chấn nát. tiếp theo thân thể mấy yêu thú phát ra tiếng vù vù đều bị cắt làm hai nửa ngã xuống. kỳ lạ là những kiếm quang này vừa diệt sát oán viên thú nhưng không hề ngưng nghỉ vẫn tiếp tục điên cuồng lao thẳng vào giữa tâm hoa. trong nháy mắt chúng đã đem đám nhụy hoa chạm cho tan nát rơi là tả xuống đất cùng với những dòng lục dịch chảy xối xả cự linh hoa cùng với đám bạn oán viên thú chỉ với một khu động nhẹ nhàng của hàn lập đã bị chảm nát không còn một mảnh hai người lôi lan và bạch bích căn bản không cần phải động chân động tay chỉ đưa mắt cười khổ với nhau tốt lắm mau xuống thu hoạch rồi lên đường thôi hàn lập thản nhiên thu hồi phi kiếm nói thân hình hắn theo đó nhoáng lên một cái đã xuất hiện nơi mặt đất lại khẽ chuyển lòng bàn tay xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh biếc nhắm ngay tâm hoa không còn trọn vẹn bay tới nhất thời một cỗ thanh hà phun ra, hút sạch chỗ mật hoa đang chảy xối xả. Sau một chốc lát, Hàn Lập quơ quơ bình nhỏ đưa lên mũi, một mùi thơm mát xông thẳng lên. Hắn khẽ mỉm cười, thanh quang chợt lóe, đem bình nhỏ thu vào. Lôi Lan và Bạch Bích cũng đồng dạng lấy ra mỗi người một cái bình nhỏ, đợi cho Hàn Lập xong việc mới thu lấy mật hoa còn lại. Hàn Lập chờ một lát rồi lên tiếng chúng ta đi thôi. Sau đó cũng không chờ hai người kia đáp ứng, thản nhiên bay lên không trung. Bạch Bích không nói một lời, hóa thành một đạo kim quang bắn theo sau. Lôi Lan cười nhẹ, đang định bay lên thì ánh mắt chợt quét lên hài cốt của cự linh hoa, trong lòng vừa động, quỷ dị tiện tay bắn ra một đạo quang mang. Sau một tiếng lôi minh, một đạo ngân quang hình cánh cung lóe lên lao thẳng vào cự linh hoa, hoàn toàn biến nó thành cho bụi. Lúc này Lôi Lan với khẽ động thân, hai cánh rung lên biến thành một đạo tàn ảnh bay về phía bọn Hàn Lập. Trong nháy mắt, thân ảnh ba người Hàn Lập biến mất vô ảnh vô tung, nơi đây không có thêm một dị biến gì. Nhưng, một lúc lâu sau đó phủ cận mặt đất chợt chấp lên tiếp theo một trận tiếng nổ ầm ầm ù ù kèm theo sự nứt vỡ của mặt đất từ dưới dần dần hiện ra một đầu quái vật đen xì phảng phất muốn to gấp mấy lần cự linh hoa vừa rồi đầu hắc cự linh hoa này phảng phất giống như một tòa núi khổng lồ vừa hiện thân thì khựng lại tiếp đó là một tiếng giống lớn kẻ nào to gan lớn mật như vậy dám ở đây diệt sát linh hoa cúng tế của ta chẳng lẽ là đám lục túc kia sao nghe âm thanh thì như là của một nữ tử đang vô cùng tức giận theo tiếng quát mà đến thì nhìn thấy tại trung tâm của cửa hoa màu đen kia có một cái ghế màu bạc, phía trên có một người ngồi rất ngay ngắn, vóc người thon thả nhưng khuôn phẳng phất như có như không, trên tay cầm một cây roi da xanh biếc. Chủ nhân xin đừng tức giận, có vẻ những kẻ đó rời đi chưa lâu, để tiểu nhân đi điều tra xem sao. Hoàng quang chợt lóe lên, đột nhiên một thân ảnh lùn tịt nửa ngồi nửa quỳ xuất hiện phía trước chiếc ghế bạc, tựa hồ vô cùng cung kính nói. Ừm, um, ta còn muốn tiếp tục việc cúng tế, việc này đành phải giao cho ngươi vậy. Mặc kệ là ai, có dũng khí phá việc của ta thì không thể bỏ qua được. Nữ tử lạnh lùng nói, roi ra trong tay đột nhiên khẽ vung lên. Sau vài tiếng the thé, một đạo bạch ngân lóe lên, không gian phụ cận chợt nổi lên sao độc, lập tức vô số hắc vụ từ giữa đạo bạch ngân bắn ra, không gian cảm giác như bị nứt vỡ, rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Chương 1440, yêu viên, tuân mệnh, chủ nhân, thân hình thấp bé kia khẽ run lên, cái đầu càng cúi thấp hơn. Người đi đi, ta sẽ về tầng 3 trước. Nữ tử phân phó xong lập tức dùng chân dẫm mạnh lên cự hoa màu đen phía dưới. Nhất thời hắc mang bên ngoài cự hoa chấp động, hiện ra một pháp trận lớn nhỏ không đồng nhất màu bạc, ngân quang chấp động. Bỗng nhiên từ trong pháp trận phun ra một luồng hắc vụ, trong nháy mắt phình to biến thành một biển vụ vây kín lấy toàn bộ thân thể cự hoa. Giữa không trung truyền đến một trận lôi minh ầm ầm u u, vài đạo ngân quang chấp động, vụ biển đột nhiên điên cuồng tản ra xung quanh. Ở giữa là một khoảng không trống rỗng, cả một thân thể cử hoa lớn như vậy kể cả nữ tử thon thả kia vậy mà có thể biến mất vô ảnh vô tung trong trước mắt tại đây giờ chỉ còn lưu lại một thân ảnh vẫn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất qua thời gian một chén trà nhỏ bóng người thấp bé mới đứng dậy chậm rãi nhấc tay ngân quang lóe lên giữa sa mạc bỗng nhiên trên cái đầu nho nhỏ hiện ra tới bốn cái tai nhưng đôi mắt màu lục lại có hai đồng tử thật nhỏ tản ra nhật quang âm hàn độc ác đây đúng là một oán viên thú chỉ là bộ lông vàng thấm tựa hồ linh trí đã khai mở, bộ dáng không khác thường nhân là mấy. Oán viên thú này đưa mắt đảo qua khắp nơi, bỗng nhiên há miệng, từ trong đó phun ra một cỗ xương mù màu vàng, bắn thẳng vào hài cốt của cự linh hoa. Một màn khó tin xuất hiện, tại giữa làn xương mù xanh biếc, hài cốt cự linh hoa nhanh chóng tiêu mất, hóa thành một chất lỏng màu xanh biếc. Sau đó một trận xương mù quay cuồng, đem chỗ chất lỏng đó cuốn lên, nhanh chóng chui thẳng vào bụng oán viên thú. Ngay lập tức từ mũi, mắt và hai tai của yêu thú đồng thời hiện lên từng đạo hào quang màu xanh biếc không ngưng vơ vẩn xung quanh trên đầu. Mà hoàng mau trên người yêu thú cũng phảng phất biến thành màu xanh lục, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Oán viên thú này đứng im không nhúc nhích một hồi lâu, đột nhiên bốn tai của nó giật giật, cảm giác như bây giờ mới cảm nhận được rằng cơ thể xuất hiện dị trạng. Sau đó không lâu, ở một phương của sa mạc truyền tới tiếng xé gió, linh quang chợt lóe, một đoàn hồng quang bay vụt tới. Ở giữa hồng quang là một nam tử dáng người mập mạp, độ chừng hơn 30 tuổi. Sau lưng là một đôi cánh màu xanh biếc, trên đầu có một đôi sừng nhỏ, hai con người bé tí quay tròn chuyển động không ngừng, vẻ mặt đầy xảo trá. Đúng là một thánh tử khác của phi linh tộc, không biết tại sao rõ ràng đang đi cùng lụa tuyến với bọn Hàn Lập nhưng lại một mình lẻ loi như vậy. Nhưng người này lại có vẻ vô cùng thận trọng, oán viên thú kia bộ dáng đáng chú ý như vậy, làm sao người này lại không phát hiện cơ chứ? Lúc này một tiếng kêu khẽ vang lên, độn quang của nam tử mập mạp kia dừng lại cách chỗ yêu vượn hơn 10 trượng, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Mặc dù yêu vượn đã hấp thụ toàn bộ hài cốt của cự linh hoa, nhưng cảnh sắc còn lại dưới mặt đất vẫn là rất kinh người. Mà yêu vượn này lại đứng một mình bất động, hai mắt nhắm chặt, hào quang trong tai vẫn chấp động không ngừng, tựa hồ đã hoàn toàn mất đi cảm giác với bên ngoài. Cảnh này nhìn giống như người và vật vừa mới đại chiến một hồi, thân thể của con vật bị trọng thương không thể không ở đây tự hành chữa trị thương thế, một điểm phòng hộ cũng không có. Phi Linh Tộc nhân ở trên không trung kia hiển nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Nhìn hai mắt của yêu vượn, trên mặt hắn lộ rõ vẻ hưng phấn. Mặc dù mục tiêu của đợt thí luyện này không phải là chém giết yêu vật, nhưng giết chết một gã yêu vật cao giai ở đây thì tài liệu thu được hiển nhiên là có giá trị vô cùng lớn. Và đó cũng là lý do khó có ai có thể dễ dàng buông tha cơ hội này. Tên Phi Linh Tộc kia vẫn cảnh giác dị thường, đứng ở không trung lẳng lặng quan sát. Sau một thời gian bằng chừng bữa cơm. Vẫn không thấy yêu vật có động tính gì hắn mới yên tâm hạ xuống. Nét mặt lộ ra tia mừng rỡ, nhe răng cười. Đột nhiên hai tay trở động, một ngọn hỏa diễm từ đó bay ra, lập tức biến đổi thành một trường hỏa thương. Đầu thương nhìn sắc nhọn vô cùng, toàn thân đỏ đậm nóng rực bị bao vây bởi một tầng lửa. Hai cánh nhẹ nhàng rung lên, nam tử hóa thành một đạo hồng quang lao thẳng tới oán viên thú. Vào luôn sần đờ đốc PNTT cũng không biết vị thánh tử này thi triển bí thuật gì mà mặc dù thân hình mập mạp nhưng độn tốc lại nhanh nhẹn vô cùng, cả quá trình vô thanh vô tức, ngay cả một chút gió cũng không có. Trong chớp mắt, áp lực đã gần chạm tới đỉnh đầu của yêu vượt, nhưng thấy nó vẫn không nhúc nhích, thánh tử kia lại càng mừng rõ, không hề do dự vung trường thương lên. Vù một tiếng, trường thương hóa thành một đạo hồng mang chém thẳng vào người yêu vượt, xem chừng đã xẻ đôi người nó ra. Nhưng nét mặt phi linh tộc nhân kia chưa kịp hết vui đã lộ nét kinh hoàng, vội kêu bất hảo, rồi không cần do dự hai cánh đập mạnh, lập tức bay ngược lại chỗ cũ. Nguyên do hắn vừa rồi chỉ chém vào một đảo hư ảnh mà thôi. Thế nhưng mọi chuyện đều đã trễ, trên khoảng không gần ngay gang tắc, đột nhiên hiện ra một lục ảnh mơ hồ, ngay lập tức chợt nhào tới thân thể của nam tử. Bịch một âm thanh gọn lỏn vang lên, một đoàn lục vụ chợt lóe lên đã mang theo tiếng kêu thảm thiết của thánh tử kia rồi. Mặc dù nam tử kia đã kịp thúc đẩy hồng quang phòng hộ nhưng là tất cả đều trở nên không là gì trước sự ăn mòn của lục vụ. Chỉ thấy thân hình mập mạp sau khi bay ra ngoài cả vài chục trượng thì chỉ thấy rơi xuống đất là một bãi dịch vị màu lục. Thánh tử này cả một thân thần thông nhưng lại không thể thi triển được một chút nào. Lúc này lục vụ trên không một trận sao động, ngừng tụ biến ảo lại thành thân thể yêu vượn lúc trước. Nó lạnh lùng nhìn chất lỏng trên mặt đất, há mồn một cái, đồng dạng hút vào, lại nói tiếp tên thánh tử phi linh tộc này thật là có chút oan uổng. Nếu là trên mặt đất, khi thần niệm hoàn toàn không bị cản trở, thì quyết không bị đạo hư ảnh kia dễ dàng lừa gạt, lại càng không thể bị yêu vượn tiến lại gần như vậy mà không phát giác. Mà giờ phút này, yêu vượn sau khi táp táp cái miệng thì tự nói một câu, đúng là phi linh tộc nhân. Đích thật là địa huyên thí luyện đã đến sớm một chút. Nói xong lời này, yêu vượn dùng sức ngửi ngửi vài cái rồi dồn mọi giác quan chăm chú về phía đám người Hàn Lập rời đi. Nó cười âm lãnh, thân hình xoay tròn biến thành một đoàn lục vụ phá không bay đi. Không lâu đã hoàn toàn biến mất ở chân trời phụ cận. Cái gì, muốn cho chúng ta đồ vật này? Bạch Bích nhíu mày, tay vẫn đang cầm một khối ngọc bài trong suốt long lanh, mặt ngoài có ký hiệu màu bạc như ẩn như hiện, hai mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Vào luôn sần đờ đóc PNTT, ngay lúc vừa rồi, Hàn Lập đột nhiên móc từ trong người ra hai khối đồ vật, đưa cho hai người bạn đồng hành hai đồ vật này ngoài tác dụng hộ thân thì công năng chính của chúng là ẩn chứa khí tức xác định phương vị vạn nhất có điều gì ngoài ý muốn xảy ra chúng ta lạc mất nhau nói không chừng khi đó cái này sẽ phát huy tác dụng hàn lập thản nhiên nói hai pháp khí này có tên là vô cực bài chính là bảo vật hắn thu được từ thiên uyên thành bây giờ sử dụng thật vừa đúng lúc bọn họ lúc này đã bay ra khỏi sa mạc đang đứng trên một hòn núi nhỏ tại hạ chưa từng có thói quen dùng pháp khí của người khác đa tạ hảo ý của hàn huynh cả lôi lan và bạch bích cùng nhẹ nhàng cười lắc đầu hàn lập thấy vậy thì cười khẽ cũng không có ép buộc bọn họ ngược lại thu ngọc bài trở về nếu hai vị đạo hiếu không muốn thì thôi quên đi nhưng vừa rồi ở tầng thứ nhất đã có yêu vật chung dai xuất hiện chứng tỏ cũng không dễ dàng như chúng ta tưởng trong tay tại hạ có một bảo vật phi hành có thần thông ẩn nặc đi bằng vật đó nói không chừng có thể tránh được không ít phiền toái hàn lập đề nghị một kế hoạch khác bảo vật phi hành cái này có thể dùng Lôi lan cười nhẹ, bạch bích cũng gật đầu không phản đối. Hàn lập mỉm cười, khẽ hướng vòng chữ vật phất nhẹ một cái, nhất thời một chiếc xe di động màu vàng khá rộng xuất hiện trước mặt ba người. Đây tựa hồ là một chiếc xe được luyện chế từ linh mộc mà thành. Thoạt nhìn nhẹ nhàng phiêu hốt nhưng mặt ngoài lại vô cùng tinh xảo, tựa hồ bố trí không ít pháp trận. Cả chiếc xe rộng chừng 7-8 trượng, cũng đủ cho ba người. Chiếc xe này do khi trước ở Thiên Uyên Thành, Hàn Lập đã xuất tiền cố ý tìm mua một bảo vật phi hành đề phòng có khi phải sử dụng đến. Hàn huynh khách khí như vậy, hai người chúng ta cung kính không bằng tuân lệnh. Lôi Lan cùng Bạch Bích đưa mắt nhìn nhau rồi loáng một cái, cả ba người xuất hiện trong xe. Hàn Lập bỗng nhiên vỗ nhẹ vào thân xe, mấy đạo pháp quyết theo đó được rót vào. Nhất thời chiếc xe khẽ chấn động, nổi lên một màn hào quang màu trắng sữa, đem toàn bộ chiếc xe vây vào bên trong. Màn hào quang bên ngoài chuyển động ngày một nhanh dần dần biến chiếc xe phía trong trở nên trong suốt rồi dần biến thành một bóng trắng như có như không bay vụt về phía chân trời. Phi xa cứ như vậy phá không mà đi, Hàn Huynh có bảo vật bực này, sao không sử dụng ngay từ ban đầu. Phi xa của nhân tộc hiển nhiên không giống với các bảo vật phi hành của phi linh tộc, Bạch Bích ở trong phi xa đánh giá một hồi rồi cười hỏi. Xe này mặc dù dùng tốt, nhưng lại có một khuyết điểm. Hàn lập cười nhẹ nói, khuyết điểm gì vậy, lôi lan tò mò hỏi, ha ha, muốn khu động chiếc phi xa này thì phải mở ra cấm chế ẩn nặc, mà cái này phải dùng linh thạch một thuộc tính cao ra, hơn nữa hao phí thực sự không nhỏ. Mà ngoại trừ phương diện ẩn nặc và tốc độ, đặc tính phòng ngự của phi xa này rất kém cỏi, cực kỳ dễ dàng bị phá hủy. Không dưới tình huống bất đắc dĩ, tại hạ thực sự không muốn dùng. Hàn lập thuận miệng giải thích một câu, hai người kia nghe vậy thì cũng cười nhẹ, không nói gì nữa. Phi xa biến thành một bóng trắng, phảng phất như u linh, độn tốc kỳ quái, giống như thuấn di, chợt hiện vài cái lại biến mất vô ảnh vô tung, rồi lại xuất hiện nơi phía chân trời. Bọn Hàn Lập hiển nhiên không biết, tại phía sau bọn họ rất xa, một đoàn lục vụ tại không trung bất ngờ truyền đến tiếng gầm nhẹ, nổi giận dị thương. Độn tốc của lục vụ theo đó cũng tăng nhanh hơn nửa, kiên trì bay về phía trước. Trong khi đó tại một hạp cốc không xa đường vào tầng thứ nhất, có bảy tám gã phi linh tộc nhân đang chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một người da thịt đỏ thấm, sắc mặt âm trầm, đúng là chúc âm tử cùng với các thánh tử xích dung tộc khác. chương 1441, thần bí Sơn Mạch. Phía trước càng lúc càng tối, phảng phất như nối thẳng đến cửu U Hoàng Tuyền. Nhưng hai mắt tất cả xích dung tộc nhân đều chấp động hồng mang, lại có thể nhìn thấy mọi vật trong bong đêm, đám người vô cùng chấn định. Sau đó không lâu, trong bong tối phía trước chuyển đến một trận kêu to quái dị, phảng phất như có con gì đó bay ra, đúng là một đám rơi nhỏ, hai mắt màu hồng, phát ra tiếng chi chi, Trúc âm tử bay ở phía trước, vừa thấy khí thế đám rơi hung hãn thì vẻ mặt không chút biểu tình, nhưng hai cánh sau lưng bỗng nhiên rung lên, vô số linh vũ bắn ra. Hồng quang chợt lóe, linh vũ hóa thành vô số mũi tên lửa, xuyên thủng đàn rơi. Đàn rơi hóa thành hỏa cầu rơi xuống, không có con nào thoát khỏi. Trúc âm tử không dừng độn quang lại, trong nháy mắt xuyên vào bóng tối. Bọn họ chỉ cần phi hành dọc theo hạp cốc này đi xuống, một ngày một đêm là đến tầng thứ hai của địa uyên. Một vùng đất màu đỏ, một bóng đen thật lớn vụt qua trên bầu trời, bộ dáng như kinh hoàng bỏ chạy. Mà ngay khi bóng đen bay qua không bao lâu, phía chân trời có linh quang chấp động, hơn 10 đoàn linh quang khác nhau hướng bên này bay tới. Đám người này sau lưng cũng có cánh, mang hình xăm màu đen, đúng là người của phi linh tộc. Bay phía trước là một nữ đồng khô gầy, nữ tử này nhìn như ẩn như hiện, nhìn bóng đen phía trước, khóe miệng cười lạnh, không chút hoang mang truy đuổi. Ngao sư tỷ, kim nhà thú này chạy trốn vào cửa tầng thứ hai, có chút lệch khỏi quỹ đạo chúng ta có cần đi theo hay không ngay lúc này đem nó diệt sát truy đuổi thêm một lát một gã hán tử vóc người tráng kiện rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi gấp cái gì chẳng lẽ ngươi không muốn hoàn thành thí luyện sao người dẫn đầu không quay đầu lại không hề cảm tình nói không có tiểu đệ tuyệt không có loại ý nghĩ này chỉ là sợ minh diếm quả bị đơn vị khác đoạt được trước mà thôi tráng kiện hán tử hoảng sợ cuống quyết giải thích nếu thật sự chậm trễ thì đoạt từ tay đơn vị khác cũng được mà nếu không được thì tầng bốn địa uyên khẳng định có rất nhiều quả này tốn chút thời gian nữa là được ngao thanh cười lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến nghe được lời ấy tráng hán cũng ngậm miệng không dám nói thêm gì nữa vì vậy đám người một đường đuổi theo bóng đen không chút hoang mang bộ dáng như mèo vần chuột trong một đống loạn thạch ba gã trẻ tuổi sau lưng có cánh mang lân phiến của phi linh tộc đang vây một con thú cao hai trượng yêu vật đang điên cuồng tấn công hắc khí trên người yêu vật cuồn cuộn trong tay cầm một thanh hắc sắc cửa xoa, một người đánh với mấy tên thánh tử phi linh tộc nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong, ngược lại càng đánh càng mạnh mẽ, mà ba gã thánh tử phi linh tộc lại âm thầm kêu khổ không ngừng. Nơi này chỉ là tầng thứ nhất của địa uyên mà thôi, nhưng loại yêu vật cao cấp này phải ở tầng 3 mới có. Bất quá loại này thích hấp thu tinh huyết, ba người bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng. Ở nơi khác, nhưng thánh tử phi linh tộc khác hơn phân nữa cũng gặp phiền toái, nhưng lại có chút thuận lợi, tìm được cửa vào tầng 2, thậm chí cùng xích dung tộc bắt đầu tiến vào cửa tầng 2. Mà lúc này Hàn Lập vì muốn né tránh các nhánh thiên hạt tộc bất thiện, không thể không tìm cửa xa xôi nhất, mang theo hai người lôi lan khu xử linh xa phi độn hơn nửa ngày. Vào đờ PNTTT, không biết xe này có công dụng ẩn nặc hay nguyên bản yêu vật trên đường không nhiều, cho nên hành trình của bọn họ không có gì phiền toái. Sau khi phi hành hai ngày hai đêm, bay qua hai phiến rừng rậm cùng một ngọn núi thì đã tiến vào chỗ sâu trong tầng một địa uyên độn tốc linh xa chậm lại hạ xuống phía trước hẳn là cửa vào tầng hai lôi lan cùng bạch bích thấy vậy cực kỳ mừng rỡ bất quá sau khi phi hành thêm một lúc phía trước xuất hiện một vùng núi màu đen ba người kinh ngạc không thể không dừng phi xa lại dựa theo tiêu ký trên bản đồ thì nơi này phải là một bình nguyên mới đúng như thế nào lại là núi non bạch bích đứng trong xe nhìn chăm chú cự sơn phía trước thì thào nói lôi lan thì có chút sợ từ xa nhìn lại ngọn núi cực kỳ cao lớn ở giữa có một khe hở rất nhỏ hình thành một cái động nhỏ làm cho người ta nhìn thấy phải sợ hãi ai cũng không biết phía núi non này dài bao nhiêu phía sau còn có cái gì cổ quái hay không hàn lập hít mắt đột nhiên thân hình nhoáng một cái từ linh xa bay xuống đất cúi đầu cẩn thận quan sát gì đó thấy hàn lập hành động như vậy lôi lan và bạch bích có chút ngoài ý muốn nhưng sau khi nhìn nhau một cái thì cũng bay ra linh xa rơi xuống cạnh hàn lập từ dấu vết gần đây thì phía núi non này chỉ mới xuất hiện gần trăm năm hơn phân nửa là do người ta dùng đại pháp lực rời đến. Hàn lập thở dài một hơi, chậm rãi nói: rời núi, sắc mặt lôi lan có chút trắng bệch, ánh mắt bạch bích cũng có chút khó coi. không sai, hơn nữa không chỉ có một, cả dãy núi đều bị rời đến. bất quá cũng không cần sợ, loại thần thông này cho dù là yêu vương ở tầng sâu nhất thì cũng không có khả năng làm được. hơn phân nửa là mượn bảo vật hoặc pháp trận gì đó, nếu không thì cũng chỉ là chân linh ở tầng dưới cùng của địa uyên. Hàn lập mỉm cười. Thì ra là thế, Bạch Bích Thân là thánh tử thiên bằng tộc, cũng là người có kiến thức bất phàm, hơi tự định giá một chút, cũng chợt hiểu. Cho dù là như thế, tình hình nơi này cũng không tốt, rời núi đến đây là có dụng ý gì. Lôi lan lại lộ ra vẻ lo lắng, có thể là do ảnh hưởng của yêu chiều bộc phát, cho dù không phải là nguyên nhân này thì địa uyên thí luyện cũng không có khả năng hủy bỏ. Việc này chúng ta không thể quản, chỉ có thể mau chạy đến tầng 3, lấy minh diễm quả rồi lập tức trở về, đem việc này báo với cấp trên. Hàn lập thật ra không vội, dù sao loại chuyện đột một phát sinh này, lúc trước hắn đã gặp qua rất nhiều. Hàn huynh nói cũng đúng, chỉ sợ phía núi này có chút cổ quái, nếu từ khe hở bay qua thì không biết có gặp nguy hiểm gì không. Nếu là từ hai bên sườn núi vòng qua thì, bạch bích trần chờ, không thể vòng qua từ hai bên sườn núi. Lôi lan bác bỏ, tiếp theo phân tích, dựa theo chú thích trên bản đồ, hai bên sườn khu vực này là nguyên phong đái, vô cùng lạnh, đủ để hóa chúng ta thành băng trụ vĩnh viễn bị vây ở đây, đó chính là vùng cấm nổi danh ở tầng 1. Mà phía còn lại cũng không tốt đẹp gì, đó là sao huyệt của Hắc Uyên Phi Nghĩ, là nơi cư ngụ của hơn 10 vạn Phi Nghĩ. Lấy tu vi chúng ta xông vào, chỉ có thể là cửu tử nhất sinh. Nói như vậy thì chúng ta chỉ có thể mạo hiểm xuyên qua khu vực này. Nhìn vùng núi đen phía trước, Hàn Lập sờ sờ cầm, tự nói. Cái này cũng không nhất định, chúng ta có thể tìm một con đường khác để đi qua, nhưng sẽ lãng phí nhiều thời gian, Đối với việc tìm kiếm minh diễm quả sẽ bất lợi. Lôi Lan do dự, nhưng ánh mắt Hàn Lập lại chợt lóe, nhìn vùng núi phía xa, trầm ngâm không nói. Lúc này, Bạch Bích và Lôi Lan cũng không nói, giao quyền quyết định cho Hàn Lập. Vùng núi này làm cho ta cảm giác rất quỷ dị, nếu thật sự đi qua thì sẽ gặp nguy hiểm lớn, đến lúc đó cho dù chúng ta có thể qua được thì chỉ sợ pháp lực cũng bị hao tổn, không có lợi cho thí luyện phía dưới. Về phần trì hoãn ở đây một hai ngày thì cũng không có gì đôi khi ngược lại có thể làm cho những phân nhánh có mưu đồ với chúng ta không rõ lộ tuyến của chúng ta hơn nữa người thí luyện nhiều như vậy tầng thứ hai cũng căn bản không có bao nhiêu minh diễm quả có thể tìm được ta vốn có ý định đến tầng thứ ba đi thôi lãng phí chút thời gian nhưng so với đối mặt với nguy hiểm thì vẫn tốt hơn hàn lập rốt cục mở miệng tiếp theo thân hình nhoáng một cái liền hóa thành một đạo thanh quang bay về linh xa lôi lan và bạch bích thấy vậy truyền âm vài câu rồi cũng bay lên linh xa Hàn huynh, chúng ta có thể lại thương lượng không, có lẽ núi này không nguy hiểm như trong tưởng tượng." Hai chân Bạch Bích vừa đứng lên linh xa thì không nhịn được nói. Mặc dù hắn cảm giác Hàn Lập nói có chút đạo lý, nhưng chậm trễ thời gian dài như thế thì làm hắn cảm thấy đáng tiếc. "Không cần suy nghĩ, ta sẽ không đi vào phía núi non này." Hàn Lập thản nhiên nói một câu, hoàn toàn chặn lời của Bạch Bích, tiếp theo chân điểm một cái, linh xa hóa thành một đoàn linh quang, như lưu tinh bắn thẳng về hướng bên cạnh. Thấy bộ dáng Hàn Lập kiên quyết như vậy, không riêng gì bạch bách thở dài, mà lôi lan cũng không nói gì. Ai cũng không biết, ngay lúc này trong lòng Hàn Lập không ngừng quay cuồng. Hắn dùng một tia thần niệm trấn an để hồn thú, đồng thời trong lòng cũng không ngừng nói thầm. Từ khi hắn vừa tới gần vùng núi này thì minh hồn châu trong cơ thể chợt nóng lên, hắn cả kinh, vội vàng liên lạc với để hồn thú trong linh thú chạc đeo trên tay, kết quả phát hiện thái độ khác thường của con thú này, trong miệng liên tục gầm nhẹ, chương 1442, lục ảnh, lôi lan và bạch bích nghe vậy, biến sắc, vội vàng bay trở về trong xe. Nhất thời linh xa hóa thành một đoàn bạch sắc linh quang, trong nháy mắt phá không rời đi, cơ hồ đồng thời lúc đó, tại một chỗ tối tăm trong tầng 3, một cánh tay trắng noãn từ bóng tối duỗi ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Bát diện thú quả là phế vật, một điểm nhỏ nhặt ấy mà cũng làm không xong. Xem ra kẻ phá hư chuyện tốt của ta cũng có chút thần thông. Cũng được, việc nhỏ này sau này sẽ xử lý, chỉ cần chúng không rời khỏi địa huyên, ta nhất định có thể tìm ra chúng. Nữ tử hư lạnh một tiếng, tựa hồ vô cùng tự tin, xua đó trong bóng tối không còn thanh âm nào nữa. Hai ngày sau, tầng một địa huyên, một đạo bạch ảnh từ hắc sắc thảo nguyên xẹt qua, phía sau là mười mấy đạo hắc ảnh đột nhiên bắn ra từ bụi cỏ, bắn thẳng lên không trung. Mười mấy con đường lang thật lớn, hai mắt bích lục, trông thật dữ tợn. Thân cao đến ba thước, đen thui như thiết trong linh xa phát ra tiếng ầm ầm mười mấy đạo ngân hồ từ trong linh xa bắn ra chuẩn xác đánh lên đám thú cự đại đường lang giống lên một tiếng hóa thành cho bụi bốn ngày sau tại một mảnh rừng rậm một đoàn linh xa bay nhanh trên không trung mà phía dưới có vài thạch yêu bay lên bám lấy linh xa tiếng xoát xoát xé gió chuyển đến vô số kim ti từ trên xe chợt lóe lên bắn ra trong nháy mắt xuyên qua thân đám thạch yêu sau đó kim quang đại phóng tất cả thạch yêu đều biến thành vô số mảnh nhỏ hoàn toàn đi đời nhà ma Bảy ngày sau, một cổ sương mù thật lớn bốc lên tại sơn cốc trước mắt, ba người Hàn Lập đánh giá sơn cốc, lôi lan và bạch bích cũng không thể che giấu được vẻ vui mừng. Ba người hạ phi xa xuống, xem ra nơi đây không có vấn đề, vào thôi, dọc theo nơi đây đi một ngày thì sẽ đến tầng hai. Nơi đây hẻo lánh như thế thì lối vào chắc an toàn, hẳn là không có người mai phục. Hàn Lập nói xong, lập tức hai cánh đập nhẹ, dẫn đầu bay vào trong sương mù. Hai vị thiên bằng tộc đã tới nước này, hiển nhiên không có khả năng rút lui, thần sắc nghiêm nghị theo sát phía sau. Sương mù màu xám cũng không dày đặc lắm, cho dù xâm nhập vào trong nhưng cũng mơ hồ nhìn được xa 10 trường. Trong sương mù, thường sẽ thấy phi xà bay loạn, muốn tập kích ba người, nhưng hiển nhiên đều bị ba người dễ dàng tiêu diệt. Một lúc lâu sau, bọn họ rốt cuộc ra khỏi sương mù. Hiện địa là phía cuối sơn cốc, giờ phút này tại sơn cốc là một vách núi đá thật ớn, trên đó bất ngờ xuất hiện một khe lớn, nối thẳng xuống dưới lòng đất. Nhìn thấy khe này, Hàn Lập nở nụ cười, không chút trần chờ mang theo hai người bay vào trong đó. Ba đoàn linh quang bay qua khe, cuối cùng biến mất không thấy. Một ngày một đêm sau, tại một khe nứt gần ở gần lối ra, đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh quái dị. Một cổ hắc sắc kình phong từ cửa khẩu tuôn ra, đem thạch bích gần đó biến thành hắc sắc băng bích, hiển nhiên là cực lạnh. Nhưng nhân cơ hội này, ba đoàn dị quang màu sắc khác nhau từ trong kình phong lao ra, sau vài lần chớp động liền xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, hiện ra ba bóng người đúng là ba người hàn lập thông đạo trong địa uyên chi phong này cũng quá lợi hại ta thiếu chút nữa đã bị nhốt ở trong như thế nào mà trong tình báo chưa từng nhắc tới việc này bạch bích quay lại nhìn cửa khẩu vẻ mặt trắng bạch nếu tình báo không nói gì thì chắc là kình phong kia mới xuất hiện cách đây vài năm nếu không tiền bối bổn tộc đã đề cập tới việc này khuôn mặt xinh xắn của lôi lan cũng không được tốt lập tức nhìn hàn lập một cái hàn lập khoanh tay đánh giá xung quanh trên mặt không có chút khác thường nào. Chẳng lẽ sơ giai linh tương và cao giai linh tương lại khác biệt đến như vậy? Nghĩ đến mình thiếu chút nữa không thể thoát ra, may mà đối phương ra tay mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, trong lòng lôi lan cảm thấy bất đắc dĩ. Chúng ta đã mất nhiều thời gian tại tầng 1, không nên lãng phí thời gian tìm kiếm minh diễm quả ở tầng 2 nữa, tiến thẳng xuống tầng 3 đi. Hàn lập đem ánh mắt thu về, dùng khẩu khí quyết đoán nói. Không khí có chút ẩm ướt, phụ cận cũng tràn ngập khí tức cây cỏ mốc meo, bọn họ dĩ nhiên đang ở trên một cái đầm. Đã biết thần thông của Hàn Lập Viễn Siêu, hai vị thánh tử thiên bằng tộc hiển nhiên sẽ không có gì bất mãn, nhưng lôi lan vẫn có chút chần chờ, lo lắng hỏi một câu. Đi tầng thứ ba, tiểu muội hiển nhiên không có ý kiến, nhưng Hàn Huynh, cửa vào tầng hai đến tầng ba cũng chỉ có ba cái mà thôi, vô luận đi thế nào thì cũng có thể gặp người của phân nhánh khác. Vạn nhất gặp phải phân nhánh có chủ tâm bất lương thì. Nữ tử này mặc dù không nói hết, nhưng ý tứ thì đã rõ ràng. Không những như thế, sợ rằng bọn họ còn an bài nhân thủ tại cửa, mục đích là để ra tay với nhưng phân nhánh yếu nhất. Bạch Bích thở dài một hơi, hắc hắc, gặp thì động thủ, cửa này nhất định phải qua. Bất quá theo ta phỏng đoán, ngay cả xích xung tộc là tộc lớn, nhưng cũng tuyệt đối không thể đem toàn bộ nhân thủ bố trí tại lối vào tầng 3. 300 năm một lần thí luyện địa uyên, đối với bọn họ mà nói cũng rất quan trọng, chỉ có thể lưu lại một nửa, thậm chí là càng ít người càng tốt. Nếu là như thế, đánh bại đối phương tuy khó nhưng xông qua thì cũng không phải là không có khả năng hàn lập cười lạnh một tiếng phân tích nếu như hàn huynh đã nói vậy thì chúng ta cũng nghe theo nghe thấy hàn lập nói thế hai người bạch bích rúng động tình hình rốt cuộc như thế nào thì không ai biết được chỉ có thể đánh liều một chuyến hàn lập chấn định trả lời nhưng ba cửa vào chúng ta nên đi cửa nào trong đó có hai cái đi được cái còn lại thì nguy hiểm lôi lan nhíu mày lại hỏi nếu lần này gặp chỗ nào có người thì cứ chọn lối đi ở gần đó là được. Hàn Lập không suy nghĩ thêm nữa, nói, như thế thì chúng ta cũng chỉ có thể cầu may. Bạch Bích hơi trầm ngâm, trả lời, vạn đang nói, lối vào tầng 3 có rất nhiều cây. Hàn Lập tựa hồ có chút ấn tượng đối với việc này, ánh mắt chợt lóe lên, hỏi. Không sai, thông đạo này ngoại trừ có chút yêu trùng xuất hiện thì trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Mà nếu đi đường thuận lợi thì nửa tháng sau chúng ta sẽ đến nơi. Bạch Bích khẳng định, trả lời. Vậy chúng ta vào cửa đi, thần sắc Hàn Lập vừa động liền xác định một cái. Thấy Hàn Lập đã xác định được mục tiêu, hai người Lôi Lan cũng không có bất kỳ ý kiến gì, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hàn Lập lật tay, trong tay đột nhiên hiện ra một cái pháp bàn, vật này nhoáng lên một cái, Hàn Lập xác định phương hướng, mang hai người bay về phía trước. Ngay khi ba người bọn hắn vừa rời đi không lâu, mặt đất ùn lên, đột nhiên vô thanh vô tức nổi lên một người bộ dáng đen thui gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng mà ba người hàn lập độn quang, hai mắt nổi lên một tia hồng quang. Phanh một tiếng, bóng đen lại phảng phất tan ra như bọt biển, chìm xuống đầm. Mà sau khi mang theo hai người bay về phía trước phía, hàn lập chợt cảm thấy sau lưng nổi lên một trận hàn ý khó hiểu, thân hình ngừng độn quang, quay đầu lại nhìn một cái. Hàn huynh, có chuyện gì vậy? Bạch Bích có chút tín phục đối với Hàn Lập, vừa thấy hành động của Hàn Lập liền dừng lại hỏi. Không có gì, có thể chỉ là ảo giác nhất thời. Lam mang trong mắt hàn lập trượt cuồng thiểm, quét tỉ mỉ xuống mặt đất một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói. Cổ hàn ý sau lưng kia đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện. Chuyện linh giác cảm ứng nhầm, đối với người vô cùng linh mẫn như hàn lập mà nói thì cũng là chuyện thường tình. Nhưng tại nơi nguy hiểm này, xuất hiện loại chuyện này khiến trong lòng hắn bất an. Bất quá, chỉ cần không phải yêu vật có tu vi cao, không có khả năng trốn được linh mục thần thông, có lẽ thật sự chỉ là một lần cảm ứng sai. Hàn Lập trầm ngâm một lát, nhưng cũng chỉ có thể chấm dứt tự định giá, ngoắc hai người bên cạnh, rồi lần nữa dương cánh bay đi. Chỉ là sắc mặt âm trầm hơn rất nhiều. Hàn Lập hiển nhiên không biết, trong một tòa núi nhỏ ở tầng 1, một, một thần bí nhân được bao phủ bởi trường bào màu đỏ, đang ngồi trên ghế gỗ, mà trên bàn đá lại có một cái gương đồng cực lớn, hình ảnh trong gương đúng là của ba người Hàn Lập. Có chút ý tứ, dĩ nhiên ngay cả nê khôi lỗi của ta mà cũng có thể cảm ứng được. Xem ra thần niệm tên này rất mạnh đáng tiếc ta không phải lục túc, không có hứng thú đối với việc luyện chế âm linh. Huyết bào nhân cười âm trầm, lập tức phung tay áo lên, tựa hồ muốn thi triển pháp thuật gì, nhưng tay bỗng ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm. thiếu chút nữa đã quên, hình như quỷ bà tựa hồ muốn siêu tầm thần hồn cường đại. tên này có lẽ là lễ vật tốt, hẳn có thể đổi lấy một cái huyết ngư của bà ta. Huyết bào nhân có ý niệm khác, thì thào tự nói. Huyết bào nhân đứng lên, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, tựa hồ tự sướng hắn phất tay áo lên, một viên châu trong suốt bắn ra, sau khi xoay quanh một vòng thì dừng lại trước mắt, hắn bấm quyết, một đạo hồng quang chợt lóe lên rồi nhập vào viên châu. Viên châu tức thì xoay tròn, quyết quang đại phóng, chương 1443, địa uyên thâm tầng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, huyết quang trên viên châu rút về, đột nhiên từ trong truyền ra thanh âm giả nua của một phụ nhân. Địa huyết, tìm ta có chuyện gì, không biết lão thân có chuyện quan trọng trong người sao chủ nhân thanh âm tựa hồ đối với việc huyết bào nhân tìm hắn, rất là bất mãn. Ha ha, hơn 10 năm rồi, hôm nay lão phu vất vả mới có cơ hội liên lạc cùng đạo hữu một chút, chẳng lẽ thời gian trò chuyện vài câu cũng không có sao. Huyết bào nhân cười nói, đừng làm nhảm, có chuyện gì thì mau nói ra, nếu không đừng trách lão thân ngừng bí thuật. Thanh âm lão phụ nhân trầm xuống, không còn kiên nhẫn. Ha ha, lần trước chúng ta định kế, một thanh siêu tầm huyết thực tế tự, lục túc thì phụ trách thu thập âm linh chi lực, lão phu phụ trách luyện chế số lượng lớn khôi lỗi đạo hữu thì muốn bồi dưỡng 8 ngàn âm giác huyền quỷ không biết hiện tại đạo hữu tiến hành ra sao huyết bào nhân không thèm để ý thong dong hỏi hư biết rõ rồi mà còn hỏi các ngươi không phải đã sắp đặt tai mắt trong thủ hạ của ta sao tiến độ ra sao thì chẳng lẽ còn không biết lão phụ nhân trầm xuống một chút lạnh lùng trả lời ha ha cũng vậy thôi chỗ lão phu luyện chế khôi lỗi cũng thường xuyên có môn hạ của đạo hữu xuất hiện nhưng hiện tại ta vẫn muốn nghe từ chính miệng đạo hữu huyết bào nhân cười ha ha nói chuyện này cũng không có gì bí ẩn tám ngàn âm giáp huyền quỷ chỉ cần lục túc có thể cung cấp đầy đủ âm linh chi khí thì chuyện bồi dưỡng chúng chỉ là sớm muộn phiền toái duy nhất chính là tám gã âm giáp quỷ vương thống lĩnh nhất định phải cần tinh hồn của loại người cường đại thì mới có khả năng luyện chế thành công loại tài liệu cực phẩm này không dễ tìm lão phụ nhân thản nhiên trả lời âu không biết đã luyện chế được mấy tên quỷ vương rồi huyết bào nhân cảm thấy hứng thú, truy hỏi một câu. Luyện được ba tên, xác suất thành công thật sự quá thấp. Thanh âm phụ nhân âm trầm, hơi có chút xấu hổ. Ha ha, vậy thì tốt, lần này lão phu liên lạc với đạo hiếu, là muốn cung cấp một tên có tinh hồn cực tốt. Huyết bào nhân an ủi, mỉm cười nói. Huyết lão quái, người cũng chưa làm đủ số lượng khôi lỗi, từ khi nào lại có hứng thú đối với âm hồn vậy. Lão phụ nhân ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn, ta không giống như lục túc và ngươi, đối với quỷ đạo đích xác không quá tinh thông. Nhưng ta vừa mới phát hiện ra một gã phi linh tộc, dĩ nhiên lại có thể cảm ứng được phân thần mà ta đặt trên nê khôi lỗi. Mặc dù chỉ là một tia thần niệm, nhưng thần thức người này cũng phải rất cường đại. Hẳn là đủ tiêu chuẩn để ngươi luyện chế quỷ vương, huyết bào nhân thản nhiên nói. Phi linh tộc, chẳng lẽ là trong lần thí luyện này, nếu có thể phát hiện ra thần niệm của ngươi, chẳng lẽ là lão gia hỏa nào tự mình đến đây? Thanh âm lão phụ nhân trở nên thận trọng, yên tâm, chỉ là một tên tiểu tử linh tương kỳ không có gì phiền toái đâu huyết bào nhân nói linh tương kỳ như vậy thì không sao nhưng có thể phát hiện ra thần niệm của ngươi thần thức đích xác vô cùng cường đại tốt lễ vật này ta nhận nhưng ngươi sẽ không nói miễn phí đấy chứ muốn từ tay ta đổi lấy thứ gì lão phụ nhân hơi trầm ngâm trả lời hắc hắc lão phu thích người thẳng thắn như đạo hiếu rất đơn giản lão phu muốn vạn niên huyết ngư nếu ta ra tay giúp ngươi bắt tiểu tử kia, đem đến tận cửa cho ngươi thì sẽ là hai phần huyết ngư. Huyết bào nhân dùng công phu sư tử ngoạm, hư, ngươi cho rằng vạn niên huyết ngư là vật gì, một âm hồn đổi lấy hai phần. Hiện tại ta không rảnh phân thân, chỉ nói một câu thôi, ngươi đem tinh hồn đến cho ta, ta sẽ đưa ngươi một cái vạn niên huyết ngư. Như vậy cũng là tiện nghi lớn cho ngươi rồi đó, lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói. Được, 10 ngày sau ta sẽ mang tinh hồn tên này đến chỗ ngươi. Huyết bào nhân đáp, hiển nhiên cũng cho rằng mình đã chiếm được tiện nghi lớn. Được rồi, đối với thánh tử phi linh tộc thí luyện, Mộc Thanh và Lục Túc có ý kiến gì không, diệt sát hay là để mặc giống lúc trước, mặc cho bọn họ làm loạn ở ba tầng trên. Bọn họ không có cản trở kế hoạch của chúng ta chứ? Lão phụ nhân đột nhiên hỏi, đại sự đang ở thời điểm mấu chốt, không thể để phi linh tộc chú ý, chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng đến chúng ta, không tiến vào dưới tầng 4 thì cứ để bọn họ tự do. Việc này thiết nghĩ Mộc Thanh và Lục Tức cũng rõ. Huyết bào nhân không suy nghĩ thêm, trả lời. Cứ như ngươi nói, sau đó, thanh âm lão phụ nhân chợt biến mất, mà Viên Châu thì lập tức ngừng chuyển động, huyết quang cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hư không một chảo, Viên Châu trong nháy mắt bay vào tay, sau đó chợt lóe lên không thấy đâu nữa. Chỉ là một cao giai linh tương, cộng thêm hai tên linh tương sơ kỳ, dùng làm huyết mộc khôi lỗi chắc là dư. Huyết bào nhân thì thào nói một câu, tay áo rung lên. Phốc phốc, ba đạo huyết ảnh từ trong tay áo bay ra, sau khi lóe lên thì rơi xuống đất. Trong huyết quang âm trầm có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh mơ hồ, vẫn quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Hai tia huyết quang từ mắt huyết bào nhân đại phóng, nhập vào ba huyết ảnh kia. Nhất đầu thân ảnh kia ngẩng đầu lên, trong mắt chấp động lục quang yêu dị. Đi, giết ba người kia, mang tinh hồn trở về. Huyết bào nhân chỉ vào hình ảnh trong gương, không chút cảm tình nói. Trường 1444, Điệu uyên thâm tăng tiếp huyết quang chợt lóe ba đạo huyết ảnh trong nháy mắt hóa thành ba đạo huyết quang tại phụ cận xoay tròn một cái rồi biến mất không thấy huyết bào nhân lúc này mới dựa vào ghế gỗ ngồi chậm rãi nhắm hai mắt lại phảng phất việc vừa rồi chỉ là việc nhỏ tại một chỗ núi non thần bí một tòa cự đỉnh được bao phủ bởi âm khí trên đỉnh núi có một tế đàn cao hơn trăm trượng thờ phụng một viên cự đại nhãn cầu đầy tơ máu từ nhãn cầu phun ra vô số sợi tơ đem hôi khí gần đó hút vào phía dưới tế đàn một gã có thân hình vô cùng cao lớn, mang theo một kiện áo choàng đen thần bí, đứng im không nhúc nhích. Mà tại tầng 6 địa uyên, trong một cung điện lung linh lục quang, một mỹ phụ tóc trắng, sắc mặt không chút máu, đứng bên cạnh một hồ sâu, lạnh lung nhìn vào trung tâm hồ. Bên cạnh nàng là hai nữ tử chừng hơn 20 tuổi. Sắc mặt nhị nữ đồng dạng cũng tái nhợt, nhưng một người có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, có vẻ động lòng người, khiến cho nam tử muốn ôm vào lòng. Một người khác lại có vóc người nổi bật, da thịt trắng như tuyết, nhưng ánh mắt thì lại lạnh như băng. Bốn phía hồ sâu là những tiểu pháp trận không đồng nhất trải rộng khắp nơi, ký hiệu hắc ám không ngừng tuôn ra, phiêu đáng quanh hàn đàm. Mà ở trung tâm thủy đàm, một bóng người mơ hồ màu đen, vẫn không nhúc nhích phiêu phù trong nước. Hắc sắc phù văn khi đến gần nhân ảnh này liền chợt lóe lên, chui vào trong nhân ảnh. Nhưng nhân ảnh này thủy trung vẫn không nhúc nhích, phảng phất giống như vật chết. Mỹ phụ tóc bạc thấy vậy, sắc mặt âm trầm, nhíu mày. Vận dụng minh hỏa, Đột nhiên Mỹ phụ tóc bạc lạnh lung mở miệng, thanh âm vô cùng già nua, rõ ràng là lão phụ nhân vừa mới nói chuyện với huyết bào nhân. Vâng, hai Mỹ nữ đồng thời thấp giọng đáp, tiếp theo phân biệt tiến lên từng bước, linh quang chợt lóe một người xuất ra một cái hắc sắc tiểu bình, một người lấy ra hắc sắc tiêu phiến. Dưới ánh mắt ngưng trọng, hai người đồng thời giơ bảo vật lên. Một tiếng quái dị phát ra, một ngọn hắc sắc hỏa diễm từ trong miệng hồ lô bay ra, sau đó đâm thẳng xuống thủy đàm. Nhất thời cả hồ sâu lập tức dâng lên từng trận hắc diếm, nữ tử cầm tiêu phiến kia cố sức quạt, từ trong phiến lập tức tuôn ra vô số hắc sắc hỏa diễm. Hai loại hỏa diễm phảng phất có cùng nguồn gốc, kết hợp với nhau, hắc diếm lập tức tăng vọt lên mấy lần, cơ hồ đem nhân ảnh kia bao phủ vào trong. Mỹ phụ tóc bạc thấy vậy, sắc mặt vẫn không có biến hóa, nhưng trong mắt lại có chút chờ mong. Đang phi độn ở tầng 2, Hàn Lập hiển nhiên không biết mình đang bị tồn tại đáng sợ theo dõi nhưng sau khi hắn phát hiện ra cổ hàn ý lần trước, hành động của hắn lại cẩn thận hơn rất nhiều. Một bên mang theo lôi lan, bạch bích phi hành, một bên không tiếc pháp lực dùng linh mục quan sát động tính gần đó. Kết quả làm cho hàn lập phát hiện một số yêu vật cấp thấp, hắn liền dễ dàng vòng qua để tránh phiền toái. Về phần yêu thú phổ thông thì tại tầng 2 đã sớm không còn, cho nên sẽ không gặp phải. Bởi vì hai người lôi lan lúc tiến vào tầng 2 đã hao tổn pháp lực không ít, cho nên tốc độ phi hành của ba người cũng không tính là nhanh, cho nên hai người vừa bay vừa một bên hấp thụ linh khí trong linh thạch, hồi phục pháp lực. Sau khi phi hành nửa ngày, bọn họ cũng không gặp phải phiền toái nào. Tới ngày thứ hai, sau khi pháp lực của hai người lôi lan đã hồi phục mà vẫn không có chuyện gì phát sinh, Hàn Lập quyết định dừng thần thân linh mục lại, ba người lấy tốc độ bình thường tiến nhập vào một vùng núi xanh biếc. Tới chiều ngày thứ hai, lúc bọn họ bay qua sau núi thì lại xảy ra sự cố. Bầu trời đối diện đột nhiên chấp động linh quang, một tiếng sét đánh truyền tới, tiếp theo một đạo thúy mang bắn nhanh về hướng bọn họ. Sau một khắc, ba đạo thúy mang khác ở phía sau cũng bắn ra, từ xa có thể thấy được ba đạo bắn tới. Độn quang quỷ dị như thế, cho dù ba người Hàn Lập muốn tránh thì cũng không kịp. Hàn Lập nhướng mày, mang theo hai người phía sau, từ từ dừng độn quang lại. chương 1445, phích lịch diệt địch. Chỉ thấy Thúy Mang bất ngờ lại là một bảo vật hình toa, mỗi lần lóe lên liền bay được hơn 10 trượng, hướng phía bên này bay đến phía sau là ba đạo hoàng quang nhưng lại chấp động kim sắc phù văn của phi linh tộc lấy tốc độ kinh người truy đuổi thúy toa không tốt là người của hoàng phong tộc bọn họ giống như xích dung tộc chúng ta khi bạch bích thấy rõ tên phi linh tộc trong hoàng quang thì thất sắc hô lên lôi lan cũng lộ ra vẻ kinh hãi hoàng phong tộc hàn lập thì lại đứng đánh giá ba gã phi linh tộc kia đôi cánh của ba tên phi linh tộc này màu vàng trên mặt có long mao sau lưng cũng có một cái đuôi nhung dài rất đẹp tên kia hiển nhiên là thấy ba người hàn lập, sau vài lần chấp động thì chợt xuất hiện trước mặt ba người. Quang mang thu vào, từ trong bảo vật hình toa hiện ra một mỹ nữ sau lưng mọc cánh trắng, tóc xanh biếc. Ba vị là phân nhánh của thiên bằng tộc, tại hạ là tần hiểu của dạ lục tộc, hai tộc chúng ta có mình ước hỗ trợ lẫn nhau, hy vọng ba vị Red Eye tương trợ. Nữ tử này vừa hiện thân thì mở miệng như vả, nhưng không đợi ba người hàn lập trả lời, ba gã hoàng phong tộc cũng nháy mắt truy đuổi tới gần đó, nhưng vừa thấy ba người hàn lập thì thần sắc đại biến, dừng độn quang ở một bên. Đây vốn là chuyện tình của dạ lục tộc, tốt nhất là đừng nhúng tay vào nếu không sẽ gặp phiền toái đấy. Một tên trong đó nói không hề khách khí, ý tư uy hiếp lộ rõ. Mà nữ tử dạ lục tộc nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp nhìn về phía ba người tràn đầy vẻ cầu khẩn. Đích xác chúng ta cùng dạ lục tộc có hiệp nghị hỗ trợ, không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng thế lực hoàng phong cốc rất lớn, không hề dưới xích sung tộc, cho nên cũng không thể trêu vào. Ba người trước mắt chỉ là một phần thánh tử của Hoàng Phong tộc tiến vào lần thí luyện này mà thôi. Lôi Lan biết Hàn Lập không rõ chuyện minh ước, cho nên thấp giọng giải thích, giọng nói có vẻ trần chờ. Có đúng vậy không? Hàn Lập nói, sau đó liếc mắt nhìn nữ tử dạ lục tộc một cái, sau đó một quang đảo lên ba người Hoàng Phong tộc. Trong ba người này, hai người là trung giai linh tương, một người là cao giai linh tương, dùng thần sắc cao ngạo nhìn đám người Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập chợt động, Môi khẽ nhúc nhích muốn nói gì, thì đột nhiên từ bầu trời phía xa lại có linh quang chấp động, một cự điều từ trên trời hiện ra, kim quang trói mắt, hướng bên này bay đến. Đám người hàn lập ngẩn ra, không hiểu người đến là ai. Nhưng ba gã hoàng phong tộc thấy cảnh này thì lại lộ vẻ mừng rỡ. Bọn họ nhìn nhau, sau đó thân hình vừa động, chia ra phong tỏa ba hướng đám người hàn lập và nữ tử dạ lục tộc tên gọi là tần hiểu kia, động tác nhanh như quỷ mị. Đây là ý gì? Bạch bích cả kinh, sắc mặt khẽ biến. Hắc hắc, có ý gì ư? Rất đơn giản, vốn định tha cho các ngươi, nhưng hiện tại không cần nữa. Một gã đại hán hoàng phong tộc cười rộ lên, trong lòng hàn lập vừa động, làm mang trong mắt chấp động, mới nhìn rõ điểm đen trên một điều cũng là người của hoàng phong tộc. Hai nam một nữ, đồng dạng cũng là hai trung giai linh tương, một cao giai linh tương. Hiển nhiên ba gã này ban đầu chỉ nghĩ diệt sát người của dạ lục tộc, nhưng hiện tại thấy có viện thủ, cho nên không còn cố kỵ, nổi lên ý niệm giết luôn cả ba người hàn lập. Lôi lan, Bạch Bích cùng nữ tử dạ lục tộc khi thấy rõ người trên một điều thì sắc mặt cũng đại biến. Hàn lập tâm niệm như điện, lập tức thở dài một hơi, thản nhiên nói một câu. Nếu như vậy, thì các người chết trước đi, tiếng lôi minh xé gió, thân hình Hàn lập biến mất trong điện quang. Tên cao dài linh tương kia hiển nhiên sớm đã lưu tâm đối với Hàn lập, bởi vì tu vi Hàn lập cao nhất trong ba người. Vừa thấy cảnh này, hắn hét lớn một tiếng, sau một khắc, không gian trên đỉnh đầu người này ba động, thân hình Hàn lập hiện lên trong thanh quang, cánh tay vừa động, một chảo vỗ xuống. Một ngọn núi nhỏ hiện lên giữa hôi quang, lập tức thể thích trong nháy mắt cuồng trướng, biến thành một tòa núi lớn mấy chục trượng, đè xuống. Thấy Hàn Lập ở phía trên đầu mình, tên hoàng phong tộc này đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức cười dữ tợn, không nói hai lời há mồm về phía ngọn núi. Phốc suy, một cổ hà quang được phun ra, trực tiếp đánh tới ngọn núi, đồng thời bạch quang trong tay chợt lóe hiện lên một kiện bảo vật giống như viên bàn, dường như muốn xuất ra. Nhưng lúc này, vẻ mặt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, trong mũi đột nhiên phát ra một tiếng hử lạnh. Tiếng không lớn, nhưng khi vào tai gã Hoàng Phong tộc thì lại giống như tiếng sét đánh kinh thiên, làm cho khuôn mặt hắn thống khổ vặn vẹo, thân hình trao đảo, thiếu chút nữa đánh rơi cả bảo vật trong tay. Mà nhân cơ hội này, Hắc Sắc Tiểu Sơn đã đè xuống người tên Hoàng Phong tộc đó. Đáng thương cho tên thánh tử Hoàng Phong tộc này, một thân thần thông chưa thi triển được bao nhiêu thì hộ thể linh quang đã bị nguyên từ thần quang tiêu diệt, tiếp theo một cổ cự lực trực tiếp đánh lên người hai tay hàn lập nhanh chóng bắt quyết nguyên tử thần sơn tiếp tục cuồng trướng trong phút chốc biến thành một tòa hắc sắc sơn phong cao hơn ngàn trượng tên hoàng phong tộc kia cũng đã là tồn tại như hóa thần hậu kỳ nhưng thân thể bất quá cũng chỉ mạnh hơn tộc nhân bình thường vài phần mà thôi sau một tiếng nổ hắn trực tiếp bị đè nát vào đất biến thành một đống thịt nguyên thần bị nguyên tử thần quang đảo qua vì vậy liền hồn phi phách tán từ lúc hàn lập dùng lôi độn thuật cho đến khi dùng nguyên từ thần sơn giết chết tên cao gia linh tương này thì bất quá chỉ trong thời gian một lần hô hấp. Cho dù là hai tên hoàng phong tộc còn lại hay là hai người bạch bích lôi lan cùng nữ tử dạ lục tộc kia lúc này đều trợn mắt há mồm. Nhưng lập tức hai gã hoàng phong tộc còn lại thầm kêu một tiếng không tốt. Lúc này kim sắc phù văn trên người trượt lóe, lập tức hóa thành hai con hoàng sắc quái cầm bắn ngược về phía sau chạy trốn. Hàn lập thấy cảnh này thì nhíu mày, tay áo run lên, một đạo điện quang từ trong tay áo bắn ra chỉ thấy không gian vặn vẹo, trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau một con hoàng sắc quái điểu. Không chờ quái điểu có động tác nào, từ trong lôi quang hiện lên một thanh sắc tiễn đao. Âm âm, tiễn đao hóa thành hai thanh sắc lôi dao dài hơn 10 trượng đánh về phía trước, hoàng sắc quái điểu nọ nhất thời bị cắt thành hai phần, từ trên cao rơi xuống. Mà quái điểu còn lại thấy cảnh này thì bị hù cho hồn phi phách lạc, bỗng nhiên biến đổi phương hướng, bay thẳng về phía một điều to lớn kia nhưng khi nó vừa vỗ hai cánh thì phía sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm của một nam tử các hạ muốn đi đâu hiện tại muốn chạy chẳng lẽ không biết rằng đã quá muộn sao lời còn chưa dứt trên cổ quái điểu hiện ra một bàn tay to trắng noãn như ngọc lạnh đến thấu xương đúng là hàn lập không biết từ khi nào đã dùng phong lôi xí đuổi kịp ra tay bắt lấy quái điểu quái điểu này cũng cơ chí phản ứng không hề chậm hai cánh vỗ một cái vô số linh vũ hóa thành phong nhận bắn ra đồng thời lông vũ dựng đứng lên giống như đau thương. Hắc khí chợt lóe, thân hình Hàn Lập hiện ra một chiến giáp có hình dáng kỳ lạ, tất cả phong nhận chạm vào đều phát ra tiếng keng keng, bị bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, cổ quái điểu cũng hiện ra vô số linh vũ sắc bén, nhưng lại không thể làm gì được bàn tay của Hàn Lập. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, không đợi tên hoàng phong tộc này thi triển thêm thần thông, cánh tay run lên, năm ngón tay tuôn ra một cổ cự lực. Ca sát một tiếng, cổ quái điểu dễ dàng bị bẻ gãy, đồng thời ngũ sắc quang diễm từ năm ngón tay tuôn ra, bao phủ toàn bộ thân hình quái điểu. Thoáng chốc liền hóa nó thành cho bụi, sau đó thân hình hàn lập vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn về phía một điều to lớn không xa, trong mắt hiện lên hàn quang. Ba gã hoàng phong tộc trên một điều phía xa hiển nhiên thấy rõ cảnh hàn lập một mình diệt sát ba người của tộc bọn họ, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Lúc hàn lập diệt sát một tên, vẻ mặt ba người liền giận dữ, liều mạng thúc giục cự điều, nghĩ muốn đem hàn lập băm thây vạn đoạn. Nhưng khi Hàn Lập cùng lúc diệt sát tiếp hai người nữa, thì ba gã thánh tử hoàng phong tộc toàn thân phát run. Khi ánh mắt Hàn Lập đảo đến thì hàn khí sau lưng bốc mạnh lên. Chạy, thần thông người này sâu không lường được, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Nữ tử có tu vi cao nhất khẽ quát một tiếng, vội vàng phân phó. Mặt khác hai người kia liên tục gật đầu, lúc này một điều dưới sự hợp lực thúc giục của ba người, nhất thời quay đầu lại, hóa thành một đạo hoàng quang chạy trôi chết. Hàn Lập nhìn cảnh này, chợt nhíu mày nhưng không đuổi theo, mà là hai cánh sau lưng vừa động, người đã xuất hiện tại một chỗ khác trong hư không. Bảo vật ngân sắc viên bàn trong tay gã hoàng phong tộc thứ nhất kia hiển nhiên đang phiêu phủ giữa không chung, tay áo hàn lập run lên, nhất thời một cổ thanh hà bay ra, đem bảo vật này thu vào trong tay áo. Tiếng lôi minh lần nữa vang lên, thân hình hàn lập xuất hiện bên cạnh đám người lôi lan. Lôi lan, bạch bích cùng tần hiểu sớm đã hai mắt mở trừng trừng, kinh ngạc nhìn hàn lập không nói nên lời ba người thấy có nhiều người của hoàng phong tộc như vậy ngoài ra còn có hai tên cao giai linh tương vốn tưởng rằng kiếp nạn khó tránh nhưng không nghĩ tới hàn lập chỉ nhấc tay là giết sạch ba tên mặt khác còn hù một nhóm địch nhân bỏ chạy mà hàn lập bất quá cũng chỉ là linh tương kỳ điều này không khỏi làm ba người khó tin đi thôi nơi này không nên ở lâu hàn lập nhìn ba người một cái vô cùng bình tĩnh nói vâng cứ như lời hàn huynh nói bạch bích thở ra một hơi dài từ trong hoảng sợ tỉnh táo lại chương 1446, băng sát chi địa và lời của vạn đăng. Bạch Bích không chút phản đối phân phó của Hàn Lập, lôi lan và dạ lục bên cạnh sau khi vẻ khiếp sợ trôi qua, thì trên mặt lại lộ ra vẻ kính sợ. Hàn Lập không hề để ý đến biểu tình của ba người, không nói một lời bay về phía trước. Ba người cũng hóa thành ba đạo linh quang, bay theo sau. Tần đạo hiếu, ta nhớ cái dạ lục tộc không chỉ được phái đến một người. Còn đạo hiếu nào khác nữa không? Trên đường đi, lôi lan tò mò hỏi Tần Hiểu. Bổn tộc vốn phái ra ba thánh tử, nhưng sau khi tiến vào tầng 2, trước sau gặp phải mấy phân chi của địch nhân nên mọi người đã chết. Ta vốn định từ cửa gần đó lén lẻn vào tầng 3, xem có thể may mắn tìm được minh diễm quả hay không. Nhưng không nghĩ tới trên đường lại gặp người của hoàng phong tộc, bị đuổi giết đến tận đây. Vẽ mặt nữ tử đau khổ trả lời, ô, người của hoàng phong tộc nhiều như vậy, tại sao lại đuổi giết một mình đạo hiếu? Quang mang trong mắt lôi lan chợt lóe, lộ ra thâm ý sâu sắc đại khái bởi vì trên người ta có mang theo một kiện bảo vật trong tộc. Tần hiểu do dự một chút, mới cẩn thận nói. Thì ra là thế, thấy đối phương nói vậy, đôi mi thanh tú của lôi lan nhíu lại, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Có thể làm cho hưng sư trong hoàng phong tộc đuổi theo không tha, chẳng lẽ tần đạo hữu mang theo một trong tam đại trí bảo của quý tộc. Lúc này Bạch Bích đột nhiên ngắt lời, trên người tiểu muội đích xác mang theo hỗn nguyên hồ, thần sắc tần hiểu khẽ biến, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói. Hỗn Nguyên Hồ chính là thao túng hỗn nguyên lực để đối địch. Bạch Bích và Lôi Lan cùng có chút động dung, không sai, đúng là bảo vật này, nếu không phải vì vật ấy, ta chỉ là một trung gia linh tương, sao lại có thể bị người của Hoàng Phong tộc đuổi giết mà chạy trốn nhiều ngày như vậy. Đáng tiếc mỗi lần thúc dục hồ này cũng cực kỳ tốn kém hỗn nguyên tinh thạch, ngay cả tinh thạch trong tộc ta cũng xài hết, ngay cả một khối cũng không còn. Nữ tử thở dài nói, nghe nữ tử này nói như thế, Lôi Lan và Bạch Bích không khỏi nhìn Hàn Lập một cái nhưng Hàn Lập từ đầu tới cuối cũng không quay đầu lại, phảng phất như chưa nghe nói gì cả. thấy bộ dáng Hàn Lập không có chút hứng thú, hai người lôi lan lại nhìn nhau một cái. Lúc này cũng không nói chuyện này nhiều, ngược lại khách khí cùng Tần Hiểu đàm luận chuyện tình ở tầng thứ ba địa huyên. Tần Hiểu thấy vậy, trong lòng thở ra một hơi, mặc dù nói dạ lục tộc và thiên bằng tộc đích xác từng có chút minh ước, nhưng bất quá chỉ là ước định bằng miệng mà thôi. Vạn nhất ba người đối phương nổi lên tâm tư đoạt bảo thì lấy thần thần vừa rồi của hàn lập nàng ngay cả sức phản kháng cũng không có bát quá mặc dù hàn lập mới vừa rồi hung hãn nhưng có viện thủ như vậy đi theo cũng an toàn ôm loại ý nghĩ này tần hiểu cũng không muốn ly khai vẻ mặt tươi cười bắt chuyện với lôi lan hơn nữa còn tận lực kết giao nhị nữ trò chuyện với nhau thật vui không lâu sau hai người liền gọi tìm muội bạch bích thấy vậy thì nhíu mày hai ngày sau đoàn người sau khi giết một vài yêu tộc cấp thấp trên đường thì rốt cuộc bay ra khỏi vùng núi thế nhưng phía trước lại xuất hiện một mảnh thiên địa băng tuyết quỷ gì. Độn quang của đoàn người không khỏi chậm lại, cẩn thận đánh giá tất cả. Băng đen vô tận, từng trận gió lạnh gào thét, giống như vô số lệ quỷ ở tận trốn thâm sâu đang khóc. Nhưng từ xa nhìn lại, băng xuyên chỉ là một mảnh đen, tựa hồ không hề có chút phát sang, phảng phất như cánh cửa địa ngục đang mở ra. Nơi này chính là băng sát chi địa nổi danh ở tầng 2. Nghe nói nơi này tập trung rất đông băng sát yêu vật cấp thấp, thậm chí còn có người ngẫu nhiên nhìn thấy băng sát yêu vương. Hàn Lập phảng phất như tự nói với mình, lời của Hàn huynh không sai, nơi này đích xác là băng sát chi địa. Bất quá nơi băng sát này, đại đa số đều là yêu vật cấp thấp chưa mở ra linh trí. Về phần băng sát yêu vương cũng chỉ là nghe đồn, dường như chưa có mấy người tận mắt nhìn thấy. Tần Hiểu lập tức nhu thuận tiếp lời, bất quá nơi đây thoạt nhìn hung hiểm, nhưng thực tế lấy thần thông của chúng ta, băng qua nơi này cũng không có vấn đề gì. Bạch Bích cười rộ lên, theo lý thuyết, nơi này đích xác không có gì nguy hiểm mới đúng. Nhưng lần này sắp tới lần yêu chiều tại địa uyên bộc phát, cẩn thận vẫn tốt hơn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hàn lập gật đầu, dặn dò vài câu, sau đó vỗ cánh bay đi. Tốc độ độn quang tăng lên vài lần, sau vài cái chấp động đã tiến vào hắc sắc băng tuyết. Ba người lôi lan nhìn nhau một cái, cũng tiến vào trong. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy linh quang màu sắc khác nhau thiểm động, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vài người độn quang một cổ hắc phong mãnh liệt thổi qua, che khuất đoàn người trong bóng tối. Phanh, một yêu vật giống như trâu, thân cao vài chục trượng té rầm xuống đất. Thân hình nó khổng lồ đến mức làm cho mặt đất gần đó khẽ rung lên. Hồng quang đại phóng, hơn 10 sợi tơ từ trong thân thể tê như bay ra, chợt lóe lên rồi thu về nhân ảnh đang phiêu phù trên không. Chúc sư huynh, tinh viêm ti của huynh càng lúc càng tinh diệu a. À. Dạ yêu thú này cứng không dưới một số yêu vật cấp cao, nhưng sư huynh lại có thể dễ dàng giết nó, ta xem ngay cả phí giả của nam lũng tộc cũng không có thủ đoạn cỡ này. Một bóng người bên cạnh được bao phủ trong hồng quang lớn tiếng nói, cùng với hắn còn có mấy người khác, cũng đồng dạng khen ngợi không thôi. Người ra tay đúng là chúc âm tử của xích sung tộc, mấy người còn lại tất nhiên là thánh tử cùng tộc. Chỗ bọn họ đứng là một phương viên bằng phẳng rộng ngàn dặm, bốn phía là rừng rậm màu xanh đen, ở giữa là một vùng trống trải hơn trăm dặm, trên mặt đất đầy những loạn thạch. Mà trung tâm loạn thạch là một động của tối đen sâu hơn trăm trượng, bộ dáng như nối thẳng vào lòng đất. Đám người xích dung tộc hiện đang canh giữ lối vào động quật. Hắc tê yêu kia hiển nhiên là từ trong khu rừng gần đó chạy ra, bị trúc âm tử đánh chết. Hừ, mấy người các ngươi đừng thổi phồng ta nữa. Chúng ta canh giữ nơi đây giã ba bốn ngày, ngoại trừ đem tiểu tộc kia diệt toàn bộ, thì vẫn chưa thấy người của thiên bằng tộc đến. Xem ra bọn họ không phải đi hai thông đạo khác, mà là đang còn ở tầng thứ hai. Những tộc lớn khác phỏng chừng cũng đã có người tiến vào tầng ba, người của thiên bằng tộc tuy nhất định phải giết, nhưng minh diếm quả cũng phải có được. Như vậy đi, xích thiên, hồng sa, hai người các ngươi theo ta xuống tầng 3, những người còn lại tiếp tục thủ tại đây. Sau khi tìm thấy minh diếm quả, ta sẽ tự mình tới giúp các ngươi. Trúc âm tử trầm ngâm tại không chung một lát, sau đó nói. Trúc sư huynh, tu vi tên họ hàn của thiên bằng tộc không hề yếu, chỉ chưa lại mấy vị sư huynh thì có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xích thiên lộ ra bộ dáng lo lắng, nói, hắc hắc, điểm ấy thì cứ yên tâm, tu vi vưu sư đệ cũng không kém ta bao nhiêu, ta sẽ đem bảo vật trong tộc là lạc hồn trung lưu lại đây. Trung này khi phát động thì vô thanh vô hình, khó lòng phòng bị, ngay cả linh suốt khi cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Vưu sư đệ âm thầm đánh lén thì tuyệt không có vấn đề gì. Trúc âm tử tựa hồ đã sớm lo việc này, không suy nghĩ thêm liền nói. Tiếp theo há miệng phun ra một đoàn lục quang, bên trong là một tiểu trung cao nửa tấc cổ quái. Tiểu trung phát ra một tiếng trầm thấp, sau đó liền xuất hiện trên đỉnh đầu hán tử tráng kiện xích dung tộc, từ từ hạ xuống. Đa tạ sư huynh ban cho bảo vật, vưu mỗ nhất định cố hết sức. Hán tử họ vưu nâng tiểu trung lên, mặt không thay đổi trầm giọng nói, thanh âm the thế như tiếng kim loại cọ sát. Mặc dù hán tử họ vưu nói không nhiều, nhưng trúc âm tử lại cực kỳ tin tưởng, sau khi gật đầu liền dẫn theo xích thiên và hồng sa hóa thành ba đạo hồng quang, bay vào trong động quật. Được rồi, từ giờ trở đi tất cả mọi người ẩn nặc thân hình, không nên lộ ra hành tích tại vùng phụ cận ta sẽ bày ra cái pháp trận ẩn nặc tại lối vào một khi mục tiêu thật sự đến ta sẽ dùng lạc hồn chung đánh lén sau đó các người hiện thân cũng không muộn tráng hán sau khi trúc âm tử rời đi thì lập tức phân phó hán tử họ vư tựa hồ trong đám thánh tử xích dung tộc này cũng có danh tiếng không ai có ý kiến lúc này hắn bắt quyết xuất ra bảo vật trong nháy mắt tất cả bọn họ đều biến mất mà thân hình hán tử họ vư vừa động cũng trốn vào trong động quật trong lúc nhất thời, xung quanh động quật trở nên yên tĩnh. Tầng thứ hai, trong một khu rừng rậm xanh biếc nhiều cây cối lớn, có một kính thiên cự trụ màu vàng vươn thẳng lên trời. Lại gần một chút thì phát hiện đường kính cây này đúng là siêu lớn, phảng phất như nối thẳng lên trời. Mà xung quanh hơn 10 dặm lại không có một ngọn cỏ, giống như là một sa mạc. Nhưng giờ phút này lại có tiếng ầm ầm bạo liệt, đồng thời linh quang các màu sắc khác nhau thiểm động không ngừng. Lại có người của phi linh tộc, bị ngàn vạn hoàng sắc phi Nga vây khốn tại không trung gần đó. Có khoảng 20 người, nam nữ đều có, nhưng trên mặt mỗi người đều có hình xăm, có bốn tên nam tử thân hình cao lớn, sau lưng mang binh khí thật lớn. Phi Nga đang vây khốn bọn họ, toàn thân màu vàng kim trói mắt, đông đúc, lấy khí thế phô thiên cái địa vây khốn bọn họ đến mức nước cũng không lọt. Phi Nga này nhìn như tầm thường, nhưng đám người cũng không dám khinh thường, các loại bí thuật liên tiếp được thi triển, xuất ra bảo vật phòng thủ, bảo vệ bọn họ thật nghiêm ngặt chương 1447, tiểu thú và băng sát. Trong đám người phi linh tộc, có hai người vẫn đứng giữa không chung không nhúc nhích, thủy chung không có ý ra tay. Trong đó một người nhỏ nhắn, đúng là kiều thanh của thất Việt tộc. Một người khác là một nam tử cao lớn, thân sắc một người lạnh nhạt, một người nhíu mày. Ngao đạo hiếu, vạn đằng nói trước kia chưa bao giờ xuất hiện loại yêu trùng kim minh Nga, loại này phải ở tầng 4 địa uyên mới có, xem ra tình huống trong địa uyên có chút không đúng, mắt thấy những người khác bị đủ loại nga phấn bao vây nhưng công kích của bọn họ lại không thể làm gì được những nga phấn quỷ dị này hán từ cao lớn liền chậm rãi mở miệng không cần nói thì ta cũng biết nếu tầng một có thể gặp được trung gia yêu vật thì tại đây gặp phải kim minh nga cũng không phải là chuyện kinh ngạc việc nào cũng không phải chuyện chúng ta quan tâm hiển nhiên có lão gia hỏa trong tộc phụ trách sau khi đến tầng 3, ngươi nếu như lại còn đi theo ta thì đừng trách ta bắt ngươi khai đao trước ngao thanh lạnh lùng trả lời Ngao cô nương cần gì tuyệt tình như thế? Phí mỗ đối với đạo hữu thật lòng si tình, tại hạ đã cầu hôn với quý tộc ba lần, nhưng lần nào cũng bị mẫu thân của nàng cự tuyệt. Phí mỗ có chút không hiểu, quý tộc luôn chủ trương kết hợp với các tộc mạnh, mà ngao đạo hữu cũng thả tin phong thanh, rằng sẽ gả cho một vị thánh tử có thực lực cực mạnh. Chẳng lẽ phí mỗ không phù hợp với yêu cầu sao? Nam tử cao lớn nhìn xung quanh rồi trầm giọng nói, hắn đúng là cùng chúc âm tử, ngao thanh đứng ngang hàng, tên gọi là phí dạ, người của nam lũng tộc không sai, thánh tử thất Việt tộc chúng ta, vô luận là nam hay nữ cũng chỉ lấy thực lực cường đại của các phân chi làm thước đo. Nhưng bản lĩnh của ngươi như thế nào, người khác không biết nhưng ta thì lại không rõ sao. Trước thực lực ấy, ta còn không đặt vào mắt, thừa dịp này sớm đoạn tuyệt tâm tư của ngươi luôn cho khỏe. Khóe miệng ngao thanh lộ ra một tia châm chọc, ta biết thần thông của ngao đạo hữu rất lớn, phí mỗ tự nhận còn xa không bằng. Nhưng trong các thánh tử các tộc khác, Ngoại trừ phí mỗ thì những người khác lại càng không xứng là song tu bạn nữ của đạo hiếu. Nếu như tại hạ không có cơ hội thì những người khác lại càng không được đạo hiếu để vào mắt. Hay là, ngao đạo hiếu đã nhìn chúng tiểu tử họ trúc của xích dung tộc. Nếu là như thế thì ta sẽ tìm hắn, một kiếm giết hắn. Hai mắt phí giả trừng lớn nhìn ngao thanh nói. Trúc âm tử, hư, hắn cũng không xứng. Bất quá lần tụ hội các tộc này, ta thật đúng là phát hiện một cái tên thú vị. Mặc dù chưa từng tự mình thử sức với hắn nhưng cảm giác cho ta biết thần thông của hắn không hề dưới ngươi ngao thanh đột nhiên cười khẽ một tiếng là thánh tử của tộc nào nói cho ta biết ta sẽ đi tìm người này nếu thần thông thật sự cao hơn ta thì không nói gì ta tự nhiên sẽ không dây dưa nếu là thua ta thì hắc hắc phí dạ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm một nam một nữ này đứng giữa đám người không hề coi ai ra gì vẫn nói chuyện với nhau thậm chí không để ý đến công kích của kim nga mà giờ phút này dưới sự áp bách của Nga phấn bốn phía, phạm vi bảo vệ của đám người dần thu hẹp lại, mắt thấy không thể trụ được lâu. Người thật sự nguyện ý thử sức sao, thần thông người này cũng cao, là thánh tử thiên bằng tộc, hình như họ hàn, khuôn mặt xa lạ, những cái khác thì ta không hỏi qua. Thần sắc ngao thanh vừa động, gật đầu nói, thánh tử thiên bằng tộc, thánh tử của phân chi yếu nhất, có thể có tồn tại cường đại gì chứ? Phí giả có chút ngạc nhiên, điều này cũng khó nói, thiên bằng tộc tuy yếu nhưng không có nghĩa là trong tộc bọn họ có thánh tử tài cao mút trời. Chớ quên ta tu luyện chính là thất khiếu thông huyền quyết, linh giác vô cùng chính xác, không loại công pháp nào trong 72 phân chi có thể sánh bằng. Người nọ mặc dù ta chỉ nhìn từ xa, nhưng lại khiến cho ta có cảm giác sâu không lường được. Nếu ngươi thật sự muốn giao thủ với hắn thì nên chuẩn bị tinh thần chịu chết đi. Ngao thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi nói thế thì được, nhưng sau khi thí luyện kết thúc ta sẽ lại hướng thất việt tộc cầu hôn, nếu ta nhớ không lầm thì lễ trưởng thành của ngươi chỉ còn vài năm là tới lúc đó ngươi hẳn là không có cơ hội cự tuyệt ta nữa phí giả có chút bức bách nói hừ ngươi thật đúng là biết không ít không sai lễ trưởng thành của ta chính là chuyện ba năm sau không thể trì hoãn người nọ nếu thật sự không bằng ngươi thì trong lớp đồng bối phi linh tộc cũng không thể tìm ra người mạnh hơn ngươi lúc đó ta sẽ đáp ứng cầu thân của ngươi ngao thanh ngẩng đầu hãnh diện nói ha ha cứ quyết định như vậy đi nếu có thể đụng tên họ hàn này ở tầng thứ ba là tốt nhất. Nếu thật sự không được thì chờ sau khi trở về sẽ hướng hắn khiêu chiến. Người này có thể bị ngươi nhìn chúng, sẽ không có chuyện ngay cả thí luyện cũng không có cách thông qua. Phí giả cuồng tiếu một tiếng, hai mắt hiện lên một tia sát khí. Việc này tùy ngươi, nhưng yêu chung kia có chút chướng mắt. Là ngươi ra tay, hay phải đợi ta ra tay? Ánh mắt ngao thanh đảo qua xung quanh, thản nhiên nói. Hắc hắc, loại chuyện nhấc tay này cứ giao cho phí mỗ, đại hán cười đột nhiên vỗ lên cự kiếm sau lưng nhất thời kiếm này phát ra tiếng ông ông trực tiếp phóng lên cao hóa thành một đạo kim quang thô to không ngừng xoay tròn mà đồng thời phí giả cũng hóa thành một cự đại quái điểu. hai cánh vỗ một cái trực tiếp vọt lên trời cao sau mấy lần chấp động cự đại điều ảnh nhập làm một với cự kiếm vừa thấy có người từ vòng phòng hộ bảy kim nga bốn phía vù vù một tiếng một đám nhất thời đánh thẳng lên không trung nhưng chúng nó chưa đến gần thì đã có vô số kim quang đánh xuống một tiếng phích lịch phát ra lập tức kim quang tăng vọt mấy lần vô số kim mang bắn nhanh xuống bao phủ lấy đám kim nga phía dưới nguyên bản tầng tầng lớp lớp sau khi bị kim mang đánh chúng kim nga lập tức phát ra tiếng cháy khét bị xuyên thủng kể từ đó rất nhiều kim nga ở phía sau sau khi kim mang đánh tới thì chết rất nhiều trong nháy mắt đã bị giết gần nửa một con kim minh nga to lớn hơn xa so với đồng loại thấy cảnh này lập tức phát ra tiếng kêu những kim nga còn sót lập tức bay tứ tán trốn đi ngao thanh thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống trong miệng lẩm bẩm gì đó đột nhiên sau lưng hiện ra hai hư ảnh cực lớn hư ảnh vô cùng mơ hồ mơ hồ có bảy hình thái khác nhau có đầu vượn có đầu báo cái nào cũng dữ tợn dưới sự thúc giục pháp quyết của ngao thanh tất cả đầu lâu mở mắt đồng thời hé miệng phun ra bảy đoàn lục sắc quang hà cuồng dũng đánh về phía xa một mà khó tin xuất hiện nơi bảy luồng lục hà đi qua tất cả kim Nga lập tức bị hút vào, lập tức bị lục quang thôn vệ thành huyết thủy. Tất cả kim Nga rốt cuộc chỉ còn sót lại vài con chạy thoát, kim quang trong không trung lúc này mới thu lại, phí giả dạ vai khiên cử kiếm hiện ra. Hắn nhìn những hư ảnh thật lớn sau lưng ngao thanh, trên mặt hiện ra một tia si mê. Một đạo hắc ảnh lóe lên, mấy hắc sắc yêu vật bị bạch sắc chảo mang xuyên qua, trong nháy mắt bị xé rách thành từng mảnh. Hư ảnh kia đem chúng nó thu nạp không còn một mảnh, sau đó lập tức xoay quanh trên không trung, bay về đầu vai hàn lập, hiện ra một tiểu thú nhỏ như con mèo, đúng là báo lân thú mà Hàn Lập thu phục. Hắc hắc, thật không nghĩ ra linh thú của Hàn huynh đối phó với băng sát lại hữu hiệu như vậy. Ta còn chưa phát hiện ra tồn tại của chúng thì nó đã phát hiện trước một bước, không biết linh thú này gọi là gì, tiểu muội thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một mỹ nữ bên cạnh tấm tắc khen, đúng là tần hiểu. Lôi Lan và Bạch Bích nhìn báo lân thú, cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Tên là gì thì ta cũng không rõ lắm, là trong lúc vô ý thu phục được ta cũng không nghĩ tới nó lại có thể hấp nạp băng sát chi khí. Hàn lập sờ đầu tiểu thú, lãnh đạm cười nói, vừa tiến vào băng sát chi địa không bao lâu, nguyên bổn vòng chữ vật trên tay dùng để chứa để hồn thú và tiểu thú này bỗng rung lên. Hàn lập dùng thần niệm liên lạc thì biết được nó muốn ra ngoài. Hàn lập hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng biết rõ tiểu thú này mặc dù còn nhỏ, nhưng lại có thiên phú, cũng không mặc kệ. Mà phụ cận cũng không có cường địch nào, cho nên thả nó ra. Kết quả không bao lâu sau, biểu hiện của báo lân thú khiến đám người Hàn Lập kinh hãi. Con thú này vừa xuất hiện tại băng sát chi địa, chẳng những vô cùng sung sướng, hơn nữa cảm ứng đối với băng sát yêu vật cực kỳ linh mẫn, thậm chí Hàn Lập còn chưa phát hiện ra yêu vật thì nó đã phóng tới, hai chảo điên cuồng huy vũ, chem. Băng sát thành vô số mảnh, lại đem nguyên sát chi khí của yêu vật hấp nạp vào bụng, lộ ra bộ dáng cực kỳ vui mừng. Mặc dù băng sát yêu vật không thể tạo thành uy hiếp đối với đám người Hàn Lập, nhưng chúng nó am hiểu ẩn nặc, đột nhiên từ dưới đất công kích thì khó lòng phòng bị cũng có chút phiền toái mà báo lân thú khi phát hiện ra băng sát ẩn sâu dưới băng thì hướng về phía dưới băng giống lên từng tiếng chu quái dị yêu vật phảng phất như bị tiếng giống làm kinh động từ dưới băng hốt hoảng chạy ra kể từ đó liền trở thành mồi trong miệng tiểu thú thấy tình hình này không riêng gì hàn lập cảm thấy ngoài ý muốn mà đám người lôi lan cũng cảm thấy hứng thú đối với tiểu thú bọn họ cứ như vậy mà đi dọc đường số lượng băng sát yêu vật bị báo lân thú cắn nuốt cũng hơn một ngàn. Nguyên bổn hoa văn màu vàng bên ngoài thân tiểu thú đã dần nổi lên một tầng bạch sắc oánh quang. Bộ dáng như tu vi lại tăng thêm, Hàn Lập thấy hành động của tiểu thú này, không khỏi vuốt cầm trầm ngâm. Chương 1448, Băng sát yêu vương. Nói thật, bởi vì báo lân thú này chỉ có thực lực tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ, cho nên sau khi thu phục, hắn rất hít khi thả ra đối địch. Bất quá từ khi con thú này theo Hàn Lập thì chưa từng dùng qua các loại đan dược chân quý, nhưng những năm gần đây tu vi rõ ràng tăng lên rất nhiều, đã là yêu thú cấp 10. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là sẽ phá tan chứng ngại, trở thành tồn tại hóa thần kỳ. Dựa theo lẽ thường mà nói, đại bộ phận yêu thú khi đạt đến cấp 8 sẽ trải qua lôi kiếp, biến thành hình người, mở ra linh trí. Nhưng cũng có một số biến dị linh thú cùng linh thú có huyết mạch đặc thù, chúng nó đem giai đoạn biến hóa đặt vào cấp cao hơn, cũng có thể cả đời không thể biến ảo hình thái. Nhưng loại thú này một khi tiến giai, hóa hình thì linh trí và thần thông cũng vượt xa loại thú cung cấp thậm chí tiêu diệt đối thủ trên mình một cấp cũng không phải là không có khả năng báo lân thú vốn kế thừa huyết mạch của kỳ thú kỳ lân đây là cơ duyên xảo hợp sau này có cơ hội hóa hình hay không thì chỉ có trời mới biết bất quá hiện tại xem ra băng sát chi khí trong cơ thể băng sát yêu vật chính là cơ duyên để con thú này đột phá bình cảnh hóa thần kỳ hàn lập không suy nghĩ nhiều rất nhanh liền biết được con thú này đang cần gì nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi nếu là con thú này đột phá chướng ngại vào lúc khác thì tất nhiên là chuyện cầu còn không được, nhưng hiện tại ở nơi nguy hiểm mà đột phá thì đúng là, ai biết khi con thú này tiến dai, có thể làm ra phiền toái gì không cơ chứ. Mặc dù đám người lôi lan không biết tình hình của báo lân thú, nhưng nhìn thân thể bạch quang của nó càng lúc càng sang, khí tức càng lúc càng mạnh thì cũng bắt đầu lưu tâm. Mà lúc này đám người Hàn Lập đã xâm nhập vào chỗ sâu trong băng sát chi địa, lộ trình tính ra đã đi được gần nửa khu vực. Báo lân thú cứ sau khi thôn vệ băng sát thì nằm bất động trên đầu vai hàn lập, hai mắt nhắm lại, bộ dáng lười biếng. Nhưng bạch quang trên người con thú này lại không hề giảm chút nào, lưu chuyển không ngừng, rất bắt mắt. Lúc này mọi người bay qua một ngọn núi băng, phía trước xuất hiện một hạp cốc rất dài, còn có từng trận hắc phong, cơ hồ che kín cả bầu trời. Duy chỉ có trong hạp cốc là cực kỳ an tĩnh, đối với loại kỳ cảnh này, đám người hàn lập cũng không lộ ra gì sắc. Loại tình hình này bọn họ đã gặp qua trên đường, cho nên không chút trì hoãn, bay vào hạp cốc. Hạp cốc không quá rộng, chỉ có ba bốn trăm trượng, sâu hơn ngàn trượng. Hơn nữa trên đỉnh lại không ngừng có hắc phong gào thét, người bay trong đó hiển nhiên sẽ bị áp lực. Cũng may đám người Hàn Lập không phải kẻ đầu đường xó chợ, hiển nhiên sẽ không bởi vì thế mà nhiễu loạn tâm thần, độn quang có vẻ rất bình tĩnh. Đột nhiên có tiếng gầm nhẹ, thân sắc Hàn Lập vừa động, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bổn báo lân thú vẫn nằm trên vai, hiện tại đã đứng dậy, Hai mắt trợn tròn, lông thú dựng thẳng đứng, phảng phất như lâm đại địch. Hàn Lập liền ngẩn ra, lúc trước khi con thú này gặp phải rất nhiều băng sát chi yêu thì cũng không có loại phản ứng này. Lúc này sao lại biểu hiện như thế, chẳng lẽ là? Hàn Lập như nghĩ tới cái gì, độn quang không khỏi ngừng lại. Thấy Hàn Lập dừng lại, đám người lôi lan cũng dừng theo, nhưng đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Hàn Lập không nói một lời, chỉ là lam mang trong mắt chợt lóe nhìn về phía trước. Không chờ những người khác mở miệng hỏi gì, hắn đánh một trưởng về phía hư không trước mặt. Một đạo kim quang từ tay phát ra, trực tiếp chém. Về chỗ sâu trong hạp cốc, sau nhiều tiếng ầm ầm, trong bóng đêm chợt lóe kim quang, đáy hạp cốc bị chảm thành hai, hiện ra một vết nứt thật dài. Một tiếng quái khiếu từ dưới lòng đất truyền ra, lập tức vô số hắc khí từ trong băng tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một hắc sắc vụ cầu đường kính 10 trượng. Băng sát yêu vương, là băng sát yêu vương, nơi đây dĩ nhiên có loại yêu vật này. Bạch Bích có chút thất thanh la lên, nhị nữ lôi lan và tần hiểu nghe vậy thì cũng lập tức cả kinh. Đúng lúc này, cự đại vụ cầu xoay tròn trong hư không, vô số băng vụn từ dưới đất bay lên, đem phương viên xung quanh vây chặt, hắc quang đại phóng. Một hắc sắc băng phượng hơn 20 trượng hiện ra, toàn thân trong suốt tối đen, hai mắt chấp động hắc mang quỷ dị, gắt gao nhìn chằm chằm hàn lập. Không, chính xác là nhìn tiểu thú ở đầu vai hàn lập, bộ dáng như gặp sinh tử đại địch. Báo lân thú thấy vậy, trong miệng gầm nhẹ không thôi, nhưng trong cặp mắt xanh biếc lại hiện lên lửa nóng, muốn thử sức. Hàn Lập nhíu mày, trầm ngâm một chút, hắn đột nhiên giơ tay ôm lấy tiểu thú, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn dùng sức ném tiểu thú lên cao. Tiếp theo hai cánh sau lưng Hàn Lập vỗ lên, hóa thành một đạo thanh bạch điện hồ, biến mất không thấy. Tiếp theo trên đỉnh đầu băng phượng hiện lên tiếng xé gió, Hàn Lập quỷ dị hiện ra. Nhưng vai khẽ động, liên tiếp tàn ảnh hạ xuống thân hình khổng lồ của băng phượng băng phượng đầu tiên là ngẩn ngơ nhưng lập tức phát cuồng nó nổi giận kêu to một tiếng một đôi cự chảo đen thui xuất ra lập tức đánh vào thân hình hàn lập nhưng hàn lập coi như không nhìn thấy cự chảo hai cánh hơi đập hai hắc bạch quyền ảnh hiện ra trực tiếp nghênh đón tiếng phanh phanh phát ra liên miên không dứt hắc bạch quang mang chạm vào cự chảo thì hiện ra một màn quỷ dị sau khi hai cự chảo va chạm liền phát ra tiếng vỡ giòn tan như đồ sứ bị nghiền nát tiếp theo liền vỡ vụn biến mất hắc sắc băng phượng phát ra một tiếng kinh thiên động địa, há miệng phun ra một luồng hàn phong cực mạnh, trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu Hàn Lập, muốn phá giải quyền của hắn. Nhưng ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, ngay lúc hắc phong tới liền dựa theo đó chuyển thân, biến mất không thấy. Băng phượng ngẩn ra, xoay đầu muốn tìm đối thủ, nhưng đúng lúc này, không gian sau lưng hắc phượng ba động, một đạo nhân ảnh vô thanh vô tức hiện ra. Thân hình vừa động, nhân ảnh quỷ mị kia dẫm lên lưng băng phượng, hai nắm tay hắc bạch chợt lóe, mang theo một cổ ác phong đánh lên lưng băng phượng. Oanh long long, một chút phản ứng cũng không có, thân hình khổng lồ của băng phượng phát ra từng vệt sáng chói mắt, tiếp theo vang lên tiếng răng rắc, sau đó liền vỡ thành băng trong suốt rơi xuống. Một đoàn hắc sắc vũ khí lớn xuất hiện giữa hư không, chỉ là không có hình dáng cụ thể, hắc mang chấp động quỷ dị. Vù một tiếng, một bóng dáng nhỏ nhắn chợt lóe lên, phóng thẳng vào hắc sắc vũ khí, dùng tứ chi ôm lấy thôn phệ, trong mũi còn phát ra tiếng hưng phấn, đúng là báo lân thú mà Hàn Lập đã ném lên cao trước đây. Con thú này vừa hạ xuống, thấy băng phượng bị đánh thành hắc vụ, hiển nhiên sẽ không buông tha cho vật đại bổ này. Nhất thời mừng rỡ, liều mạng thôn phệ, hắc sắc vũ khí hiển nhiên là do băng sát yêu vương biến thành, không dễ cam lòng để tiểu thú thôn phệ, chẳng những từ cơ thể vươn ra hắc sắc xúc tu, mà đồng thời trên mặt đất cũng có rất nhiều khối băng đen bay lên, muốn lần nữa ngưng tụ lại thân thể. Nhưng xúc tu chưa tiếp xúc được với báo lân thú thì đã bị chảo của nó đánh nát bấy về phần hắc băng tay áo hàn lập phất lên bị vô số hỏa diễm đánh trúng hóa thành nước rơi xuống từ khi hàn lập red ai đánh nát hắc sắc băng phượng đến bây giờ bất quá chỉ là thời gian mấy lần hô hấp ngay cả đám người lôi lan không phải lần đầu tiên nhìn thấy hàn lập ra tay nhưng vẫn bị thủ đoạn xét đánh của hắn làm thất kinh trên mặt không khỏi hiện lên các loại thần tình khác nhau sắc sắc vũ khí bị tiểu thú thôn vệ liền không ngừng quay cuồng lúc to lúc nhỏ nhưng căn bản không thể làm được gì bốn trào tiểu thú ôm cứng phảng phất như mọc rễ trong nháy mắt hắc khí to như thế đã bị thôn vệ được gần một nửa sau đó tiểu thú gầm nhẹ một tiếng bạch quang trên thân thể chợt cuồng hiện từ trên hắc vụ nhảy xuống nằm bất động trên mặt đất sắc mặt hàn lập khẽ biến không nói hai lời lấy ra một bình ngọc màu trắng ném thẳng về phía hắc vụ còn sót lại miệng lẩm bẩm bình ngọc xoay tròn từ trong miệng bình phun ra một cổ thanh hà hà quang bay ra nhất thời hắc khí còn sót kia bị hút vào bình đám người bạch bích và lôi lan thấy cảnh này thì trên mặt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ băng sát yêu vương này mặc dù được gọi là yêu vương nhưng trên thực tế thần thông cũng tầm thường hóa thần kỳ bình thường cũng có thể dễ dàng đối phó nhưng yêu vật này cực kỳ hiếm thấy ngoài việc băng sát chi khí cực kỳ tinh thuần thì vô luận là luyện đan luyện khí thậm chí dùng để tu luyện một số bí thuật thần thông đều có tác dụng lớn vượt xa những băng sát yêu vật bình thường nhưng yêu vật này đã bị hàn lập đánh tan ngay cả khi bọn họ có biết phương pháp thì cũng không dám nói ra. Chỉ một lát sau, băng sát chi khí đã bị Bình Ngọc hấp thu không còn chút nào. Hàn lập ngóc một cái, Bình Ngọc lập tức hóa thành một đạo bạch quanh bay vào cổ tay áo. Sau đó ánh mắt Hàn lập xoay chuyển, hơi lo lắng nhìn tiểu thú trên mặt đất. Giờ phút này báo lân thú cuộn mình lại, hai mắt nhắm nghiền. Thông qua liên lạc tâm thần, Hàn lập rõ ràng cảm nhận được nội tâm tiểu thú đang hưng phấn, rốt cuộc mới ngừng lo lắng. Nhẹ thờ dài một hơi, Hắn từ trên không trung hạ xuống cạnh tiểu thú, ngồi xuống. Dùng tay vuốt ve đầu tiểu thú, cảm thấy lông thú vô cùng mềm mại, sau đó thần niệm vừa động, nhẹ trấn an nó. Báo Lân thú vươn cái lưỡi màu đỏ, liếm một chút vào tay Hàn Lập, tâm tình bất an rốt cuộc dần dần bình phục lại. Chương 1449, Tiến giai. Đúng lúc này, trên trời cao đột nhiên xuất hiện bạch quang, sau đó tán ra, hóa thành quang điểm từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó, quang mang bên ngoài thân tiểu thú bỗng nhiên biến đổi trở thành màu phấn hồng. Tiếp theo từ tiểu thú truyền ra một mùi hương thơm mát, làm cho người ta cảm thấy lâng lâng, phảng phất như thân hình báo lân thú biến thành một loại mỹ vị thế gian khó tìm. Nguyên bổn Hàn Lập và đám người Bạch Bích đang có chút kỳ quái, vừa ngửi thấy mùi thơm này thì cũng không nhịn được, muốn cắn miếng thịt thơm ngon kia một cái. Hàn Huynh, linh thú của Huynh muốn tiến dai, sắc mặt Bạch Bích đột biến, không sai, tại hạ sợ rằng phải trì hoãn ở đây một ngày. Hàn Lập sờ đầu tiểu thú an ủi, linh thú tiến dài tự nhiên là chuyện tốt nhưng chuyện này không hề nhỏ một khi hương thơm này truyền ra ngoài thì sợ rằng toàn bộ băng sát yêu vật đều tới nếu không cẩn thận vạn nhất xuất hiện yêu vật cấp cao thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm thần sắc bạch bích không tốt lắm việc này hiển nhiên ta biết nhưng bạch huynh chẳng lẽ muốn ta bỏ mặc linh thú của mình mà đi sao hàn quang trong mắt hàn lập trượt lóe thản nhiên nói tại hạ không có ý này chỉ là vừa nghe khẩu khí hàn lập có chút bất thiện Bạch Bích vội phủ nhận nói, cũng muốn giải thích. Nhưng Hàn Lập đã khoát tay chặn lại, không quản các người có ý nghĩ gì, nếu các người cảm thấy nguy hiểm thì có thể tự rời đi, nhưng ta sẽ không rời đi. Hàn Lập nói như đinh đóng cột, nghe Hàn Lập nói thế, đám người lôi lan nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Bọn họ đối với thái độ của Hàn Lập cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu đổi lại là bọn họ, chỉ cần linh thú tiến dai đến linh tương kỳ thì cũng sẽ bảo vệ. Mà lúc này Hàn Lập cũng không để ý tới ba người nữa. Tiểu thú tiến ra ít nhất phải duy trì liên tục một ngày một đêm, trong lúc này phụ cận cũng có thể có yêu vật bị hấp dẫn mà đến. Đương nhiên nơi này là băng sát chi địa, băng sát yêu vật là nhiều nhất. Thân thể hàn lập chợt lóe thanh quang, bay lên giữa không chung, tay thò vào túi chữ vật, lấy ra một đống trận kỳ. Tay phất lên, hơn 10 đại quang mang bắn ra bốn phương tám hướng, sau đó liền biến mất vào hư không. Oanh long long, tiếng động từ mặt đất gần đó phát ra, 10 đạo quang trụ từ dưới băng chui lên, lập tức tạo thành một pháp trận đường kính trăm trượng. Bên trong pháp trận ngập tràn hoa văn quỷ dị, phù văn màu đỏ tung bay. Một khổ khí tức nóng bỏng phát ra, đây là năm đó hàn lập tại thiên chắc thành, tốn không biết bao nhiêu linh thạch để lấy bộ khí cụ bầy trận hỏa thuộc tính này, tạo thành một cái thập phương diệt viêm trận. Uy lực của pháp trận này không nhỏ, một khi bày ra, chính là tu sĩ hóa thần tiến vào cũng không có cách nào lập tức phá trận thoát ra. Nếu là yêu vật thuộc tính băng hàn thì uy lực của nó càng đáng sợ. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, hai tay hàn lập bắt quyết, 72 thanh kim sắc tiểu kiếm từ thân thể bắn ra, xoay quanh đỉnh đầu, trong tiếng vù vù hóa thành mấy trăm kiếm quang độc nhất vô nhị. Hàn lập lầm bẩm điểm một chỉ vào kiếm quang ngập trời kia. Nhất thời mấy trăm kiếm quang bay ra bốn phương tám hướng, sau vài lần chấp động liền biến mất trong hư không. Hàn lập lại ở trong đại trận bày ra đại canh kiếm trận. Lấy tu vi hóa thần hiện giờ của hắn, bay ra kiếm trận này, ngay cả tu sĩ luyện hư hậu kỳ tiến vào cũng không thể thoát khỏi. Về phần tu sĩ hợp thể kỳ thì có thể tạo được bao nhiêu kiềm chế cũng khó nói. Chỉ có thử nghiệm mới biết, sau khi làm xong tất cả, Hàn Lập phiêu phù tại giữa pháp trận, hai mắt nhắm lại suy nghĩ một chút. Một đoàn ngân diếm từ cổ tay áo bay ra, sau khi phát ra một tiếng thanh minh thì hóa thành ngân sắc hỏa điều. Sau khi xoay quanh một cái lại biến mất xuống băng, sau đó Hàn Lập mới phất tay lấy ra tam giác linh xa. Để cho xe này phiêu phù giữa pháp trận, còn mình thì khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Tiểu thú phía dưới được từng điểm bạch quang bao phủ, đồng thời mùi hương phát ra càng mê người. Cho dù đại trận của hắn lợi hại nhưng cũng không thể giấu được mùi thơm này. Mùi thơm cực kỳ mê người, nhanh chóng lan xa, mà ba người lôi lan sau khi thấp giọng nói chuyện với nhau thì cũng thành thật bay lại, đứng lên linh xa. Ba người này dĩ nhiên không nghĩ sẽ bị yêu vật điên cuồng công kích, nhưng lấy hung hiểm những lần trước, nếu không có Hàn Lập che chở thì chưa nói đến việc tìm Minh Diễm quả, sợ rằng ngay cả tầng 3 cũng rất khó tiến vào. Kể từ đó, ba người cũng chỉ có thể kiên trì ở lại. Cũng may Hàn Lập đã chuẩn bị rất đầy đủ, hơn nữa trong mắt các nàng, Hàn Lập vẫn cao thâm khó lường, chỉ cần không xuất hiện yêu vật cường đại thì chậm chế một ngày vẫn có thể chấp nhận. Thời gian trôi qua, bạch sắc quang điểm trong không trung rơi xuống càng lúc càng nhiều, đem thân hình tiểu thú bao phủ. Nguyên bổn báo lân thú đang im lặng, bỗng cúi đầu phát ra tiếng gầm gừ, bộ dáng như đang chịu thống khổ. Linh thú tiến dài khác với chúng ta, mỗi một lần đều làm thân thể cường hóa trên diện rộng hơn xa phi linh tộc chúng ta tần hiểu nhìn bạch quang phía dưới thì thào nói nói như vậy không sai nhưng lần dịch kinh tẩy tủy này cũng rất thống khổ không thể so sánh với chúng ta lôi lan cười tiếp lời mà ánh mắt bạch bích lại nhìn ra hắc ám băng địa phía xa trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng bốn phía đang rất yên lặng ngoại trừ tiếng gió gào thét thì không còn tiếng nào khác mà mùi thơm từ tiểu thú không biết đã sớm chuyển bao xa nhưng yêu vật trong phương viên trăm dặm không có khả năng không ngửi thấy bạch bích nghĩ như thế trong lòng có chút bất an quay đầu lại nhìn hàn lập một cái mà hàn lập thì nhắm mắt lại thần sắc cực kỳ bình tĩnh ánh mắt hàn lập chợt lóe đang muốn nói gì thì hàn lập mở mắt ra làm mang trong mắt lưu chuyển cơ hồ cùng lúc đó truyền đến từng trận chấn động tựa hồ có vô số thứ gì đó đang phóng tới chỗ này lần này chẳng những thần sắc bạch bích biến đổi mà ngay cả lôi lan đang nói chuyện với tần hiểu cũng câm miệng không nói nữa cùng nhìn qua chỉ thấy xa xa hiện lên vô số cặp mắt đỏ tươi tiếp theo từng yêu vật cao lớn bước ra từ màn đêm toàn thân chúng nó phát ra ánh sang đen bước đi sàn sạt đúng là một đám băng chi chu dữ tợn phóng mắt nhìn đi chỉ thấy đàn nhện phảng phất như vô biên vô hạn trong nháy mắt đã phủ kín một tảng băng lớn bất quá đó chỉ là băng sát yêu vật cấp thấp nhất căn bản không cần hàn lập ra tay tần hiểu quát một tiếng tay áo rung lên nhất thời mười mấy đạo lục quang bắn ra trực tiếp đánh chúng đàn nhện vài tiếng ầm ầm trầm muộn phát ra giữa đàn nhện nhất thời hiện ra mười mấy mục khôi lỗi khôi lỗi này phảng phất như thần lần thật lớn cũng không thấy chúng cử động gì chỉ há miệng phun ra từng đạo lục sắc quang trụ nơi lục quang đi qua tất cả băng chi chu đều tan ra không thể ngăn cản một chút nào khôi lỗi đứng song song thành một hàng ngăn không cho băng chi chu tiến lên trăm ngàn thi thể chi chu trải rộng trên mặt đất trong nháy mắt đã chất thành một tầng dày Bất quá số lượng băng chi chu thật sự rất nhiều, ngay cả lục quang sắc bén như thế, nhưng lại xông lên không cần quan tâm đến mạng mình. Mà lục quang của khôi lỗi phun ra tuy lợi hại, nhưng hiển nhiên tiêu hao rất nhiều linh thạch, chỉ sau một lát, lục quang trong miệng đã trở nên ảm đạm, không có cách nào đánh chết chi chu phía sau nữa. Kể từ đó, vô số chi chu phá vòng vây, tiếp cận khôi lỗi. Phốc phốc, vô số tơ nhện phun ra gắn chặt vào khôi lỗi, kín đến mức mưa gió không lọt. Sau đó dưới sự lôi kéo mười mấy khôi lỗi đều ngã xuống không thể nhúc nhích được nữa nhìn thấy cảnh này tần hiểu đứng trong linh xa cảm thấy có chút giật mình thấp giọng nói một câu mấy vị đạo hữu không cần ra tay đây chỉ là chuyện nhỏ cứ giao cho tiểu muội ứng phó lập tức nữ tử này hóa thành một đoàn lục quang bay lên không sau vài lần chấp động liền ra khỏi đại trận tới phía trên đầu băng chi chu đám chi chu hiển nhiên cũng phát hiện mục tiêu trên không lúc này lại phun ra vô số tơ nhện lên không hướng về phía nữ tử sắc mặt tần hiểu trầm xuống, trên người đột nhiên hiện ra một tầng lục diễm âm u, tơ nhện vừa tiếp xúc thì lập tức hóa thành khói xanh, biến mất vô ảnh vô tung. Nữ tử lập tức quát khẽ một tiếng, hư không đánh ra một chảo, một lục sắc hỏa kiếm hiện lên trong tay, nhẹ nhàng chém xuống phía dưới. Nhất thời một đạo lục diễm cực lớn chém xuống, sau một tiếng nổ, phía trước đàn nhện hiện ra một cái hố thật lớn, bên trong cuồn cuộn lục diễm, tất cả băng chi chu rơi vào trong đó, chỉ một lát liền biến thành khói khóe miệng tần hiểu lúc này hiện lên vẻ tươi cười đang muốn chém thêm vài nhát mở rộng cái hố thì từ phía xa trong bóng tối chuyển ra vài tiếng kêu phẫn nộ đột nhiên hiện ra vài cự vật sắc mặt nữ tử không khỏi đại biến cự vật này là một đám chi chu với thân thể to lớn vượt xa đồng loại miệng lộ ra răng nanh sắc bén hướng về phía ngoài hống lên liên tục đôi mi thanh tú của tần hiểu nhíu lại hỏa kiếm trong tay chém về phía chúng nó nhưng nháy mắt một trận hắc mang lưu chuyển bên ngoài thân chi chu trên lưng hiện ra một đôi cánh. Sau khi vỗ một cái, chúng nó liền bay lên trời cao. Tần Hiểu thấy cảnh này, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Chương 1450, Bích Mộc Yêu. Lôi Lan thấy cảnh này, nhướng mày, quay đầu lại nói với Bạch Bích, mấy thứ này tựa hồ có chút khó giải quyết, ta đi giúp Tần tỷ tỷ một tay. Vừa nói kim quang trên thân nữ tử này cũng chấp động, muốn độn ra bên ngoài xe. Nhưng Bạch Bích khoát tay ngăn lại, cười khổ chỉ một hướng phía xa. Lôi sư muội, ta nghĩ không cần ngươi giúp tần cô nương đâu, chúng ta có cái khác để đối phó rồi. Lôi lan nghe vậy ngẩn ra, nhìn hướng mà bạch bích chỉ, kết quả là trong bóng tối nơi đó có một đám yêu lang không một tiếng động đi ra. Từ xa nhìn lại, khắp nơi đều là yêu lang, cũng không thiếu những con to lớn. Mà cơ hồ cùng lúc đó, một hướng khác lại truyền đến tiếng gào thét. Lôi lan nhìn lại, chỉ thấy bóng đen phía bên kia cũng chớp lên, hiện ra một đám băng viên cao lớn, trong tay cầm côn bổng làm từ mộc thạch mỗi con đều nhe răng trợn mắt, khí thế hung hãn. Ta đối phó với bầy sói, còn băng viên thì giao cho bạch sư huynh. Lôi Lan nói ngắn gọn, sau đó liền hóa thành một đạo ngân hồ bay về phía bầy sói. Tiếng sét nổ ra, mười mấy đạo điện hồ to lớn từ trên trời đánh xuống bầy sói. Yêu Lang bị ngân hồ đánh lên, cả người run lên ngã xuống đất, biến thành đám cho. Bạch Bích thấy vậy lắc đầu, chắp tay với hàn lập một cái rồi hóa thành một đạo kim quang bắn nhanh ra. Một lát sau phương hướng đàn vượn nổi lên một trận tao động, lập tức một đoàn kim quang từ trời cao chấp lên, vô số kim ti đánh xuống phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên, một đám lớn yêu viên bị kim ti xuyên qua, ngã xuống trong vũng máu bạc. Vô luận bầy sói hay là bầy vượn thì chỉ là yêu vật cấp thấp, căn bản không phải là đối thủ của hai người lôi lan. Nhưng trong đám thú cấp thấp này thì thoảng cũng xuất hiện một số yêu vật trung dai, điều này khiến cho bọn họ và Tần Hiểu không thể lập tức tiêu diệt đàn thú, chỉ có thể đề cao tinh thần chậm rãi ứng phó. Lôi Lan đứng trên linh xa thấy cảnh này, thần sắc vừa động, thầm nghĩ có nên gọi ba người về, mượn uy lực đại trận giết hết cả yêu vật hay không. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trên trời cao chuyển tới tiếng xé gió khác thường, tựa hồ có vật gì đang bay về phía này. Lam mang trong mắt hàn lập chợt lóe, ngưng thần nhìn lại, nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống. Chỉ thấy trên không trung đang bay đến hơn trăm băng sát yêu vật, hình thể đám này trong suốt, to cỡ mười trường. Từ khí tức phát ra thì hiển nhiên cũng thuộc về tầng lớp yêu vật bậc trung. Đám yêu vật này hai mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, bay thẳng đến đại trận, dĩ nhiên là bị mùi thơm của tiểu thú hấp dẫn mà đến. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ bất động, nhìn đám yêu vật đến gần. Đám yêu vật gào thét, đánh thẳng vào tiểu thú nằm ở trung tâm, mắt thấy gần trăm băng sát yêu vật tiến vào hơn một nửa, Hàn Lập mới hành động. Hắn lật tay lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một trận kỳ dài một tấc, đỏ như lửa, chớp động quang mang. Pháp lực toàn thân cuồn cuộn rót vào trận kỳ, rồi phất vào một chỗ nào đó phốc suy, một đạo hồng quang phun ra, lập tức nhập vào trong pháp trận không thấy bóng dáng. Một trận oanh long long phát ra, mười quang trụ run lên, phù văn hiện ra, vô số hồng sắc quang hà từ các nơi trong pháp trận bắn ra, đem tất cả băng sát yêu vật vây trong đó. Đám yêu vật kinh hãi, há miệng phun ra hàn phong, hai cánh cũng vỗ loạn xạ, từ bốn phía thân thể triệu hồi ra tuyết đen và mưa đá. Nhưng vô luận loại thần thông nào cũng đều tan thành cho bụi dưới hồng quang, mà khi băng sát yêu vật bị hồng quang đảo qua, thân hình liền tan ra thành nước. Trong nháy mắt, đám yêu vật phá trận kia đều bị tiêu diệt, chỉ còn lưu lại một đoàn băng sát chi khí phiêu phủ giữa không chung, điều này khiến đám yêu vật còn lại cả kinh. Có một số bởi vì mùi thơm hấp dẫn mà không nỡ rời đi, đang đứng ngoài pháp trận tiếc nuối. Một số khác thì linh trí không cao, lại muốn đâm đầu vào. Hàn lập nhíu mày, há miệng phun ra một đoàn thanh mang, bên trong có một vật màu xanh đang không ngừng xoay tròn, quang mang chợt lóe liền hóa thành một cự đỉnh. Phanh một tiếng, Hàn lập chụp tới cự đỉnh, sau một tiếng ong ong, đỉnh kia nhất thời bay lên, từ bên trong bắn ra vô số thanh ti, sau vài lần chớp động liền biến mất. Sau một khắc, bên ngoài pháp trận ngay gần băng sát yêu vật, không gian ba động, vô số thanh ti từ trong hư không quỷ dị phun ra, nhất thời đem tất cả băng sát yêu vật xuyên thủng. Mặc dù còn cách một khoảng xa, nhưng cũng không thể tránh được một kích tất sát của thanh ti. Sau khi thanh quang nội liếm, tất cả thi thể yêu vật vỡ nát, từ không trung rơi xuống hiển nhiên tu vi hàn lập tăng tiến thì uy lực của hư thiên bình cũng tăng lên. Đám người tần hiểu ở phía xa đều dùng thần thông đánh chết trung gia yêu vật, rốt cuộc làm cho đàn thú này rút lui. Không nghĩ tới tại băng sát trị địa lại có nhiều yêu vật như vậy, không biết lúc trước chúng trốn ở chỗ nào. Lôi lan và tần hiểu sau khi bay trở về linh xa, liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắc hắc, khu vực này to lớn như thế, đương nhiên có nhiều nơi ẩn thân. Bất quá đây chỉ là yêu vật ở gần, nhưng yêu vật ở xa hơn có lẽ cũng sắp tới, khi đó có thể sẽ gặp phải một số yêu vật cấp cao. Kim quang chợt lóe, Bạch Bích cũng trở lại linh xa, từ từ nói. Hàn Lập nghe vậy nhưng thần sắc lại cực kỳ chấn định. Không bao lâu sau, bốn phía lần nữa truyền đến những tiếng thét gào, các loại yêu vật đều lần lượt hiện thân, phóng thẳng tới pháp trận. Lúc này đây, Hàn Lập không để cho ba người kia ra ngoài, mà trực tiếp phát động pháp trận, vô luận yêu vật nào xông vào đại trận đều bị hồng hà biến thành cho bụi. Cứ như vậy, thời gian yêu vật công kích đã qua nửa ngày. Thậm chí trong lúc đó còn xuất hiện một yêu vật cấp cao, nhưng Hàn Lập không chút do dự khởi động đại canh kiếm trận, dễ dàng giết chết yêu vật này. Không biết có phải yêu vật này tại Băng Sát Chi Địa cực kỳ nổi danh hay không, mà từ đó về sau cũng không xuất hiện yêu vật cường đại nào khác. Đám người Hàn Lập hiển nhiên mừng rỡ. Mấy canh giờ sau, mùi thơm trên người báo lân thú bắt đầu giảm bớt, nguyên bổn yêu thú đang điên cuồng công kích vào pháp trận đột nhiên không chút dấu hiệu giải tán, không còn công kích nữa hàn lập đang kinh ngạc thì từ phía xa truyền đến tiếng bước chân trầm trọng ầm ầm mỗi bước đều làm băng địa ở gần đó rung lên phảng phất có một cự vật vô cùng khổng lồ đang đi về phía này mấy người lôi lan liếc nhìn nhau một cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hàn lập thì híp hai mắt lam mang trong mắt thiểm động một lát sau một yêu vật toàn thân màu bích lục cao vài trăm trượng từ trong bóng tối đi ra bích mộc yêu thấy rõ hình dáng quái vật bạch bích ngưng trọng nói ra tên của yêu vật này thân hình to lớn kia nửa trên là người, nửa dưới là lộc. Cái đầu toàn màu xanh biếc, phảng phất như cự mộc, phía trên còn có lá xanh và tiên hoa, nhìn thấy thì có vẻ buồn cười. Nhưng hai tay của yêu vật này lại cầm đôi cự trùy to như hòn núi nhỏ, cho dù người nào thấy cũng không thể cười nổi. Không quan tâm, bích mộc yêu tuy hình thể to lớn, lực lượng mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là bị thịt, nếu như không bị binh khí của nó đánh chúng thì không có gì nguy hiểm. Bạch Bích nhắc nhở, sau đó liếc nhìn Hàn Lập một cái, kết quả là bị dọa giật mình. Chỉ thấy thần sắc Hàn Lập âm trầm khác thường, đây là lần đầu tiên hắn ngưng trọng đến như vậy. Hàn Huynh, Huynh, không riêng gì Bạch Bích, đám người tần hiểu cũng phát hiện không khỏi kinh ngạc. Nếu như chỉ có mỗi yêu vật này thì hiển nhiên dễ đối phó, nhưng kẻ đứng trên đầu nó thì lại có chút phiền toái. Hàn Lập im lặng một lát rồi nói, kẻ khác, vừa nghe Hàn Lập nói như thế, đám người Bạch Bích kinh hãi, vội vàng nhìn về phía đỉnh đầu Bích Mộc Yêu ngưng thần nhìn kỹ, rốt cục thấy được có một gã yêu vật khác. Yêu vật này là con người, bất quá thân cao hai thước, mặt xanh biếc, râu dài. Hắn chống một cây quải trưởng, đứng không nhúc nhích trên đầu bích mộc yêu, hơn nữa lại bị hoa lá che phủ cả nửa thân hình, khó trách người ta ngay từ đầu không thể phát hiện tung tích. Các ngươi nghe đây, ta biết các ngươi là người của phi linh tộc, cũng có chút thần thông, nhưng chút tu vi ấy không phải là đối thủ của lão phu. Chỉ cần giao linh thú đang tiến dài ấy ra thì lão phu lập tức đi ngay nếu không, nơi đây sẽ là nơi táng thân của các ngươi. Thấy đám người Hàn Lập phát hiện ra mình, chu nho ngay cả mí mắt cũng không chấp, kiêu ngạo nói. Lôi lan thấy khẩu khí đối phương lớn như vậy thì hơi bất ngờ, nhưng khi nàng thấy được tu vi của Hàn Lập hiển lộ ra từ đầu tới giờ thì không khỏi thở dài. Khó trách chu nho khoe khoang như thế, hắn có thể khu xử yêu vật cấp cao như bích mộc yêu thì cũng tương đương với tồn tại luyện hư trung kỳ. Bất quá, tu vi bậc này nếu đối mặt với thánh tử phi linh tộc bình thường thì không có gì để nói, nhưng hiện tại đối với Hàn Lập mà nói thì cho dù đối phương có thần thông nghịch thiên cũng không phải là khó đối phó. Cho nên Hàn Lập chẳng thèm trả lời, chỉ là hai tay khoanh lại, nhìn Chu Nho tựa cười mà không phải cười. Ba người bạch bích mặc dù trong lòng có chút không yên, nhưng tự nhiên lấy Hàn Lập làm chủ, thấy tình hình này cũng thức thời câm miệng không nói gì. Chu Nho trên bích mục yêu thấy vậy, trong lòng giận dữ, hai mắt trợn trắng, lạnh lùng nói, nếu các ngươi đã chọn con đường chết thì Lão Phu sẽ tiến các ngươi lên đường. Nói xong, Chu Nho gõ quả trượng xuống đầu Bích Mộc Yêu, nhất thời yêu vật này giống to một tiếng, chạy thẳng đến đại trận. Chương 1451, huyết khôi lỗi. Hàn Lập lạnh lùng nhìn tự yêu đang chạy lại, nét mặt không chút dị thường, chỉ cần đối phương đến gần một tí, tiến vào phạm vi kiếm trận thì hắn sẽ không chút lưu tình phát động đại canh kiếm trận, đem nhị yêu nhất cử giết chết. Nhưng đúng lúc này, phía chân trời xa xa chợt lóe hồng quang, truyền đến tiếng chói tai. Tiếp theo ba đoàn huyết quang từ trong bóng đêm hiện ra, hóa thành ba đạo huyết hồng bắn nhanh đến. Vừa thấy cảnh này, sắc mặt chu nho đại biến, quải trượng trong tay lại gõ xuống đầu bích mộc yêu, rồi quay đầu nhìn lại hướng huyết hồng, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Đông đông, bích mộc yêu dừng lại, vừa lúc ở sát bên ngoài đại canh kiếm trận. Hàn lập nhướng mày, bất quá thấy xuất hiện biến hóa mới, hắn cũng không để ý, nhìn về không chung phía xa. Ba người bạch bích thấy vậy, đồng dạng cũng bất an, không biết yêu vật mới xuất hiện thế nào. Ba đạo huyết hồng đồn tốc kỳ quái, mang theo tia lửa điện, khi tới không trung gần đó thì quang mang nội liếm, hiện ra ba huyết hồng tiểu nhân. Mỗi khuôn mặt tiểu nhân cũng sáng sủa, nhìn qua thì không lớn tuổi lắm, nhưng lại mặc hồng sắc chiến giáp kỳ lạ, mặt ngoài còn ẩn hiện phù văn dày đặc, da thịt cũng đỏ tươi, ẩm ướt, tản mát ra một cổ huyết tinh chi khí. Ba người không chút cảm tình, con người đồng thời đảo qua khắp nơi, cuối cùng hiện lên quang mang kỳ lạ khi đảo lên người Hàn Lập. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, cảm thấy một tia băng hàn từ sau lưng tuôn ra, lan tỏa toàn thân, phảng phất như bị ba con độc xà nhìn chăm chú. Huyết khôi lỗi là phân thân khôi lỗi của địa huyết đại nhân. Khi Chu Nho nhìn thấy bộ dáng của tiểu nhân thì sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Huyết khôi lỗi, địa huyết, tâm niệm hàn lập xoay chuyển, nhưng lại không có chút ấn tượng nào trong đầu, không khỏi thầm cảm thấy có chút kỳ quái. Ba tiểu nhân đánh giá hàn lập một lúc, đột nhiên trong mắt chợt lóe vẻ tàn khốc, đồng thời há miệng phun ra ba đạo huyết sắc quang trụ, sau khi chợt lóe liền tới ngay trước người Hàn Lập. Mặc dù Hàn Lập đã sớm có cảnh giác, nhưng thấy đối phương không chút dấu hiệu nào đã phát động công kích thì kinh nộ. Hắn không suy nghĩ thêm, phất tay lên, một phiến hôi hà di động trước người, đồng thời trên người nổi lên hắc khí, hiện ra một bộ hắc sắc chiến giáp cổ xưa. Phanh, 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 ba tiếng trầm muộn phát ra. Không biết ba đạo huyết trụ này là thần thông gì, nhưng nguyên tử thần quang vốn khắc chế được ngũ hành lại chỉ có thể làm quang trụ chấp động vài cái, sau đó vẫn xuyên thủng qua, đánh lên chiến giáp của Hàn Lập. Huyết quang một trận chấp động, ba đạo huyết trụ quang mang yếu đi vài phần, rồi đánh lên sát giáp trước ngực Hàn Lập, tạo ra ba lỗ thủng to như miệng bát. Sắc mặt đám người lôi lan gần đó không khỏi tái nhợt, nhưng một màn tiếp theo lại làm cho mấy người trợn mắt há mồm. Trước ngực Hàn Lập bỗng truyền ra tiếng lôi mình, sau vài tiếng ầm ầm, huyết sắc quang trụ và ngân sắc điện hồ giao vào nhau, đồng thời biến mất vô tung vô ảnh. Công kích này cuối cùng đã bị lôi bào của Hàn Lập đỡ được nhưng cho dù là thế hàn lập cũng giật mình sắc mặt bỗng nhiên âm trầm trong miệng hừ lạnh một tiếng ba đại động trên sát giáp được vây quanh bởi hắc khí trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu nếu không phải sát giáp này đã phân tán uy lực của ba đạo huyết trụ thì sợ rằng lôi bào cũng không có cách nào ngăn cản vừa thấy công kích không đắc thủ ba huyết khôi lối cũng mặt không biểu tình huyết quang sau lưng chợt lóe hiện ra một đôi cánh màu đỏ sau khi vỗ một cái tiểu nhân liền biến mất trong hư không hàn lập rung mình nhưng chưa kịp có phản ứng thì không gian gần đó ba động, ba tiểu nhân trợt hiện ra. Hai tay chúng hợp lại, trong tay mỗi tên đều hiện ra một thanh huyết sắc trường đạo, hướng về phía Hàn Lập chạm tới. Ba đạo huyết sắc đao mang phảng phất như ánh trăng rằm đỏ tươi, căn bản mặc kệ lôi lan và những người khác ở gần đó. Những huyết khôi lỗi này đều có một tia thần niệm của người điều khiển, hiển nhiên nhận ra chỉ có Hàn Lập là có thể tạo được uy hiếp với chúng. Chỉ cần loại bỏ được Hàn Lập thì những người còn lại hiển nhiên không chịu nổi một kích. Hàn lập hừ một tiếng, hai cánh sau lưng rung lên, trong tiếng lôi minh liền thuấn di biến mất. Sau một khắc, tại một chỗ trên trời cao cách đó hơn 20 trượng, một đạo thanh bạch điện hồ chợt lóe, thân hình Hàn lập lần nữa hiện ra. Nhưng cơ hồ đồng thời, ba đạo huyết quang chợt lóe, hiện ra thân ảnh của ba tiểu nhân, vẫn là động tác vừa rồi, nhưng sáu đạo huyết nhận hóa thành vô số tia huyết mang, trực tiếp chụp về phía Hàn lập. Sắc mặt Hàn lập trầm như nước, kim quang trên người chợt lóe, trên da hiện ra lân phiến rực rỡ màu hoàng kim, đồng thời miệng hét lớn một tiếng, hai bàn tay đen trắng đánh ra, trong nháy mắt hóa thành trường ảnh đen trắng. Vài tiếng ninh đong như kim loại chạm vào nhau phát ra, sáu khẩu huyết nhận chém vào trường ảnh, nhất thời cảm thấy có một cổ cự lực cực lớn ngăn cản lại, phát ra một tiếng thanh minh rồi bị phá ta. Mà binh khí của ba khôi lỗi cũng bị cự lực đẩy xuống, văng đi xa mấy trường. Huyết quang trên người chấp động loạn xạ một trận, sau đó ba huyết khôi lỗi mới lần nữa ổn định thân hình, ngẩng đầu lên, không khỏi ngẩn ra phía trước trống trơn, hoàn toàn toàn không thấy bóng dáng Hàn Lập. Hóa ra chỉ trong khoảnh khắc đó, Hàn Lập đã lần nữa thuấn di bỏ chạy, lần nữa về tới Linh Sa. Thấy ba tiểu nhân rốt cuộc đã tìm được hắn, trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia cười lạnh, hai tay nhanh chóng bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Hư không gần đó truyền ra tiếng xé gió cực lớn, từng đạo kim ti hiện ra, từ bốn phương tám hướng chiếu sáng cả màn đêm, đem ba huyết khôi lỗi vây vào giữa đúng là Hàn Lập đã phát động đại canh kiếm trận mà hắn đã sớm bố trí ở gần đó. Uy lực kiếm trận hiển nhiên là dựa theo tu vi đại tiến của Hàn Lập mà tăng lên rất nhiều, nguyên bổn kiếm ti đang thong thả lập tức cuồn cuộn tụ lại, mặc dù tốc độ chưa thể nói là cực nhanh, nhưng so với trước kia thì nhanh hơn không ít. Ba huyết khôi lỗi thấy tình hình này, tiêm máu trên mặt lưu chuyển một trận, lập tức vỗ huyết xí, quỷ dị biến mất tại không trung. Xem ra chúng nó muốn thi triển bí thuật, trực tiếp độn ra ngoài kiếm trận nhưng đại canh kiếm trận rất thần diệu, nào có thể để chúng trốn thoát. Từ hư không trong kiếm trận truyền ra tiếng vù vù, hàng trăm kim ti đồng thời chợt lóe, cắt vào hư không. Nhất thời huyết quang hiện ra, ba tiểu nhân bị ép phải hiện ra thân hình. Kim ti hợp lại, trong nháy mắt ba khôi lỗi bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, phảng phất đã bị phá hủy. Đám người lôi lan và chu nho đứng xem đã sớm cứng lưỡi. Nhưng chu nho cũng là một người cơ trí, vội tình ngộ, cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào mà Mộc Yêu lại chậm rãi lui về phía sau, cả quá trình không một tiếng động. Huyết khôi lối lợi hại ra sao, nó chính là thổ địa ở địa uyên này nên hiển nhiên biết rõ, ba tên liên thủ mà cũng không phải đối thủ của chủ nhân tiểu thú phía trước, thì hắn nào còn dám có chủ ý đánh báo lân thú. Nhưng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện trong kiếm trận. Những mảnh vụn của huyết khôi lối đột nhiên rung lên, từ trong huyết quang hiện ra một giọt máu, sau đó từ từ tụ lại hiện ra ba cái đầu của tiểu nhân trong huyết cầu, tản mát ra huyết tinh nồng đậm. Tiếp theo huyết cầu xoay tròn, mặt ngoài hiện ra tay chân, thân thể. Mắt thấy rất nhanh huyết khôi lỗi sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, Hàn Lập không sợ hãi, ngược lại trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, điểm một cái vào kiếm trận. Vù một tiếng, một ngân sắc hỏa điều từ hư không trong kiếm trận hiện ra, nhưng lập tức liền bạo liệt, phun ra ba đoàn ngân diễm, phóng thẳng tới ba tiểu nhân. Sau vài tiếng trầm muộn, Ngân Diễm đã đánh vào huyết cầu. Ngân Diễm tăng vọt, đem huyết cầu bao phủ vào trong. Mặt ngoài huyết cầu khi tiếp xúc với Ngân Diễm lập tức tản mát ra một mùi khét, đồng thời từ bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ba tiểu nhân trong Ngân Diễm tựa như ruồi không đầu, bay loạn xả trong kiếm trận. Hàn lập trâm chú nhìn cảnh này, trong lòng cũng thầm giật mình. Hắn biết rất rõ uy lực của phệ linh thiên hỏa, khi địch thủ dính phải một chút thì trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi. Mà ba huyết khôi lỗi này dĩ nhiên lại có thể kiên trì lâu như vậy bất quá phệ linh thiên hỏa cũng thật sự cực kỳ bá đạo không bao lâu sau tiếng kêu thảm trong ba huyết cầu dần nhỏ lại cuối cùng biến mất hoàn toàn khối huyết cầu cuối cùng đã biến thành cho bụi trong ngân diễm lúc này đây ba huyết khôi lỗi thật sự đã không còn tồn tại nữa hàn lập ngoắc một cái nhất thời ba đoàn ngân diễm hợp làm một một lần nữa hóa thành ngân sắc hỏa điều bay về biến mất trong tay áo của hắn nhưng thần sắc hàn lập lập tức vừa động tựa hồ cảm ứng được điều gì đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh chỉ thấy bích mộc yêu to lớn kia không biết từ khi nào đã thối lui ra ngoài trăm trượng mà khi chu nho thấy ánh mắt hàn lập đảo tới thì nhất thời tông lòng rung mình một cái không suy nghĩ thêm trong miệng phát ra một tiếng kêu to nguyên bổn mộc yêu vô thanh vô tức kia đột nhiên toàn thân chợt lóe lục quang không chút che giấu chạy như điên về phía tây lấy hình thể to lớn của yêu vật này chỉ chớp mắt đã biến mất trong bóng tối còn muốn chạy hàn lập tự nói một câu há miệng ra một tiểu đỉnh được vây trong thanh quang bắn ra đúng là hư thiên bảo đỉnh. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên phía dưới linh xa truyền đến một tiếng thú hống hữu khí vô lực. Hàn lập nghe thấy thì trong lòng vui vẻ, nhìn hướng một yêu biến mất kia một cái, sau khi do dự liền há miệng hút tiểu đỉnh vào bụng, sau đó thân hình một trận mơ hồ, quỷ dị biến mất trên linh xa. Một lát sau, thân ảnh hắn hiện ra trên mặt đất, đứng cạnh đoàn bạch quang. Giờ phút này mùi thơm phát ra từ bạch quang đã cực kỳ ít. Hàn lập thông qua liên lạc tâm thần thì biết báo lân thú đã tiến giai xong, cuối cùng hắn cũng đã có một trợ thủ tốt. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay cắm vào trong bạch quang sờ soạng một chút, ấn lên trên thân tiểu thú. Đồng thời một cổ linh lực tinh thuần cuồng dũng nhập vào tiểu thú. Thanh quang trên người Hàn lập đại phóng, thần sắc ngưng trọng. Ba người lôi lan trên linh xa cũng không hẹn mà cùng thở dài một hơi, sau khi nhìn nhau một cái thì thấy thần sắc ai cũng đại biến. chương 1452, một Thanh cùng huyết giao. Biểu hiện của Hàn Lập làm ba người lôi lan giật mình, hai đám cường địch một đám dễ dàng giết chết một đám bị kinh sợ mà thối lui cuối cùng vượt qua nguy hiểm đồng thời trong lòng ba người cũng yên tâm nếu không phải không biết hàn lập đã giết ba huyết khôi lỗi có thực lực linh suất sơ kỳ thì đã sớm chấn kinh rồi vì vậy mắt thấy bốn phía khôn còn yêu vật xuất hiện đồng thời hàn lập tiến đến trợ giúp linh thú hoàn thành bước tiến dài cuối cùng ba người lôi lan liền trở vào linh xa ngồi xuống lẳng lặng khôi phục nguyên khí hao tổn một lúc lâu sau trên mặt đất phát ra bạch quang đột nhiên truyền ra một tiếng giống giống như long ngâm. Hàn lập đang cho tay vào trong bạch quang bỗng biến sắc, thân hình thoáng một cái liền liên tiếp thối lui. Cơ hồ cùng lúc đó, một đoàn kim ảnh bay ra, sau khi xoay tròn thì từ bên trong huyễn hóa ra một hư ảnh của cự thú to hơn 10 trượng, cả người kim quang trói mắt, lân phiến trải rộng khắp thân, đúng là một con kim sắc kỳ lân thú. Kỳ lân này mặc dù chỉ là một đoàn hư ảnh, nhưng nó ngẩng đầu lên, uy phong lẫm lẫm giống to một tiếng, một cổ khí thế trùng thiên vọt thẳng lên trời ngay cả Hàn Lập cũng không khỏi biến sắc, thối lui từng bước. Nhưng hư ảnh kia chỉ hiện ra trong chốc lát, liền chậm rãi tiêu tán. Đồng thời bạch quang bên dưới thu liếm lại, hiện ra tiểu thú. Hiện tại hình thể báo lân thú cũng không khác biệt nhiều so với trước kia, nhưng trên thân có nhiều vệt vàng hơn, đồng thời đồng tử lại biến thành màu bạc. Hư ảnh chợt lóe, báo lân thú chợt biến mất tại chỗ. Cơ hồ trong lúc đó, Hàn Lập chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, một cái gì đó giống như lông mềm chạm vào hắn hắn cúi đầu thì phát hiện ra tiểu thú đã nhảy vào lòng hắn. Con thú này có một đôi mắt yêu dị, vươn cái lưỡi màu đỏ, dùng sức liếm liếm tay Hàn Lập vài cái, thần thái cực kỳ thân mật. Hàn Lập không nói hai lời, thần niệm đảo qua cơ thể tiểu thú, một lát sau trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, tiểu thú quả nhiên tén dai thành công, đã có tu vi hóa thần kỳ. Lấy thiên phú thần thông cùng huyết mạch kỳ lân của con thú này, thì vượt xa các loại thú khác, sau này hẳn có thể trở thành một trợ thủ đắc lực. Tiểu thú rúc đầu vào lòng Hàn Lập, lộ ra bộ dáng mệt mỏi, mới vừa rồi tiến dai làm cho nó cảm thấy ăn không tiêu, muốn nhanh chóng khôi phục nguyên khí bị hao tổn. Hàn lập thấy vậy, tay lật lại, trên ngón tay hiện ra một viên hồng sắc đan hoàn, nhét vào miệng tiểu thú, tiếp theo nhẹ nhàng vỗ lên thân tiểu thú. Thanh quang chợt lóe, tiểu thú biến mất vô tung vô ảnh, được thu vào chữ vật chạc, đang ngủ trong đó. Chuyện phàm nhân tu tiên chuyện được copy từ diễn đàn, ba người trên linh xa nhìn thấy hư ảnh kỳ lân, sắc mặt khẽ biến, sau khi nhìn nhau một cái thì cũng từ trong mắt người khác nhìn ra vẻ sợ hãi. Mặc dù phi linh tộc thờ phụng các loại chân linh phi cầm, nhưng kỳ lân tại linh giới cũng là những tồn tại cường đại cực kỳ nổi danh, làm sao có thể không nhận ra. Linh thú của Hàn Lập có huyết mạch kỳ lân chân linh, điều này hiển nhiên làm cho bọn họ ngạc nhiên. Lúc này thân hình Hàn Lập thoáng một cái, hóa thành một đạo thanh hồng bay lên không, phạm vi xung quanh hắn trăm trượng nổi lên lốc xoáy, tất cả trận bàn trận kỳ đều được hắn hút vào trong tay áo. Mười xích hồng quang trụ kia vì vậy mà biến mất, tất cả đều khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Chúng ta khôn còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng tiến vào tầng 3. Thanh quang chợt lóe, thân hình Hàn Lập hiện ra trong linh xa, bình tĩnh nói với ba người Lôi Lan. Bạch Bích và đám người Lôi Lan hiển nhiên không có ý kiến, đều gật đầu đồng ý. Vì vậy tam giác linh xa được Hàn Lập điểm nhẹ chân một cái, hóa thành một đạo bạch quang bắn nhanh đi, sau vài lần chớp động đã hóa thành hư ảnh mờ nhạt, cuối cùng biến mất trong bóng tối tại chân trời mà trong một chỗ thâm sâu tại địa uyên ngay khi ba huyết khôi lối bị phệ linh thiên hỏa hóa thành cho bụi huyết bào nhân đang nằm trên ghế trong mật thất nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên cảm ứng được hai mắt mở ra trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc di huyết khôi lối đã bị diệt ngay cả ba đạo thần niệm cũng không chạy thoát chẳng lẽ có người khác nhúng tay vào chuyện tốt của lão phu vẻ tàn khốc hiện lên trên mặt huyết bào nhân trông thật dữ tợn bỏ đi bất quá chỉ là ba huyết khôi lối nếu lại phái thêm khôi lối khác đến thì chỉ sợ có chút không kịp trung quy một gã linh tương kỳ không có tài cán gì mà lại làm cho lão phu phải tự mình chạy đến tầng 3. Huyết bào nhân sờ sờ cầm, trầm ngâm nói. Sau một hồi lâu, hắn phất tay áo lên, viên châu lần trước lại hiện ra, sau khi xoay tròn thì phiêu phù trước người. Một tay bắt quyết, tay còn lại điểm vào viên châu một cái, huyết quang từ viên châu phát ra, kêu lên một tiếng trong trẻo. Một lát sau, một thanh âm nữ tử lạnh lùng truyền đến, điệu huyết, người tìm bổn cô nương có chuyện gì chủ nhân thanh âm không chút khách khí với huyết bào nhân. Ha ha, lão phu muốn cùng một thanh đạo hữu làm một cái giao dịch nhỏ. Huyết bào nhân cười khẽ trả lời, giao dịch gì, nữ tử hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Không có gì, tại hạ môn mượn tên thủ hạ huyết giao, cao dai linh suốt kỳ sử dụng một lát. Huyết bào nhân hời hợt trả lời, huyết giao, người mượn chúng làm gì, ta còn cần chúng giúp ta tìm kiếm huyết thực để tế tự. Nữ tử kinh ngạc nói, ta muốn mượn chúng diệt sát vài tên phi linh tộc linh tương kỳ, ta tự mình ra tay thì có chút không kịp, nơi này lại không có truyền tống trận có thể truyền trực tiếp đến đó, cho nên ta chỉ có thể nhờ tiên tử. Huyết bào nhân nói, hừ, vài tên linh tương kỳ mà cũng đáng dùng huyết sao sao. Quên đi, ta không quản ngươi có mưu đồ gì, muốn mượn huyết sao cũng được, nhưng ngươi phải cho ta linh mộc mới được. Nếu không thì không cần bàn nữa, nữ tử trầm mặc một lát, rồi thản nhiên trả lời, được rồi, không có vấn đề. Nhưng tinh hồn của mấy tên phi linh tộc đó, sau khi giết chúng, bảo huyết giao mang về cho ta. Huyết bảo nhân bất động thanh sắt nói, đây là chuyện nhỏ, người đem vị trí và tướng mạo của những người đó truyền đến cho ta. Nữ tử đáp ứng, sau đó chậm rãi yêu cầu, chờ một chút, huyết bảo nhân vươn ngón tay điểm nhẹ lên huyết châu, khẽ nhắm mắt lại, đem thần niệm truyền qua. Một lát sau, huyết bảo nhân lần nữa thu tay lại, mở mắt ra nói, vị trí đó không bao lâu sẽ xuất hiện bọn chúng, chỉ cần huyết giao kịp chạy tới thì hẳn là rất dễ tìm thấy chúng ta ở đây chờ hồi âm của đạo hữu chỉ cần thật sự là linh tương kỳ thì không tốn bao nhiêu thời gian nhưng nếu như tin tình báo của người là sai thì nữ tử cười lạnh vài tiếng nếu không đúng một tiên tử hiển nhiên có thể tùy thời hủy bỏ giao dịch này huyết bào nhân mỉm cười nói lấy thần thông của hắn hiển nhiên khôn có khả năng nhìn lầm tu vi của mấy tên linh tương kỳ đạo hữu đã khẳng định như thế thì được việc này cứ quyết định như vậy ta sẽ đem huyết giao trực tiếp đưa lên tầng 2, ba ngày sau sẽ có tin truyền về. Nữ tử bình tĩnh nói một câu, huyết quang trên viên châu chợt lóe, cắt đứt liên lạc. Huyết bào nhân thấy vậy, không tức giận, ngược lại còn ra vẻ hài lòng. Hắn thu viên châu lại, sau đó lẩm bẩm lấy huyết giao xuất thủ, hẳn là không vấn đề, mà nếu như vậy còn không đắc thủ thì chỉ có thể nói rằng mấy lão gia hỏa phi linh tộc đã có người lẻn vào địa uyên, như thế thì phải cẩn thận ứng phó, không thể phá hư đại sự. Vừa nói, huyết bào nhân vừa dựa vào ghế, không lâu sau truyền ra tiếng ngáy. Tầng 3 địa uyên, trong một đại điện được vô số gỗ đen tạo thành, một bóng đen cực kỳ mơ hồ đang ngồi trên một đóa kim sắc đại hoa, tay chống cằm khôn nhúc nhích. Mà cách đó không xa đang có hai hắc ảnh đang quỳ, bộ dáng ước chừng 15-16 tuổi. Một hồi lâu, hắc ảnh đột nhiên giơ tay lên, một đạo thúy mang bắn nhanh ra, chợt lóe vào hư,